Giới siêu giàu luôn biết cách để thể hiện đẳng cấp cũng như tiềm lực kinh tế đáng ngưỡng mộ của mình, hay đơn giản chỉ để thỏa mãn thú vui của họ. Thú chơi chim cảnh, siêu xe, du thuyền, dàn âm thanh cao cấp hay sưu tập những loại gỗ quý hiếm đắt đỏ là niềm đam mê của rất nhiều đại gia. Chúng ta đã chiêm ngưỡng nhiều về cuộc sống giàu có của giới thượng lưu thế giới. Vậy tại Việt Nam, những người thuộc tầng lớp lắm của nhiều tiền có những thú vui gì? Hãy cùng giới thượng lưu tìm hiểu những bộ sưu tập khủng ấn tượng nhất của các đại gia Việt Nam nhé! Một, bộ sưu tập siêu xe hạng sang và đồng hồ hàng trăm tỷ của đại gia Minh Nhựa. Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, hay còn được biết đến với biệt danh Minh Nhựa, là con trai độc nhất của ông chủ công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành. Anh đã từng học chuyên ngành ngoại thương tại trường Đại học Hùng Vương. Hiện tại, doanh nhân Minh Nhựa đang đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành. Ngoài xuất thân ngậm thìa vàng, anh được biết đến là một tay chơi siêu xe, đồng hồ, khét tiếng. Với sở thích sưu tầm và sở hữu những chiếc xe độc lạ đắt sắt ra miếng, anh luôn dành thời gian đem về Việt Nam những chiếc xe hiếm và đắt đỏ. Đầu tiên phải kể đến chiếc siêu xe Pagani Huayra, vì có lẽ đây là chiếc ý nghĩa nhất. Lý do là vì nó đã được xuất hiện trong lễ cưới của con gái anh. Sở dĩ anh chọn chiếc này vì thiết kế độc đáo và đắt nhất trong dàn siêu xe thời điểm lúc bấy giờ của mình. Giá trị của nó lên tới 80 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chiếc SUV Rolls-Royce Cullinan hạng sang nhất thế giới, giá khởi điểm khoảng 325.000 đô, giá nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam khoảng hơn 41 tỷ đồng, cũng có mặt trong dàn xe của Minh Nhựa. Ngoài ra, anh cũng từng sở hữu những chiếc xe siêu đỉnh đám như Lamborghini Urus 23 tỷ, Mercedes-AMG G63 Edition 1, 14 tỷ và chiếc Bugatti Veyron gần 70 tỷ đồng. Gần đây, doanh nhân Nhật Minh tiếp tục khiến công chúng choáng váng bởi sau một thời gian im ắng, anh tiếp tục mạnh tay chi hàng chục tỷ đồng sắm xe mới. Cuối tháng 11 vừa qua, đại gia Minh Nhựa đăng tải hình ảnh về chiếc Land Rover Range Rover phiên bản SV Autobiography cao cấp nhất. Xe có giá bán chính hãng gần 11 tỷ đồng cho phiên bản động cơ i6 và 23,8 tỷ đồng cho phiên bản động cơ V6. Tuy nhiên, đây không phải thế hệ mới nhất. Xe có ngoại thất màu đen, nhưng vì doanh nhân ngành nhựa đã trang trí lớp đề can 3 màu xanh trắng đỏ đặc trưng theo sở thích cá nhân. Bên cạnh mẫu SUV Anh Quốc, vị đại gia này cũng vừa tậu thêm Bentley Flying Spur màu xanh lục bảo. Không thu hút bởi ngoại hình, chiếc xe này cũng sở hữu biển số đẹp 39999. Không rõ chiếc xe này được nhập khẩu chính hãng hay tư nhân. Trong khi đó, Bentley Flying Spur V8 chính hãng có giá khởi điểm 18 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn đặt thêm, còn phiên bản cao cấp nhất sử dụng máy W12 thuộc phiên bản First Edition, từng được công bố giá gần 30 tỷ đồng. Cuối cùng là chiếc Mercedes-Maybach GLS 480, chính hãng có giá 8,4 tỷ đồng. Phiên bản giá rẻ của GLS 600 Maybach sở hữu thiết kế gần như tương đồng so với đàn anh, khác biệt dễ nhận thấy nhất đó là bộ mâm. Ngoại thất chiếc Mercedes-Maybach GLS 480 thuộc sở hữu của vị doanh nhân ngành nhựa có màu sơn trắng đi cùng bộ mâm đa chấu kích thước 22 inch. Đại gia Phạm Trần Nhật Minh ngoài đam mê và sở hữu cho mình dàn siêu xe khủng hàng đầu Việt Nam, thì anh cũng được biết đến là người sở hữu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu trị giá hàng trăm tỷ đồng. Những thương hiệu đồng hồ được lên tay vì đại gia đáng kể đến như Richard Mille phiên bản ngọa hổ tàng long trị giá khoảng 18 tỷ, Richard Mille Dragon Jackie Chan Tourbillon trị giá khoảng 23 tỷ, Patek Philippe Genevieve Skychart 6130G. 2. Thú chơi du thuyền xa xỉ bậc nhất. Du thuyền là món đồ chơi xa xỉ bậc nhất trên thế giới mà chỉ có những đại gia cực kỳ giàu có mới có thể sở hữu. Bởi sở hữu du thuyền là một chuyện, nhưng việc bảo dưỡng chăm sóc nó cũng mới thực là kỳ công và tốn kém. Chi phí để thuê người bảo dưỡng và chăm sóc hầu như mọi ngày, cũng như phí bến bãi mỗi tháng cũng ngốn khoảng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng điều đó lại không thể làm khó một số đại gia Việt. Theo ước tính, tại Việt Nam, hiện có khoảng 2.000 người sở hữu tài sản từ 5 triệu đô trở lên. Con số này đang ngày càng tiếp tục tăng nhanh. Khi số lượng người giàu tăng nhanh thì tất yếu, nhu cầu về chơi du thuyền cũng tăng theo. Đầu tiên phải kể đến gia đình tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn sở hữu du thuyền Azimut 70 sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Chiếc du thuyền có giá đến 4 triệu đô, tương đương với 92,6 tỷ đồng. Được thiết kế bởi kỹ sư Stefano Rigni và sản xuất tại Ý, du thuyền Azimut có chiều dài gần 22 mét, kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật thiết kế đương đại
và những công nghệ tiên tiến của ngành chế tạo du thuyền trên thế giới. Nội thất bên trong du thuyền sang trọng chẳng kém khách sạn cao cấp. Cũng tại Sài Thành, gia đình nữ diễn viên Diễm My nhiều năm nay đã sắm một chiếc du thuyền Sunseeker giá 2 triệu đô, tương đương với 46,3 tỷ đồng. Theo doanh nhân Hồ Tôn Đức, chồng Diễm My, chiếc du thuyền này vừa phục vụ kinh doanh du lịch, vừa là phương tiện để gia đình đi lại. Tiếp theo là ông Tăng Thành Trung, giám đốc Việt Nam Yacht, sở hữu chiếc du thuyền Diamond Island hiệu Princess 58 sản xuất tại Anh. Du thuyền này có giá trị 2 triệu đô, tương đương với 46,3 tỷ đồng. Khi về Việt Nam, được trang bị tiện nghi sang trọng với hệ thống kỹ thuật cao cấp có thể chịu được bão, Diamond Island có đến 3 phòng ngủ, trong đó có phòng trang bị giường đôi. Cùng với nhiều phòng ngủ nghỉ sang trọng, du thuyền Princess 58 còn có máy lọc nước ngọt từ nước biển. Tốc độ tối đa của du thuyền lên đến 65 km/h. Dư luận không khỏi bất ngờ với thông tin ông Nguyễn Minh Tuấn, tổng giám đốc công ty cổ phần Kềm Nghĩa, đã đặt mua từ Mỹ 3 chiếc du thuyền, trong đó một chiếc mua giúp người bạn làm trong ngành ngân hàng với giá từ 300 đến 500 nghìn đô, với kích thước chiếc dài nhất là 12,5 mét. Có thể thấy hiện nay, thú chơi xa xỉ của các đại gia Việt không chỉ dừng lại ở xe hơi, trực thăng, mà giới thượng lưu đang xem du thuyền như là một cuộc chơi đầy hấp dẫn và thú vị, là cách để tạo nên thương hiệu đẳng cấp cho mình. 3. Những biệt thự dát vàng đẳng cấp. Không đơn thuần chỉ là nhà lầu siêu xe hay những chuyến du lịch đắt đỏ, giới siêu giàu tại Việt Nam để thể hiện đẳng cấp và sự giàu có xa xỉ đã không ngần ngại dát vàng cho những biệt thự lộng lẫy hoành tráng của mình. Nổi bật nhất có thể kể đến biệt thự của nhà chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, tư gia của nữ diễn viên đã từng được đích thân đài truyền hình Hàn Quốc KBS đến quẩy phóng sự. Phần lớn thời lượng phát sóng KBS mang đến những hình ảnh tòa biệt thự với nội thất được dát vàng, khu vui chơi, bể bơi, sân tennis ngay trong khuôn viên biệt thự. Biệt thự gia đình nhà chồng Hà Tăng có đến 3 mặt tiền, tọa lạc ở vị trí đắc địa sát bên con sông Sài Gòn, có diện tích khoảng 500 m². Căn biệt thự màu trắng vô cùng nổi bật và tinh tế. Tuy nhiên, điều khiến nó trở nên đắt giá lại nằm ở nội thất xa hoa bên trong ngôi nhà. Tất cả đều được bài trí theo kiểu cách châu Âu với vẻ sang trọng hiếm có. Từng chi tiết nhỏ đều vô cùng tinh xảo. Nội thất đều là những vật dụng xa xỉ và hầu như mọi thứ đều được dát vàng. Tại Cần Thơ cũng có một căn biệt thự có 102 làm mưa làm gió một thời gian. Căn biệt thự dát vàng từ A đến Z. Chủ nhân của ngôi nhà độc đáo này là anh Nguyễn Văn Trung, một đại gia có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở Cần Thơ. Ngôi nhà dát vàng sở hữu một tầng trệt và hai tầng lầu, khiến khách tham quan bị hớp hồn bởi sự xa hoa mà nó mang lại. Mỗi căn phòng bên trong ngôi nhà được thiết kế mang đậm phong cách Á Âu vô cùng tinh tế, thanh lịch và cổ điển. Ngôi nhà sử dụng chất liệu gạch men nhập từ nước ngoài về và màu vàng làm điểm nhấn trang trí nội thất trong nhà cũng như đồ lưu niệm. Nhiều người còn ví von ngôi nhà này như một Dubai thu nhỏ khi lạc bước vào. Tất cả vật dụng trong nhà từ cửa, song sắt cửa sổ, đồ lưu niệm trang trí, bàn ghế, son nồi, tủ bếp, ấm chén hay đến cả vân đá trên sàn hay đá ốp tường cũng đều được mạ vàng. Ước tính rơi vào hơn 1.000 vật phẩm đều được chủ nhân dát vàng lấp lánh. Khách đến tham quan nhà dát vàng phải trả 80.000 một vé một người. Với mức giá này, họ có đặc quyền chơi, ngắm nghía trong nhà bao lâu tùy thích. Họ cũng có thể thoải mái chụp ảnh, ngồi, sờ một số hiện vật nhất định trong giờ mở cửa là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Anh Trung cho biết, anh rất ấn tượng với phong cách trang trí nhà cửa nội thất bằng tông màu dát vàng nên đã ấp ủ xây dựng ngôi nhà dát vàng từ lâu. Mãi đến cách đây 6 năm, anh mới bắt tay xây dựng ngôi nhà này và phải mất đến 3 năm mới xây dựng xong. Chưa hết, nhắc đến các tòa lâu đài dát vàng nổi tiếng ở Việt Nam, không thể không nhắc đến tòa lâu đài Gà Vàng của đại gia Thành Sắt. Tòa lâu đài nằm bên bờ sông Tô Lịch gần đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, có diện tích khoảng 400 m², xây cao 5 tầng, được thiết kế như những lâu đài cổ ở nước ngoài. Các mặt tường của tòa nhà đều được trang trí họa tiết hết sức công phu. Đặc biệt, trên nóc tòa lâu đài là 6 con gà dát vàng cỡ lớn, có giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Nội thất bên trong tòa lâu đài Gà Vàng theo phong cách châu Âu cổ điển, với hai tông màu chủ đạo là nâu vàng, với nhiều chi tiết được dát vàng. Ngoài ra tại Việt Nam, còn có một số biệt thự dát vàng khác đáng chú ý là biệt thự 3.000 m² dát vàng tại Phú Mỹ, Vũng Tàu, tòa lâu đài dát vàng 1.000 tỷ đồng của đại gia Ninh Bình. Tòa lâu đài được xây dựng theo phong cách Hoàng gia châu Âu với tổng diện tích hơn 14.000 m². Công trình được lấy ý tưởng từ nhà thờ Thánh Peter và những công trình Vatican Italy, kết hợp với một số chi tiết thuần Việt và sở thích của gia chủ. 4.
biệt thự sen của phó chủ tịch EPT đầy đá quý và gỗ hóa thạch. Căn biệt thự có 102 này chính là của doanh nhân Bùi Quang Ngọc, phó chủ tịch tập đoàn EPT. Công trình biệt thự sen tọa lạc trong khuôn viên Flamingo Đại Lải Vĩnh Phúc với tổng diện tích lên tới 3.000 m². Điểm đặc biệt trong khuôn viên biệt thự là bộ sưu tập đá ngọc và gỗ hóa thạch. Đặt chân đến bất cứ một khu vực nào trong khu biệt thự cũng có thể thấy các tác phẩm được làm từ đá và ngọc, được điêu khắc vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Hầu hết những tác phẩm đều được làm từ ngọc trong đá, đá được giữ lại làm đế, còn ngọc được tạc thành nhiều hình thù, chủ đề từ hoa quả, nấm đến động vật. Nhiều người thoạt nhìn lần đầu sẽ lầm tưởng rằng ngọc được cấy lên trên đá, nhưng theo phó chủ tịch EPT, 100% tác phẩm trong biệt thự không hề được cấy, đều là ngọc trong đá, nguyên khối tự nhiên. Ở mỗi khu vực, các khối đá ngọc được đặt cạnh nhau mang theo một chủ đề, tích chuyện riêng. Ví dụ như khu đá với chủ đề lãng hoa, vườn nho, đầm sen, ẩm thực, tiên cảnh. Thậm chí còn có những viên đá được khắc họa giống như chân giò, miếng thịt ba chỉ, thịt quay, bánh nướng. Xung quanh nhà cũng có đá khắc 12 con giáp đặt xung quanh nhà hay hòn phu thê. Có nhiều loại đá được sưu tầm từ Tây Nguyên, Yên Bái hay Miến Điện. Điểm đặc biệt khác khiến cho công trình mang tên biệt thự sen đó là các họa tiết từ lớn đến nhỏ trong căn biệt thự cũng như nhiều viên đá ngọc đều được tạc thành hình bông sen của Việt Nam. Đi vào trong căn biệt thự, đá ngọc và họa tiết sen tiếp tục trở thành tâm điểm của công trình. Nổi bật là bàn tiếp khách làm từ đá ngọc màu hồng, được tạc thành đầm sen, hay bình hoa, chậu đá, sàn nhà, đèn, ghế ngồi, tranh theo cánh cửa bàn ăn đều có hình ảnh bông sen như một cách để sen hóa ngôi nhà. Ông Bùi Quang Ngọc trải lòng về căn biệt thự của mình. Cuộc đời chúng ta ai cũng có góc tinh thần. Tôi có một chút điều kiện nên chờ một chút đồ ngọc và họa tiết sen. Thực ra sớm hay muộn chúng ta cũng phải nghĩ đến cái để lại cho đời. Khi ra đi khỏi cõi tạm chúng ta không mang được gì. Ngôi nhà này là một công trình tôi muốn để lại. Đá thì trường tồn, cây cũng trường tồn. Đó là công trình để lại cho đời sau, cho con cháu và mọi người. 5. Đàn chim quý hiếm và bể cá koi bạc tỷ của đại gia Hà Thành Trương Taylor. Thú chơi chim cảnh đã có từ lâu, là niềm đam mê của rất nhiều người. Nhiều đại gia ở Việt Nam cũng chọn việc chơi chim cảnh tiền tỷ để thể hiện đẳng cấp và thỏa mãn thú vui của mình. Trong đó không thể không kể đến Dương Văn Trương, Trương Taylor. Anh là một doanh nhân thời trang có tiếng và sở hữu một bộ sưu tập chim khủng trị giá lên tới hơn 10 tỷ đồng với hơn 72 con chim độc lạ trên khắp thế giới. Ngoài sưu tập trong nước, anh đã tới Úc, Thái Lan, Singapore, Indonesia để mang về những giống chim màu hoàng khuyên, chao mao, chiếc chòe than bạch, chiếc chòe lửa bông kiến trắng, họa mi bạch tạng, chim chòe đất bạch tạng cực hiếm, độc nhất vô nhị mà Việt Nam chỉ mình anh có. Cụ thể trong bộ sưu tập của anh sở hữu 20 con hoàng khuyên mắt đỏ và mắt đen, 15 con chào màu bạch, 7 con chòe lửa, 4 con chòe than bạch và một số loài khác, và giá trị mỗi con dao động khoảng vài trăm triệu đồng. Theo anh Trương, chơi chim không chỉ cần đam mê, yêu thích, mà thú chơi này cũng đòi hỏi nhiều công phu và tốn kém. Để tìm được một con chim đẹp, hội tụ đầy đủ các yếu tố như màu lông đẹp, thần thái tinh anh, giọng hát hay, người chơi phải lặn lội tìm kiếm ở nhiều nơi mới có được và phải có duyên với chú chim ấy mới sở hữu được. Thậm chí đối với nhiều con chim quý, anh Trương phải mất nhiều thời gian theo đuổi mới thuyết phục thành công. Chơi chim đẹp và đắt nên lồng chim của anh Trương cũng thuộc dạng đẳng cấp đắt đỏ bậc nhất, trong đó chủ yếu được anh tìm mua của các nghệ nhân Trung Quốc. Trung bình một chiếc lồng được làm thủ công chạm khắc tinh xảo, có giá từ 50 đến 250 triệu đồng, tính cả bộ sưu tập lồng của anh Trương cũng lên tới cả bạc tỷ. Đây đều là những chiếc lồng chim được làm thủ công trong nhiều tháng trời. Mỗi chiếc đều là kiệt tác được chạm khắc theo các chủ đề như Thủy Hử, Tam Quốc, Hồng Lâu Mộng, Bách Nhi. Để có thể nuôi được số lượng chim khủng như vậy, anh Trương Taylor đã thuê thêm 2 nhân viên thay anh chăm sóc và có các bác sĩ thú y hàng tuần đến thăm khám sức khỏe cho chúng mỗi khi anh không có ở nhà tại Hà Nội và Sài Gòn. Anh Trương chia sẻ, chơi chim cảnh là thú vui, là đam mê, nên từ trước đến nay anh chưa bao giờ bán chim dù được trả giá cao tới cỡ nào. Ngoài sở hữu bộ sưu tập chim cảnh đột biến trị giá hơn 10 tỷ đồng, đại gia Trương Taylor còn nổi tiếng trong giới sinh vật cảnh, là người chịu chơi khi không ngại chỉ hàng chục tỷ đồng cho bể cá cảnh ở ban công của mình. Hiện anh Trương sở hữu 3 bể cá koi với tổng số lượng khoảng 85 con. Đặc biệt đàn cá 25 con tại nhà riêng ở Cửa Bắc, Hà Nội có kích thước trung bình khoảng 50 phân. Đây đều là những con cá được tuyển chọn từ những trại cá danh tiếng bậc nhất Nhật Bản. Tổng giá trị số cá mà anh Trương đang sở hữu được, anh tiết lộ lên tới hơn 10 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng lên.
Hiện tại anh vẫn đang kết nối với những người có cùng đam mê để giao lưu và tiếp tục hành trình săn lùng những chú cá còi đẳng cấp hiếm có. 6. Thú chơi âm thanh high-end hàng triệu đô đẳng cấp của Đại gia Hà Nội. Không đơn thuần chỉ là sự trưng bày và sưu tầm, việc mang cả gian nhạc về không gian sống trong thú chơi high-end là điều phức tạp, cầu kỳ và công phu. Anh NMH ở Tây Hồ, Hà Nội, chủ nhân của dàn âm thanh này chia sẻ, đầu tư riêng bộ loa không chưa đủ mà còn phải chơi cả dàn đồng bộ. Bởi nếu chơi loa khủng mà âm ly, nguồn hay là dây kém thì cũng không phát huy hết giá trị của bộ loa. Được biết, nguyên bộ loa phát của anh nặng đến 2 tấn và có giá gần 30 tỷ đồng. Ngoài bộ loa cực khủng kể trên, anh Hát còn bỏ ra thêm vài trăm nghìn đô nữa để đầu tư cho âm ly và bộ nguồn phát số. Dù bộ nguồn số này có định dạng chất lượng âm thanh rất cao, nhưng để thỏa đam mê, anh Hát còn phải bỏ ra số tiền ngang một chiếc Mercedes đời mới để mua một bộ nguồn phát đĩa than. Tìm hiểu sâu về âm thanh đỉnh cao như anh Hát mới hiểu được, thiết bị tốt thì dây dẫn cũng phải là loại tốt nhất. Chơi như vậy thì chất lượng âm thanh mới có thể đạt tới đỉnh cao như đang ngồi trong nhà hát. Do đó, số tiền anh Hát đầu tư cho hệ thống dây dẫn và hệ thống nguồn điện thậm chí còn gấp đôi giá trị của bộ nguồn phát đĩa than. Ít ai tưởng tượng được, mỗi sợi dây dẫn có giá dao động từ 2.000 đến 15.000 đô. Các loại dây giá vài trăm đô cũng có thể chơi được, nhưng để xứng đáng với giá trị của dàn âm thanh thì anh cũng không tiếc tiền đầu tư. Để bộ dàn nhìn sang chảnh, dân chơi như anh Hát còn phải đầu tư thêm một bộ tủ kệ cũng có giá trị cũng lên tới gần tỷ đồng. Phải chi ra số tiền không hề nhỏ, nhưng đây chính là giấc mơ mà anh Hát đã ấp ủ gần 30 năm. Bởi theo anh Hát, những năm 80-90 của thế kỷ trước, sở hữu những thiết bị nghe thôi đã phải đánh đổi rất nhiều mà không phải ai cũng có. 7. Biệt phủ 15 hectare với bộ sưu tập gỗ quý hiếm lớn nhất và độc nhất Việt Nam. Khuôn viên biệt phủ ở Bình Dương này thuộc sở hữu của một đại gia kín tiếng với tổng diện tích lên đến 15 hectare và gia chủ phải dùng đến mô tô chuyên dụng hay xe máy để di chuyển trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng điểm đặc biệt nhất về khu biệt phủ này lại nằm ở bộ sưu tập đồ gỗ có thể gọi là khủng bậc nhất Việt Nam về độ quý hiếm cũng như độc đáo. Ngay khi bước vào gian nhà chính, mọi người sẽ bị choáng ngợp bởi bộ bàn ghế sập gụ khổng lồ. Chiếc ghế tựa có thể vừa 3 người ngồi và nếu muốn tựa vào thành ghế thì bạn phải ngả hẳn người ra đằng sau. Một cái tay ghế như này có đường kính lên tới 100 phân và điều đặc biệt là nó được làm hoàn toàn bằng gỗ cẩm Việt, loại gỗ cẩm có giá thành cao nhất và chất lượng nhất trong các loại gỗ cẩm. Và nó đang nắm giữ cho mình kỷ lục là bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lớn nhất thế giới. Ngoài ra, toàn bộ cột trụ, mái vòm, toàn bộ cánh cửa được làm bằng gỗ cam xe của Nam Phi cũng được đặt trong gian nhà chính là một bộ bàn ghế nguyên khối to không kém gì bộ bàn ghế trước đó, làm hoàn toàn bằng gỗ mun hoa, và gỗ mun hoa này thì đã được liệt vào sách đỏ vì gần như tuyệt chủng, không ai được khai thác nữa. Điều đó càng chứng tỏ được độ quý hiếm và đắt đỏ của nó. Còn hàng trăm những khối gỗ quý hiếm như thế nữa có thể điểm qua thêm, như hai chiếc lục bình bằng gỗ cao từ 6 đến 7 mét được làm bằng gỗ gõ đỏ, cũng là một loại gỗ quý hiếm, nguyên một khối nu rất lớn của cây gỗ hương. Nu gỗ mà càng lâu năm càng giá trị thì nó sẽ càng sần sùi như này. Khối nu gỗ xá xị. Xá xị là một loại gỗ bằng mùi hương vô cùng đặc trưng và loại gỗ này có thể nói là cực kỳ hiếm, và để có một khối nu gỗ xá xị to như này thì là siêu hiếm. Đó là mới chỉ là một phần rất nhỏ trong bộ sưu tập đồ sộ của vị đại gia này, nhưng cũng đã giúp ta có thể thấy được độ hoành tráng đẳng cấp cũng như cảm nhận được sự tâm huyết với nghệ thuật gỗ của ông. Bảy bộ sưu tập và những thú chơi đắt đỏ nổi bật của giới thượng lưu Việt vừa rồi có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp về độ chịu chơi và đầu tư hay không? Quả thực nếu so sánh với thượng lưu thế giới thì có lẽ người Việt cũng không tiếc tay chi tiền cho những sở thích xa xỉ của mình. Bạn ấn tượng với bộ sưu tập nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cùng với mọi người nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bất động sản cao cấp, ô tô siêu sang, du thuyền đang là thú chơi xa xỉ thể hiện đẳng cấp của các đại gia. Trong đó, chơi du thuyền thể hiện phong cách siêu sang hoàn toàn khác biệt với các loại hình khác. Có thể vừa đi chơi, vừa làm việc, tiếp khách trên du thuyền, lại kết hợp với thể thao và du lịch.
Du thuyền vì thế đem đến một trải nghiệm trên mặt nước vô cùng thư giãn và đẳng cấp. Và ở Việt Nam, sự xuất hiện của những du thuyền triệu đô nay đã không còn quá hiếm như trước. Theo ước tính, tại Việt Nam hiện có khoảng hơn 2.000 người sở hữu tài sản từ 5 triệu đô la Mỹ trở lên. Con số này đang ngày càng tiếp tục tăng nhanh. Khi số lượng người giàu tăng nhanh thì tất yếu, nhu cầu về chơi du thuyền cũng tăng theo. Điều đáng nói, khi đã chơi du thuyền thì khách hàng sẽ không bao giờ muốn dừng lại ở một chiếc, luôn muốn lên đời với chiếc sau bao giờ cũng lớn hơn so với chiếc cũ. Chi phí để tăng thêm 1 mét chiều dài du thuyền thường rất tốn kém, có khi lên đến cả triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, chi phí duy trì mỗi chiếc du thuyền cũng ngôn tới 3-5% giá trị của nó mỗi năm, bao gồm lương thủy thủ đoàn, người phục vụ, bến bãi và bảo hành bảo dưỡng. Du thuyền là cuộc chơi tốn kém, du thuyền càng lớn thì chi phí càng cao. Song, đây lại là biểu tượng thể hiện được đẳng cấp vượt trội của chủ nhân. Vậy bạn có tò mò những vị đại gia nào ở Việt Nam đang sở hữu những chiếc du thuyền hàng trăm tỷ đắt đỏ bậc nhất không? Hãy cùng với giới thượng lưu tìm hiểu ngay sau đây nhé! Bắt đầu thôi! Báo cáo thịnh vượng Wealth Report của Knight Frank mới đây nhất đã dự đoán số người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 26% từ nay đến 2026. Năm 2025, Việt Nam sẽ có khoảng 511 người có tài sản trên 30 triệu đô la Mỹ và 25.812 người có tài sản trên 1 triệu đô la Mỹ. Sự gia tăng của số lượng người giàu đang dần định hình thành một thú chơi tại Việt Nam. Sở hữu du thuyền. Họ có du thuyền như món trang sức để khẳng định vị thế. Tại triển lãm The Nautical Show by Thompson Yachting vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, 5 du thuyền Azimuth, Lagoon Catamarans, Benito, Settle Yacht, Kepler Boss đã được rất nhiều người quan tâm, dù mức giá khởi điểm từ hơn 1 tỷ đồng cho đến các siêu du thuyền hàng trăm tỷ đồng. Thú chơi du thuyền cũng lắm công phu, bởi lẽ ngoài việc đầu tiên là yêu thích cảm giác hòa cùng sóng nước, thì người chủ du thuyền phải có đội tài công, tài phụ, nhân viên phục vụ để có thể yên tâm tận hưởng những ngày nghỉ thú vị trên sông nước. Không chỉ thú chơi công phu mà còn rất khó, vì Việt Nam chưa có bến bãi chuyên nghiệp để neo đậu cũng như để chạy thử. Trên thế giới, những siêu du thuyền lớn nhất toàn cầu khi neo đậu qua đêm, ví dụ như Serene, Dinba phải trả chi phí là 3.100 đô la Mỹ. Theo báo cáo của công ty môi giới Towergate Insurance, chủ sở hữu du thuyền phải trả ít nhất 10% giá trị con tàu mỗi năm để bảo trì và vận hành chúng. Ví dụ, siêu du thuyền Azam với chiều dài 180m ngốn hết 6 triệu đô la Mỹ một năm chi phí vận hành và bảo trì. Trung bình, một chiếc du thuyền dài 50m sẽ ngốn 2 triệu đô la Mỹ chi phí vận hành mỗi năm và khoảng 200.000 đô la Mỹ một tuần khi đang hoạt động. Đặc biệt, chi phí mỗi năm cho việc neo đậu có khi lên đến 350.000 đô la Mỹ. Vậy nên, việc sở hữu một chiếc du thuyền cao cấp chỉ có thể dành cho giới siêu giàu. Số 2. Siêu du thuyền của nhà chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, 92 tỷ đồng. Không chỉ được biết đến là một trong những gia đình có khối tài sản khổng lồ tại Việt Nam, nhà chồng Tăng Thanh Hà ngoài sở hữu căn biệt thự dát vàng xa xỉ, dàn siêu xe hoành tráng, thì một trong những chiếc du thuyền đắt đỏ nhất Việt Nam cũng thuộc về gia đình quyền lực này. Khối tài sản kếch xù của gia đình có thể nói là phần lớn nhờ vào ông Jonathan Hạnh Nguyễn, bố chồng của Hà Tăng gây dựng. Ông hiện là tổng đại diện của Philippines Airlines tại khu vực Đông Dương. Ngoài ra, tên tuổi của ông còn gắn với tập đoàn IPP, tập đoàn kinh doanh đa quốc gia nắm giữ 30% thương hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới ở Việt Nam. Không những thế, ông còn là một người đứng sau những thương vụ đầu tư lớn như siêu thị Miền Đông, khách sạn Nha Trang Lodge, cửa hàng miễn thuế tại các sân bay nội địa và 4 quốc gia ở Đông Nam Á. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiếc du thuyền Azimuth 70 của gia đình doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn là một trong những chiếc du thuyền hạng sang bậc nhất Sài Gòn. Du thuyền có giá 4 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 92 tỷ đồng. Azimuth có chiều dài gần 22 mét, gây ấn tượng bởi đây là sản phẩm kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật thiết kế đương đại và những công nghệ tiên tiến của ngành chế tạo du thuyền trên thế giới. Chiếc du thuyền này hay được neo đậu tại khu vực bến Nhà Rồng, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Du thuyền Azimuth được sản xuất tại Italia, không chỉ ấn tượng với vẻ bề ngoài mà còn sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến và hiện đại của ngành chế tạo du thuyền trên thế giới. Buồng lái của chiếc du thuyền được thiết kế sang trọng và hiện đại với các bảng điện tử lớn. Phần boong thuyền được thiết kế sang trọng với sàn gỗ cao cấp. Azimuth 70 được trang bị động cơ 2.720 mã lực, bình nhiên liệu 4.800 lít, bình chứa nước ngọt 1.200 lít, tổng trọng lượng 45.000 tấn. Không gian rộng rãi của du thuyền được thiết kế linh hoạt để chủ nhân và các thượng khách có thể sử dụng một cách tối ưu nhất. Nơi đây, du khách có thể thả tầm mắt ngắm nhìn biển cả lúc hoàng hôn, hay nhẹ nhàng trải nghiệm cảm giác mát mẻ của biển và trời về đêm.
thưởng thức các bữa tiệc sang trọng tại phòng ăn đẳng cấp với những vật dụng đắt tiền. Tuy nhiên, để thấy được sự sang trọng của chiếc du thuyền này, bạn phải tiến vào phòng khách của nó. Phòng khách Azimuth 70 được thiết kế rộng rãi với những trang bị hiện đại và cao cấp. Chiếc du thuyền này là phương tiện để gia đình diễn viên Hà Tăng du lịch tận hưởng hoặc để tiếp đón những vị khách quan trọng. Số 3. Hàng loạt du thuyền cao cấp của các ông trùm và doanh nhân có tiếng. Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa. Cách đây 7 năm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa Nguyễn Minh Tuấn gây xôn xao dư luận khi đặt mua từ Mỹ 3 du thuyền, trong đó có một chiếc mua giúp người bạn làm trong ngành ngân hàng. Cả 3 chiếc đều có thiết kế theo chuẩn chung của nhà sản xuất và được sơn màu trắng. Tuy nhiên, ông Tuấn thể hiện phong cách của mình khi đặt chỉnh sửa một chút nội thất bên trong. Khác với các đại gia khác, để quyền sở hữu du thuyền sang công ty để tránh thuế tiêu thụ đặc biệt, ông Tuấn đứng tên sở hữu với lý do du thuyền mua về nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cá nhân và phải đóng các loại thuế nhập khẩu, VAT, tiêu thụ đặc biệt. Theo quy định hiện hành, cá nhân mua du thuyền hoặc máy bay riêng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 30%, ngoài thuế nhập khẩu 10% và VAT 10%. Trước đây, ông Tuấn đã mua vài chiếc du thuyền nhưng giá trị thấp, chỉ vài chục đến hơn 100 triệu đồng. Hai chiếc mà ông sở hữu có giá sau thuế khoảng 300.000 đô la Mỹ. Chiếc thứ nhất dài 12m, chỉ có một phòng, nhưng bong rộng hơn. Chiếc còn lại dài hơn 10m. Và chiếc du thuyền ông mua cho bạn gái có giá trị cao nhất là gần nửa triệu đô la Mỹ với chiều dài 12,5m, có hai phòng rộng và khu vui chơi trên bong. Tăng Thành Trung, Giám đốc Vietnam Yacht, xuất hiện bất ngờ trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ tổ chức tại Nha Trang tháng 12 năm 2008. Chiếc du thuyền Diamond Island, hiệu Princess 58 của Anh Quốc đã tới Nha Trang mang lại nhiều điều thú vị cho du khách. Người mua chiếc du thuyền này là ông Tăng Thành Trung, Giám đốc Vietnam Yacht. Chiếc du thuyền này có máy lọc nước ngọt từ nước biển, cùng nhiều phòng ngủ, nghỉ sang trọng và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật cao cấp có thể chịu được bão. Chiếc du thuyền này có giá trị lên tới 2 triệu đô. Ngoại trừ chiếc Diamond Island được nhập mới 100%, những chiếc còn lại của Vietnam Yacht đều đã qua sử dụng và được nhập về chủ yếu phục vụ cho mục đích nội bộ của doanh nghiệp, trong đó có quảng bá thương hiệu. Bùi Thế Vinh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Âu Nha Trang. Một trong những chủ sở hữu du thuyền gây chú ý khác là ông Bùi Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Âu Nha Trang với chiếc du thuyền King Yacht. Đây là chiếc du thuyền có vỏ làm bằng composite lớn nhất Việt Nam do Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy thiết kế và đóng. Con tàu có chiều dài 27,5m, rộng 7,4m, cao 5m, vận tốc đạt 12 hải lý trên giờ, sức đẩy máy chính 430 HP, máy của hãng Cummins, Hoa Kỳ, theo tiêu chuẩn tàu biển hạn chế 3. Thiết kế được phê duyệt theo quy phạm của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tàu có 2 tầng, gồm tầng trên là khách sạn với 4 phòng ngủ, 1 phòng massage sông hơi và cabin. Tầng dưới là nhà hàng với sức chứa 120 khách. Tổng giá trị con tàu lên đến 10 tỷ đồng cả nội thất, trong đó chi phí đóng toàn bộ con tàu khoảng 7 tỷ đồng. King Yacht được thiết kế theo tiêu chuẩn 4 sao với hệ thống nhà hàng, bar, phòng massage, phòng tắm nắng, phòng ngủ đầy đủ trang thiết bị cao cấp. Ngoài ra, còn có một phòng tắm hơi, hai phòng massage và một khu vực tắm nắng riêng biệt. Trên đây là thông tin về những đại gia Việt sở hữu những chiếc du thuyền đắt giá đẳng cấp tột bậc tại Việt Nam. Không biết quý vị có cảm nghĩ gì về video ngày hôm nay? Hoan nghênh quý vị để lại bình luận bên dưới để cùng chia sẻ nhé! Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại! 1. Bộ sưu tập siêu xe hạng sang và đồng hồ hàng trăm tỷ của đại gia Minh Nhựa. Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, hay còn được biết đến với biệt danh Minh Nhựa, là con trai độc nhất của ông chủ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành. Anh đã từng học chuyên ngành ngoại thương tại trường Đại học Hùng Vương. Hiện tại, doanh nhân Minh Nhựa đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành. Ngoài xuất thân ngậm thìa vàng, anh được biết đến là một tay chơi siêu xe, đồng hồ, khét tiếng. Với sở thích sưu tầm và sở hữu những chiếc xe độc lạ đắt sắt ra miếng, anh luôn dành thời gian đem về Việt Nam những chiếc xe hiếm và đắt đỏ. Đầu tiên phải kể đến chiếc siêu xe Pagani Huayra, vì có lẽ đây là chiếc ý nghĩa nhất. Lý do là vì nó đã được xuất hiện trong lễ cưới của con gái anh. Sở dĩ anh chọn chiếc này vì thiết kế độc đáo và đắt nhất trong dàn siêu xe thời điểm lúc bấy giờ của mình. Giá trị của nó lên tới 80 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chiếc SUV Rolls-Royce Cullinan hạng sang nhất thế giới, giá khởi điểm khoảng 325.000 đô, giá nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam khoảng hơn 41 tỷ đồng, cũng có mặt trong dàn xe của Minh Nhựa. Ngoài ra, anh cũng từng sở hữu những chiếc xe siêu đình đám như Lamborghini Urus 23 tỷ, Mercedes-AMG G63 Edition 1 14 tỷ và chiếc Bugatti Veyron gần 70 tỷ đồng.
Gần đây, doanh nhân Nhật Minh tiếp tục khiến công chúng choáng váng bởi sau một thời gian im ắng, anh tiếp tục mạnh tay chi hàng chục tỷ đồng sắm xe mới. Cuối tháng 11 vừa qua, đại gia Minh Nhựa đăng tải hình ảnh về chiếc Land Rover Range Rover phiên bản SV Autobiography cao cấp nhất. Xe có giá bán chính hãng gần 11 tỷ đồng cho phiên bản động cơ i6 và 23,8 tỷ đồng cho phiên bản động cơ V6. Tuy nhiên đây không phải thế hệ mới nhất. Xe có ngoại thất màu đen, nhưng vì doanh nhân ngành nhựa đã trang trí lớp đề can 3 màu xanh trắng đỏ đặc trưng theo sở thích cá nhân. Bên cạnh mẫu SUV Anh Quốc, vị đại gia này cũng vừa tậu thêm Bentley Flying Spur màu xanh lục vào. Không thu hút bởi ngoại hình, chiếc xe này cũng sở hữu biển số đẹp 39999. Không rõ chiếc xe này được nhập khẩu chính hãng hay tư nhân. Trong khi đó, Bentley Flying Spur V8 chính hãng có giá khởi điểm 18 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn đặt thêm, còn phiên bản cao cấp nhất sử dụng máy W12 thuộc phiên bản First Edition, từng được công bố giá gần 30 tỷ đồng. Cuối cùng là chiếc Mercedes-Maybach GLS 480, chính hãng có giá 8,4 tỷ đồng. Phiên bản giá rẻ của GLS 600 Maybach sở hữu thiết kế gần như tương đồng so với đàn anh. Khác biệt dễ nhận thấy nhất đó là bộ mâm. Ngoại thất chiếc Mercedes-Maybach GLS 480 thuộc sở hữu của vị doanh nhân ngành nhựa, có màu sơn trắng, đi cùng bộ mâm đa chấu kích thước 22 inch. Đại gia Phạm Trần Nhật Minh ngoài đam mê và sở hữu cho mình dàn siêu xe khủng hàng đầu Việt Nam, thì anh cũng được biết đến là người sở hữu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu trị giá hàng trăm tỷ đồng. Những thương hiệu đồng hồ được lên tay vì đại gia đáng kể đến như Richard Mille phiên bản ngọa hổ Tàng Long trị giá khoảng 18 tỷ, Richard Mille Dragon Jackie Chan Turbulent trị giá khoảng 23 tỷ, Patek Philippe Genevieve Skychart 6130G. 2. Thú chơi du thuyền xa xỉ bậc nhất. Du thuyền là món đồ chơi xa xỉ bậc nhất trên thế giới mà chỉ có những đại gia cực kỳ giàu có mới có thể sở hữu. Bởi sở hữu du thuyền là một chuyện, nhưng việc bảo dưỡng chăm sóc nó cũng mới thực là kỳ công và tốn kém. Chi phí để thuê người bảo dưỡng và chăm sóc hầu như mọi ngày, cũng như phí bến bãi mỗi tháng cũng ngốn khoảng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng điều đó lại không thể làm khó một số đại gia Việt. Theo ước tính, tại Việt Nam, hiện có khoảng 2.000 người sở hữu tài sản từ 5 triệu đô trở lên. Con số này đang ngày càng tiếp tục tăng nhanh. Khi số lượng người giàu tăng nhanh thì tất yếu, nhu cầu về chơi du thuyền cũng tăng theo. Đầu tiên phải kể đến gia đình tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn sở hữu du thuyền Azimut 70 sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Chiếc du thuyền có giá đến 4 triệu đô, tương đương với 92,6 tỷ đồng. Được thiết kế bởi kỹ sư Stefano Rigni và sản xuất tại Ý, du thuyền Azimut có chiều dài gần 22 mét, kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật thiết kế đương đại và những công nghệ tiên tiến của ngành chế tạo du thuyền trên thế giới. Nội thất bên trong du thuyền sang trọng chẳng kém khách sạn cao cấp. Cũng tại Sài Thành, gia đình nữ diễn viên Diễm My nhiều năm nay đã sắm một chiếc du thuyền Sunseeker giá 2 triệu đô, tương đương với 46,3 tỷ đồng. Theo doanh nhân Hồ Tôn Đức, chồng Diễm My, chiếc du thuyền này vừa phục vụ kinh doanh du lịch, vừa là phương tiện để gia đình đi lại. Tiếp theo là ông Tăng Thành Trung, giám đốc Việt Nam Yacht, sở hữu chiếc du thuyền Diamond Island hiệu Princess 58 sản xuất tại Anh. Du thuyền này có giá trị 2 triệu đô, tương đương với 46,3 tỷ đồng. Khi về Việt Nam, được trang bị tiện nghi sang trọng với hệ thống kỹ thuật cao cấp có thể chịu được bão, Diamond Island có đến 3 phòng ngủ, trong đó có phòng trang bị giường đôi. Cùng với nhiều phòng ngủ nghỉ sang trọng, du thuyền Princess 58 còn có máy lọc nước ngọt từ nước biển. Tốc độ tối đa của du thuyền lên đến 65 km/h. Dư luận không khỏi bất ngờ với thông tin ông Nguyễn Minh Tuấn, tổng giám đốc công ty cổ phần Kềm Nghĩa, đã đặt mua từ Mỹ 3 chiếc du thuyền, trong đó một chiếc mua giúp người bạn làm trong ngành ngân hàng với giá từ 300 đến 500 nghìn đô, với kích thước chiếc dài nhất là 12,5 mét. Có thể thấy hiện nay, thú chơi xa xỉ của các đại gia Việt không chỉ dừng lại ở xe hơi trực thăng, mà giới thượng lưu đang xem du thuyền như là một cuộc chơi đầy hấp dẫn và thú vị, là cách để tạo nên thương hiệu đẳng cấp cho mình. 3. Những biệt thự dát vàng đẳng cấp. Không đơn thuần chỉ là nhà lầu siêu xe hay những chuyến du lịch đắt đỏ, giới siêu giàu tại Việt Nam để thể hiện đẳng cấp và sự giàu có xa xỉ đã không ngần ngại dát vàng cho những biệt thự lộng lẫy hoành tráng của mình. Nổi bật nhất có thể kể đến biệt thự của nhà chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, tư gia của nữ diễn viên đã từng được đích thân đài truyền hình Hàn Quốc KBS đến quẩy phóng sự. Phần lớn thời lượng phát sóng, KBS mang đến những hình ảnh tòa biệt thự với nội thất được dát vàng, khu vui chơi, bể bơi.
sân tennis ngay trong khuôn viên biệt thự. Biệt thự gia đình nhà chồng Hà Tăng có đến 3 mặt tiền, tọa lạc ở vị trí đắc địa sát bên con sông Sài Gòn, có diện tích khoảng 500m². Căn biệt thự màu trắng vô cùng nổi bật và tinh tế, tuy nhiên điều khiến nó trở nên đắt giá lại nằm ở nội thất xa hoa bên trong ngôi nhà. Tất cả đều được bài trí theo kiểu cách châu Âu với vẻ sang trọng hiếm có. Từng chi tiết nhỏ đều vô cùng tinh xảo, nội thất đều là những vật dụng xa xỉ và hầu như mọi thứ đều được dát vàng. Tại Cần Thơ cũng có một căn biệt thự có 102 làm mưa làm gió một thời gian, căn biệt thự dát vàng từ A đến Z. Chủ nhân của ngôi nhà độc đáo này là anh Nguyễn Văn Trung, một đại gia có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở Cần Thơ. Ngôi nhà dát vàng sở hữu một tầng trệt và hai tầng lầu, khiến khách tham quan bị hớp hồn bởi sự xa hoa mà nó mang lại. Mỗi căn phòng bên trong ngôi nhà được thiết kế mang đậm phong cách Á Âu vô cùng tinh tế, thanh lịch và cổ điển. Ngôi nhà sử dụng chất liệu gạch men nhập từ nước ngoài về và màu vàng làm điểm nhấn trang trí nội thất trong nhà cũng như đồ lưu niệm. Nhiều người còn ví von ngôi nhà này như một Dubai thu nhỏ khi lạc bước vào. Tất cả vật dụng trong nhà từ cửa, song sắt cửa sổ, đồ lưu niệm trang trí, bàn ghế, son nồi, tủ bếp, ấm chén hay đến cả vân đá trên sàn hay đá ốp tường cũng đều được mạ vàng. Ước tính rơi vào hơn 1.000 vật phẩm đều được chủ nhân dát vàng lấp lánh. Khách đến tham quan nhà dát vàng phải trả 80.000 một vé một người. Với mức giá này, họ có đặc quyền chơi, ngắm nghía trong nhà bao lâu tùy thích. Họ cũng có thể thoải mái chụp ảnh, ngồi, sờ một số hiện vật nhất định trong giờ mở cửa là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Anh Trung cho biết, anh rất ấn tượng với phong cách trang trí nhà cửa nội thất bằng tông màu dát vàng nên đã ấp ủ xây dựng ngôi nhà dát vàng từ lâu. Mãi đến cách đây 6 năm, anh mới bắt tay xây dựng ngôi nhà này và phải mất đến 3 năm mới xây dựng xong. Chưa hết, nhắc đến các tòa lâu đài dát vàng nổi tiếng ở Việt Nam, không thể không nhắc đến tòa lâu đài Gà Vàng của đại gia Thành Sắt. Tòa lâu đài nằm bên bờ sông Tô Lịch gần đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, có diện tích khoảng 400m², xây cao 5 tầng, được thiết kế như những lâu đài cổ ở nước ngoài. Các mặt tường của tòa nhà đều được trang trí họa tiết hết sức công phu. Đặc biệt, trên nóc tòa lâu đài là 6 con gà dát vàng cỡ lớn, có giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Nội thất bên trong tòa lâu đài Gà Vàng theo phong cách châu Âu cổ điển, với hai tông màu chủ đạo là nâu vàng với nhiều chi tiết được dát vàng. Ngoài ra tại Việt Nam, còn có một số biệt thự dát vàng khác đáng chú ý là biệt thự 3.000m² dát vàng tại Phú Mỹ, Vũng Tàu, tòa lâu đài dát vàng 1.000 tỷ đồng của đại gia Ninh Bình. Tòa lâu đài được xây dựng theo phong cách hoàng gia châu Âu với tổng diện tích hơn 14.000m². Công trình được lấy ý tưởng từ nhà thờ Thánh Peter và những công trình Vatican Italy, kết hợp với một số chi tiết thuần Việt và sở thích của gia chủ. 4. Biệt thự sen của Phó Chủ tịch EPT, đầy đá quý và gỗ hóa thạch. Căn biệt thự có 102 này chính là của doanh nhân Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch tập đoàn EPT. Công trình biệt thự sen tọa lạc trong khuôn viên Flamingo Đại Lải Vĩnh Phúc với tổng diện tích lên tới 3.000m². Điểm đặc biệt trong khuôn viên biệt thự là bộ sưu tập đá ngọc và gỗ hóa thạch. Đặt chân đến bất cứ một khu vực nào trong khu biệt thự cũng có thể thấy các tác phẩm được làm từ đá và ngọc, được điêu khắc vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Hầu hết những tác phẩm đều được làm từ ngọc trong đá, đá được giữ lại làm đế, còn ngọc được tạc thành nhiều hình thù, chủ đề từ hoa quả, nấm đến động vật. Nhiều người thoạt nhìn lần đầu sẽ lầm tưởng rằng ngọc được cấy lên trên đá, nhưng theo Phó Chủ tịch EPT, 100% tác phẩm trong biệt thự không hề được cấy, đều là ngọc trong đá, nguyên khối tự nhiên. Ở mỗi khu vực, các khối đá ngọc được đặt cạnh nhau mang theo một chủ đề, tích chuyện riêng. Ví dụ như khu đá với chủ đề lãng hoa, vườn nho, đầm sen, ẩm thực, tiên cảnh. Thậm chí còn có những viên đá được khắc họa giống như chân giò, miếng thịt ba chỉ, thịt quay, bánh nướng. Xung quanh nhà cũng có đá khắc 12 con giáp đặt xung quanh nhà hay hòn phu thê. Có nhiều loại đá được sưu tầm từ Tây Nguyên, Yên Bái hay Miến Điện. Điểm đặc biệt khác khiến cho công trình mang tên biệt thự sen đó là các họa tiết từ lớn đến nhỏ trong căn biệt thự cũng như nhiều viên đá ngọc đều được tạc thành hình bông sen của Việt Nam. Đi vào trong căn biệt thự, đá ngọc và họa tiết sen tiếp tục trở thành tâm điểm của công trình. Nổi bật là bàn tiếp khách làm từ đá ngọc màu hồng, được tạc thành đầm sen, hay bình hoa, chậu đá, sàn nhà, đèn, ghế ngồi, tranh theo cánh cửa bàn ăn đều có hình ảnh bông sen như một cách để sen hóa ngôi nhà. Ông Bùi Quang Ngọc trải lòng về căn biệt thự của mình. Cuộc đời chúng ta ai cũng có góc tinh thần. Tôi có một chút điều kiện nên chờ một chút đồ ngọc và họa tiết sen.
Thực ra sớm hay muộn chúng ta cũng phải nghĩ đến cái để lại cho đời. Khi ra đi khỏi cõi tạm chúng ta không mang được gì. Ngôi nhà này là một công trình tôi muốn để lại. Đá thì trường tồn, cây cũng trường tồn. Đó là công trình để lại cho đời sau, cho con cháu và mọi người. 5. Đàn chim quý hiếm và bể cá koi bạc tỷ của đại gia Hà Thành John Taylor. Thú chơi chim cảnh đã có từ lâu, là niềm đam mê của rất nhiều người. Nhiều đại gia ở Việt Nam cũng chọn việc chơi chim cảnh tiền tỷ để thể hiện đẳng cấp và thỏa mãn thú vui của mình. Trong đó không thể không kể đến Dương Văn Trương, John Taylor. Anh là một doanh nhân thời trang có tiếng và sở hữu một bộ sưu tập chim khủng trị giá lên tới hơn 10 tỷ đồng với hơn 72 con chim độc lạ trên khắp thế giới. Ngoài sưu tập trong nước, anh đã tới Úc, Thái Lan, Singapore, Indonesia để mang về những giống chim màu hoàng khuyên, chao mao, chiếc chòe than bạch, chiếc chòe lửa bông kiến trắng, họa mi bạch tạng, chim chòe đất bạch tạng cực hiếm, độc nhất vô nhị mà Việt Nam chỉ mình anh có. Cụ thể trong bộ sưu tập của anh sở hữu 20 con hoàng khuyên mắt đỏ và mắt đen, 15 con chào màu bạch, 7 con chòe lửa, 4 con chòe than bạch và một số loài khác, và giá trị mỗi con dao động khoảng vài trăm triệu đồng. Theo anh Trương, chơi chim không chỉ cần đam mê, yêu thích, mà thú chơi này cũng đòi hỏi nhiều công phu và tốn kém. Để tìm được một con chim đẹp, hội tụ đầy đủ các yếu tố như máu lông đẹp, thần thái tinh anh, giọng hát hay, người chơi phải lặn lội tìm kiếm ở nhiều nơi mới có được và phải có duyên với chú chim ấy mới sở hữu được. Thậm chí đối với nhiều con chim quý, anh Trương phải mất nhiều thời gian theo đuổi mới thuyết phục thành công. Chơi chim đẹp và đắt nên lồng chim của anh Trương cũng thuộc dạng đẳng cấp đắt đỏ bậc nhất, trong đó chủ yếu được anh tìm mua của các nghệ nhân Trung Quốc. Trung bình một chiếc lồng được làm thủ công chạm khắc tinh xảo, có giá từ 50 đến 250 triệu đồng, tính cả bộ sưu tập lồng của anh Trương cũng lên tới cả bạc tỷ. Đây đều là những chiếc lồng chim được làm thủ công trong nhiều tháng trời. Mỗi chiếc đều là kiệt tác được chạm khắc theo các chủ đề như Thủy Hử, Tam Quốc, Hồng Lâu Mộng, Bách Nhi. Để có thể nuôi được số lượng chim khủng như vậy, anh Trương Taylor đã thuê thêm 2 nhân viên thay anh chăm sóc và có các bác sĩ thú y hàng tuần đến thăm khám sức khỏe cho chúng mỗi khi anh không có ở nhà tại Hà Nội và Sài Gòn. Anh Trương chia sẻ, chơi chim cảnh là thú vui, là đam mê, nên từ trước đến nay anh chưa bao giờ bán chim dù được trả giá cao tới cỡ nào. Ngoài sở hữu bộ sưu tập chim cảnh đột biến trị giá hơn 10 tỷ đồng, đại gia Trương Taylor còn nổi tiếng trong giới sinh vật cảnh, là người chịu chơi khi không ngại chỉ hàng chục tỷ đồng cho bể cá cảnh ở ban công của mình. Hiện anh Trương sở hữu 3 bể cá koi với tổng số lượng khoảng 85 con. Đặc biệt đàn cá 25 con tại nhà riêng ở Cửa Bắc, Hà Nội có kích thước trung bình khoảng 50 phân. Đây đều là những con cá được tuyển chọn từ những trại cá danh tiếng bậc nhất Nhật Bản. Tổng giá trị số cá mà anh Trương đang sở hữu được, anh tiết lộ lên tới hơn 10 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng lên. Hiện tại anh vẫn đang kết nối với những người có cùng đam mê để giao lưu và tiếp tục hành trình săn lùng những chú cá koi đẳng cấp hiếm có. 6. Thú chơi âm thanh high-end hàng triệu đô đẳng cấp của đại gia Hà Nội. Không đơn thuần chỉ là sự trưng bày và sưu tầm, việc mang cả dàn nhạc về không gian sống trong thú chơi high-end là điều phức tạp, cầu kỳ và công phu. Anh NMH ở Tây Hồ, Hà Nội, chủ nhân của dàn âm thanh này chia sẻ, đầu tư riêng bộ loa không chưa đủ mà còn phải chơi cả dàn đồng bộ. Bởi nếu chơi loa khủng mà âm ly, nguồn hay là dây kém thì cũng không phát huy hết giá trị của bộ loa. Được biết, nguyên bộ loa phát của anh nặng đến 2 tấn và có giá gần 30 tỷ đồng. Ngoài bộ loa cực khủng kể trên, anh hát còn bỏ ra thêm vài trăm nghìn đô nữa để đầu tư cho âm ly và bộ nguồn phát số. Dù bộ nguồn số này có định dạng chất lượng âm thanh rất cao, nhưng để thỏa đam mê, anh hát còn phải bỏ ra số tiền ngang một chiếc Mercedes đời mới để mua một bộ nguồn phát đĩa than. Tìm hiểu sâu về âm thanh đỉnh cao như anh hát mới hiểu được, thiết bị tốt thì dây dẫn cũng phải là loại tốt nhất. Chơi như vậy thì chất lượng âm thanh mới có thể đạt tới đỉnh cao như đang ngồi trong nhà hát. Do đó, số tiền anh hát đầu tư cho hệ thống dây dẫn và hệ thống nguồn điện thậm chí còn gấp đôi giá trị của bộ nguồn phát đĩa than. Ít ai tưởng tượng được. Mỗi sợi dây dẫn có giá dao động từ 2.000 đến 15.000 đô. Các loại dây giá vài trăm đô cũng có thể chơi được. Nhưng để xứng đáng với giá trị của dàn âm thanh thì anh cũng không tiếc tiền đầu tư. Để bộ dàn nhìn sang chảnh, dân chơi như anh hát còn phải đầu tư thêm một bộ tủ kệ cũng có giá trị cũng lên tới gần tỷ đồng. Phải chi ra số tiền không hề nhỏ, nhưng đây chính là giấc mơ mà anh hát đã ấp ủ gần 30 năm. Bởi theo anh hát, những năm 80-90 của thế kỷ trước, sở hữu những thiết bị nghe thôi đã phải đánh đổi rất nhiều mà không phải ai cũng có. 7. Biệt phủ 15 hectare
với bộ sưu tập gỗ quý hiếm lớn nhất và độc nhất Việt Nam. Khuôn viên biệt phủ ở Bình Dương này thuộc sở hữu của một đại gia kín tiếng với tổng diện tích lên đến 15 hectare và gia chủ phải dùng đến mô tô chuyên dụng hay xe máy để di chuyển trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng điểm đặc biệt nhất về khu biệt phủ này lại nằm ở bộ sưu tập đồ gỗ có thể gọi là khủng bậc nhất Việt Nam về độ quý hiếm cũng như độc đáo. Ngay khi bước vào gian nhà chính, mọi người sẽ bị choáng ngợp bởi bộ bàn ghế sập gụ khổng lồ. Chiếc ghế tựa có thể vừa 3 người ngồi và nếu muốn tựa vào thành ghế thì bạn phải ngả hẳn người ra đằng sau. Một cái tay ghế như này có đường kính lên tới 100 phân và điều đặc biệt là nó được làm hoàn toàn bằng gỗ cẩm Việt, loại gỗ cẩm có giá thành cao nhất và chất lượng nhất trong các loại gỗ cẩm. Và nó đang nắm giữ cho mình kỷ lục là bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lớn nhất thế giới. Ngoài ra toàn bộ cột trụ, mái vòm, toàn bộ cánh cửa được làm bằng gỗ căm xe của Nam Phi. Cũng được đặt trong gian nhà chính là một bộ bàn ghế nguyên khối to không kém gì bộ bàn ghế trước đó, làm hoàn toàn bằng gỗ mun hoa và gỗ mun hoa này thì đã được liệt vào sách đỏ vì gần như tuyệt chủng, không ai được khai thác nữa. Điều đó càng chứng tỏ được độ quý hiếm và đắt đỏ của nó. Còn hàng trăm những khối gỗ quý hiếm như thế nữa có thể điểm qua thêm, như hai chiếc lục bình bằng gỗ cao từ 6 đến 7 mét được làm bằng gỗ gõ đỏ, cũng là một loại gỗ quý hiếm, nguyên một khối nu rất lớn của cây gỗ hương. Nu gỗ mà càng lâu năm càng giá trị thì nó sẽ càng sần sùi như này. Khối nu gỗ xá xị. Xá xị là một loại gỗ bằng mùi hương vô cùng đặc trưng và loại gỗ này có thể nói là cực kỳ hiếm và để có một khối nu gỗ xá xị to như này thì là siêu hiếm. Đó là mới chỉ là một phần rất nhỏ trong bộ sưu tập đồ sộ của vị đại gia này, nhưng cũng đã giúp ta có thể thấy được độ hoành tráng đẳng cấp cũng như cảm nhận được sự tâm huyết với nghệ thuật gỗ của ông. Bảy bộ sưu tập và những thú chơi đắt đỏ nổi bật của giới thượng lưu Việt vừa rồi có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp về độ chịu chơi và đầu tư hay không? Quả thực nếu so sánh với thượng lưu thế giới thì có lẽ người Việt cũng không tiếc tay chi tiền cho những sở thích xa xỉ của mình. Bạn ấn tượng với bộ sưu tập nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cùng với mọi người nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thay vì chọn những kiểu nhà thông minh, hiện đại như penthouse hay duplex, các đại gia Việt Nam lại thích vung tiền xây lâu đài biệt thự. Họ vẫn luôn khiến người ta trầm trồ bằng các căn dinh thự hoành tráng với nội thất gỗ xa xỉ ốp kín khắp nhà. Chưa dừng lại ở đó, để thể hiện đẳng cấp vượt bậc của mình, nhiều đại gia đã không tiếc tiền khi dát kín ngôi nhà cũng như nội thất của mình bằng vàng ròng lấp lánh, chẳng thua kém gì các đại gia Dubai. Giữa lúc vàng đang ở mức cao trên 65 triệu đồng một lượng, thì những ngôi nhà dát vàng của các đại gia Việt lại càng thể hiện được sự xa hoa đẳng cấp và chịu chơi của chủ nhân. Vậy bạn có tò mò những công trình dát vàng bề thế đó là của ai và trông nó sẽ như thế nào không? Hãy cùng Giới Thượng Lưu khám phá ngay sau đây nhé. Bắt đầu thôi. Một, lâu đài lớn nhất Đông Nam Á, 3.000 tỷ của đại gia Ninh Bình. Đầu tiên phải kể đến chính là tòa lâu đài nổi danh là nguy nga bậc nhất Ninh Bình. Nó cũng chính là niềm tự hào của nước ta khi sở hữu cho mình kỷ lục là công trình nhà ở lớn nhất và cao nhất Đông Nam Á với chiều cao của tổng thể bên ngoài bằng một tòa nhà 18 tầng và tổng diện tích mặt sàn là 15.000 m². Chủ nhân của tòa lâu đài tráng lệ này chính là đại gia Đỗ Văn Tiến, là một doanh nhân nổi tiếng nhất trong lĩnh vực sản xuất xi măng. Ông có hai người con trai tên Thành và Thắng, cho nên căn biệt phủ cũng được mang tên của hai chàng quý tử. Lâu đài Thành Thắng được khởi công xây dựng từ năm 2016, nằm trên quốc lộ 1A. Huyện Gia Viễn trước đây là một vùng trũng được chủ nhân mua lại để tu sửa. Công trình được lấy ý tưởng từ nhà thờ Thánh Peter và những công trình ở Vatican, Italy, kết hợp với một số chi tiết thuần Việt và sở thích của gia chủ. Mái vòm với nhiều chi tiết phức tạp là điểm nhấn nổi bật khi nhìn vào ngôi nhà. Cả cổng vào và các tòa nhà đều nguy nga đồ sộ với nhiều chi tiết hoa văn phức tạp. Toàn bộ khuôn viên bao gồm 3 tòa nhà, trong đó 3 tòa lâu đài nhỏ dành cho hai con trai, một cung điện lớn là nơi ở của bố mẹ, cũng như không gian chung. Có 2 lối vào dẫn đến sảnh đón khách của lâu đài,
rộng và tráng lệ không kém các sảnh khách sạn cao cấp. Tại sảnh đón khách, toàn bộ trần phía trên được ốp gỗ và những chiếc đèn chùm dát vàng. Cửa để vào sảnh chính toàn bộ được làm bằng gỗ gõ đỏ, chạm trổ hoa văn tỉ mỉ. Riêng bộ cổng có giá khoảng 40 tỷ đồng. Hàng ngày có hàng trăm người đến chụp ảnh, gia chủ phải thuê một nhóm bảo vệ 5 người túc trực từ sáng đến đêm. Bước vào phía bên trong sẽ khiến chúng ta cảm thấy vô cùng choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi chiều cao từ mặt sàn đến trần tương đương với một tòa nhà 11 tầng, chính xác là khoảng 45 mét. Trần nhà toàn bộ được dát vàng 24K vô cùng xa hoa. Không gian bên trong được xây dựng giống như những cung điện tại châu Âu với kiến trúc màu sơn và hệ mái vòm đặc trưng. Đèn chùm dát vàng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Iran. Các chi tiết chạm nổi trên trần đều được mạ vàng. Những bức họa về Chúa và các vị thần được lồng ghép một cách khéo léo, mang tới cảm giác bình an cho gia chủ. Công trình này có nhiều phần được ốp đá Tây Ban Nha. Hai bên là cầu thang cũng được làm bằng gỗ gõ đỏ cùng bốn cột trụ được chạm khắc đầu sư tử tỉ mỉ tinh tế. Bên ngoài chiều cao tương đương với tòa nhà 18 tầng, nhưng bên trong thực tế chỉ có 5 tầng và được bố trí 5 thang máy. Dọc theo lối đi và không gian bên trong các phòng, hệ thống trần nhà và tường đều được ốp gỗ gõ đỏ. Riêng phòng tiếp khách có diện tích rộng tương đương một căn chung cư, bàn ghế đa phần được sản xuất thủ công tại Việt Nam, đệm bọc da cao cấp, tay cầm dát vàng, được bố trí khoảng vài chục ghế dát vàng cho khách. Kể cả tay nắm cửa và bàn lề của phòng cũng đều được mạ vàng. Phòng khách mang lại cảm giác như cung điện của vua chúa thời xưa. Đáng nói, tòa cung điện này có đến gần 20 phòng ngủ, đều lộng lẫy và xa hoa không khác gì của vua chúa, trong khi chỉ có 4 người ở, còn lại là giúp việc và bảo vệ. Nếu vào trong cung điện thành thắng mà không có bản đồ thì rất dễ bị lạc. Phòng tắm cũng được làm rất hoàng cung. Bên cạnh đó, phòng karaoke, phòng xem phim, thư viện cùng rất nhiều không gian bí mật khác nữa. Và không thể bỏ qua một không gian rất ấn tượng, đó là phòng thờ được coi là lớn nhất trong một công trình nhà ở của Việt Nam. Tòa lâu đài này có tầng âm được chia thành 3 khu chính, một gara chính rộng 700m², đủ sức chứa khoảng 30 siêu xe, một gara phụ rộng 500m², đủ sức chứa khoảng 20 siêu xe, một phòng nghe nhạc rộng khoảng 600-700m² với đủ bộ sân khấu. Ngay cả tầng hầm để xe của lâu đài cũng được sơn trang trí và dát vàng không kém gì những không gian khác. Bao quanh gia trang là những khoảnh vườn với trên 20 cây cổ thụ như thông, lộc vừng, tùng la hán. Mỗi cây có giá không dưới 1 tỷ đồng. Ước tính toàn bộ công trình của đại gia Ninh Bình có thể lên đến 3.000 tỷ đồng. Biệt thự 6 con gà vàng trên 300 tỷ của đại gia Sắt Vụn Hà Thành. Nếu bạn có dịp đi ngang qua phố cổ Hà Nội, hãy thử một lần ghé ngang khu Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy. Hẳn sẽ bị vẻ nguy nga lộng lẫy của căn biệt thự hơn 300 tỷ chễm chệ giữa phố làm choáng ngợp. Được biết, căn biệt thự này thuộc về một đại gia kinh doanh phế liệu hơn 10 năm, ông Nguyễn Quốc Thành, nhờ có kinh nghiệm buôn bán cộng với chịu khó mở rộng quan hệ. Ông Thành bắt đầu khai phá kinh doanh sang các lĩnh vực khác, thử sức với ngành buôn bán vật liệu xây dựng, kinh doanh sắt thép và đạt được thành tựu như hiện tại. Ngôi biệt thự này thực sự nổi bật hơn hẳn những ngôi nhà khác xung quanh, vì nó tọa lạc ngay giữa lòng Hà Nội đông đúc. Đối lập với vẻ hoành tráng của căn biệt thự thì không khí và môi trường xung quanh lại vô cùng gần gũi thân thuộc. Nếu ở Hà Nội mà để có được một khuôn viên rộng rãi hàng ngàn mét vuông như này thì gia chủ hẳn sẽ phải chi ra một khoản tiền khổng lồ. Ở căn biệt thự này, ông Thành sử dụng hoàn toàn kiểu kiến trúc châu Âu. Đặc biệt bên ngoài còn lắp hệ thống đèn sáng tứ phía bao xung quanh. Thế nên vào mỗi buổi tối nó như một thế giới thu nhỏ khác biệt giữa lòng thủ đô nhộn nhịp. Điểm đặc biệt nhất của căn biệt thự là được trang trí bằng 6 con gà làm bằng đồng đen và được sơn son dát vàng một cách cầu kỳ, đặt trên đỉnh biệt thự, gồm có một con gà trống to với hình dáng như đang cất cao tiếng gáy và 5 con gà mái nhỏ hơn gắn phía dưới theo hình cánh cung. Bên cạnh 6 con gà, trên đỉnh còn được trang trí thêm 16 chiếc lục bình đúc tinh xảo với hình đầu trâu, được cho là đem lại may mắn cho gia chủ. Ước tính chỉ riêng 6 con gà và 16 chiếc lục bình đã lên đến vài chục tỷ đồng. Nội thất bên trong cũng cực kỳ quý giá, từ tường, cầu thang, sàn đến bàn ghế đều sử dụng những loại gỗ quý hiếm được chạm trổ tinh xảo. Nhìn từ ngoài ai cũng nghĩ bên trong cũng mang phong cách châu Âu. Thế nhưng nếu bước vào bên trong, bạn sẽ cảm thấy thực sự choáng ngợp vì nó được thiết kế theo lối kiến trúc hoàng gia Đông Phương. Căn biệt thự 5 tầng này sử dụng toàn bộ đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối. Sau khi qua tay thợ mộc, chúng được chạm trổ và thành những bàn ghế, giường, tủ. Đi khắp tòa lâu đài này, có một điểm khiến người ta khá ngạc nhiên là ông Thanh không chuộng ánh sáng tự nhiên,
mà thích ánh sáng đèn. Thế nên mọi ngóc ngách trong nhà đều được sử dụng những chùm đèn được mạ vàng bắt mắt. Trong căn phòng khách, bàn ghế được thiết kế cực kỳ tinh mỹ. Nó được chạm trổ những chi tiết rồng phượng chẳng khác nào đồ của vua chúa thuở xưa. Một vài chiếc đèn chùm trên trần nhà khiến không gian nơi này có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ xưa và hiện đại. Nhiều người còn cho rằng chỉ tính riêng chiếc đèn chùm đã phải có giá bằng cả một căn chung cư. Sàn nhà được lát đá, phía trên trần nhà hoa văn trang trí được mạ vàng sáng rực. Tất cả mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều được trang trí phù điêu họa tiết tỉ mỉ. Chị Vân Nguyễn, con gái của đại gia sắt vụn Hà Nội chia sẻ rằng đây là thành quả sau nhiều năm trời vất vả mới có được. Từ thu mua phế liệu quy mô nhỏ, chủ nhân căn biệt thự đã quả thật tay không gây dựng cơ đồ để có được cơ ngơi tài sản như ngày hôm nay. 3. Siêu biệt thự của nhà chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà. Gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn, bố chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, được biết đến như một đế chế kinh doanh hàng hiệu ở Việt Nam, nhất là sau khi cho tu sửa lại Tràng Tiền Plaza, khu thương mại hàng hiệu đẳng cấp đầu tiên của Hà Nội. Bản thân ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng được mệnh danh là ông vua trong lĩnh vực kinh doanh hàng hiệu. Ông từng được đích thân đài truyền hình KBS Hàn Quốc đến quay phóng sự về tư gia của mình. Bởi ngôi biệt thự mà ông đang sở hữu vô cùng đẳng cấp và xa hoa với nội thất dát vàng đắt đỏ. Phần lớn thời lượng phát sóng, KBS mang đến những hình ảnh tòa biệt thự với nội thất được dát vàng, khu vui chơi, bể bơi, sân tennis ngay trong khuôn viên biệt thự. Biệt thự gia đình nhà chồng Hà Tăng có 3 mặt tiền, tọa lạc ở vị trí đắc địa sát bên con sông Sài Gòn, có diện tích khoảng 500m². Căn biệt thự màu trắng vô cùng nổi bật và tinh tế, tuy nhiên điều khiến nó trở nên đắt giá lại nằm ở nội thất xa hoa bên trong ngôi nhà. Tất cả đều được bài trí theo kiểu cách châu Âu với vẻ sang trọng hiếm có. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu từ cánh cổng cho đến phòng làm việc của ông Jonathan Hạnh Nguyễn với những vật dụng cao cấp đều được dát vàng. Bên trong ngôi nhà còn có một bộ bàn ghế mặt hình cá chép tượng trưng cho sự may mắn của gia chủ. Từng chi tiết nhỏ đều vô cùng tinh xảo. Nội thất đều là những vật dụng xa xỉ và hầu như mọi thứ đều được dát vàng. Những vật dụng như tủ rượu hay bộ cờ vua cũng được dát vàng lấp lánh xa xỉ. Phòng ngủ sang trọng được bày trí theo sở thích của chủ nhân. Trong khu vực phòng ngủ được trang hoàng ngăn nắp gọn gàng, những thiết kế vô cùng sang trọng, tinh tế bởi những món đồ được nhập khẩu từ nước ngoài mang về. Ngoài ra, tư dinh của gia đình doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn còn có cả bể bơi và sân tennis riêng để dễ dàng đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn của các thành viên trong gia đình. Không chỉ sở hữu biệt thự siêu sang, đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn còn là một trong những người đầu tiên sở hữu du thuyền ở Việt Nam. Theo đó, đại gia này sở hữu chiếc du thuyền siêu sang 5 phòng ngủ của thương hiệu Azimuth của Ý, có giá khoảng 4 triệu đô, hơn 90 tỷ đồng. 4. Ngôi nhà dát vàng từ A đến Z có 102 tại Cần Thơ. Đây chính là ngôi nhà đã làm mưa làm gió, khuấy động cả Cần Thơ từ những ngày đầu xuất hiện. Ngôi nhà dát vàng tọa lạc tại số 18 đường số 6 khu dân cư Thới Nhật 2, thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chủ nhân của ngôi nhà độc đáo này là anh Nguyễn Văn Trung, một đại gia có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở Cần Thơ. Nằm trong khu vực trung tâm Cần Thơ, ngôi nhà dát vàng sở hữu một tầng trệt và 2 tầng lầu khiến khách tham quan bị choáng ngợp với sự xa hoa mà nó mang lại. Mỗi căn phòng bên trong ngôi nhà được thiết kế mang đậm phong cách Á Âu vô cùng tinh tế, thanh lịch và cổ điển. Ngôi nhà sử dụng chất liệu gạch men nhập từ nước ngoài về và màu vàng làm điểm nhấn trang trí nội thất trong nhà cũng như đồ lưu niệm. Nhiều người còn ví von ngôi nhà này như một Dubai thu nhỏ khi lạc bước vào. Tất cả vật dụng trong nhà từ cửa, song sắt cửa sổ, đồ lưu niệm trang trí, bàn ghế, xoong nồi, tủ bếp, ấm chén hay đến cả vân đá trên sàn hay đá ốp tường cũng đều được mạ vàng. Ước tính rơi vào hơn 1.000 vật phẩm đều được chủ nhân dát vàng lấp lánh. Do nhiều người nhầm lẫn rằng các vật phẩm được phủ sơn nhũ vàng, chủ nhân còn phải treo biển thông báo và dặn dò tỉ mỉ nhân viên trông nom cơ ngơi này về tên, nguồn gốc của các vật phẩm cũng như cách thức mạ vàng. Chủ nhân cung điện mạ vàng Cần Thơ khẳng định, những sản phẩm được trưng bày tại đây đều được dát vàng 24K. Người ta dùng vàng lá cán mỏng dát trực tiếp lên sản phẩm, trải qua nhiều công đoạn dát dán v.v. cho đến khi vừa mắt thì phết một lớp sơn bóng thành lớp bảo vệ để vàng dát không bị bong ra. Tùy vào giá trị và đặc tính riêng của từng vật phẩm mà nghệ nhân dát vàng sẽ chọn vàng độ tuổi khác nhau để dán lên. Nhân viên ở đây tiết lộ, càng lên cao thì các vật phẩm càng có giá trị cao và phải được dát bằng loại vàng già tuổi hơn. Khách đến tham quan nhà dát vàng phải trả 80.000 một vé một người. Với mức giá này, họ có đặc quyền chơi ngắm nghía trong nhà bao lâu tùy thích. Họ cũng có thể thoải mái chụp ảnh, ngồi, sờ một số hiện vật nhất định trong giờ mở cửa,
là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. 5. Biệt thự rát vàng 100 tỷ của Đại gia Thanh Hóa. Một nhóm thi công công trình biệt thự lâu đài chia sẻ hình ảnh về căn biệt thự tại Yên Định, Thanh Hóa nhận được nhiều sự quan tâm. Theo hình ảnh đăng tải, công trình này lấy ý tưởng từ phong cách kiến trúc châu Âu. Bản thiết kế dinh thự lấy ý tưởng từ các cung điện thời kỳ Phục Hưng vào thế kỷ 14 đến 17 với phần mái vòm đặc trưng hay các chi tiết trang trí phào chỉ. Phía trên mái nhà, gia chủ còn đặt bức tượng nữ thần tự do tạo điểm nhấn. Bên trong, phần mái vòm kính vô cùng đẹp mắt. Gia chủ cũng sử dụng những đồ nội thất cầu kỳ đắt tiền. Tông màu đỏ và vàng làm chủ đạo đã tạo nên sự quý tộc khiến người xem không khỏi choáng ngợp. Sau khi hình ảnh được đăng tải kèm mô tả đây là nhà chú Xuân, nhiều người nhận ra đây chính là căn biệt thự của một doanh nhân trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, ông Trịnh Đình Xuân. Căn nhà được xây dựng tại Yên Định, Thanh Hóa và hoàn thiện cuối năm 2018. Công trình được xây trên khu đất có diện tích 1.100m², phần nhà ở 560m² với 5 phòng ngủ, 1 phòng thờ. Lối đi và sân phía trước có thể chứa được 10 ô tô. Khắp khuôn viên của dinh thự đặt rất nhiều tượng các loại. Được biết, gia chủ đã sử dụng đá tự nhiên khai thác ở địa phương để ốp lát bên ngoài, sàn và cầu thang dinh thự. Bên trong, phòng khách thiết kế rộng đến gần 100m². Cầu thang trung tâm ở chính giữa đi lên tầng 2 được thiết kế đẹp mắt, khiến nhiều người liên tưởng đến cầu thang trong những lâu đài châu Âu. Toàn bộ trần nhà không dùng thạch cao, mà dùng nhựa picomat để chống lại khí hậu nồm, nóng ẩm và hiện tượng ẩm mốc. Trong nhà, dù có hệ thống điều hòa âm trần, gia chủ vẫn lắp thêm 20 chiếc quạt tường để không khí thoáng mát. Khu vực trần nhà hình vòm căn dinh thự được thiết kế các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ kiệt tác Baroque của châu Âu, nổi bật với nhiều họa tiết mạ vàng, sàn lát đá cẩm thạch lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ gần 1.000 thiết bị đèn LED. Toàn bộ nội thất đều được dát vàng công nghiệp từ bàn ăn, bàn khách, tủ tivi, cầu thang, lọ đựng tăm, lọ đựng hoa. Để đồng bộ với thiết kế của ngôi nhà, tất cả đồ nội thất, đồ trang trí đều được chủ nhà đặt mua từ nước ngoài hoặc thiết kế riêng. Chỉ tính riêng, chi phí cho đèn chùm đã hơn 900 triệu, bộ bàn ghế cả tỷ đồng. Cơ ngơi này có chi phí xây dựng ước tính lên tới 100 tỷ đồng. Không biết quý vị ấn tượng với công trình nào nhất? Nếu dư giả điều kiện, quý vị có sẵn sàng dát vàng lấp lánh để trang hoàng cho người nhà thân yêu của mình hay không? Hoan nghênh quý vị và các bạn để lại bình luận bên dưới để cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Giới siêu giàu luôn biết cách để thể hiện đẳng cấp cũng như tiềm lực kinh tế đáng ngưỡng mộ của mình, hay đơn giản chỉ để thỏa mãn thú vui của họ. Thú chơi chim cảnh, siêu xe, du thuyền, dàn âm thanh cao cấp hay sưu tập những loại gỗ quý hiếm đắt đỏ là niềm đam mê của rất nhiều đại gia. Chúng ta đã chiêm ngưỡng nhiều về cuộc sống giàu có của giới thượng lưu thế giới. Vậy tại Việt Nam, những người thuộc tầng lớp lắm của nhiều tiền có những thú vui gì? Hãy cùng Giới Thượng Lưu tìm hiểu những bộ sưu tập khủng ấn tượng nhất của các đại gia Việt Nam nhé! Một, bộ sưu tập siêu xe hạng sang và đồng hồ hàng trăm tỷ của đại gia Minh Nhựa. Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, hay còn được biết đến với biệt danh Minh Nhựa, là con trai độc nhất của ông chủ công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành. Anh đã từng học chuyên ngành ngoại thương tại trường Đại học Hùng Vương. Hiện tại, doanh nhân Minh Nhựa đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành. Ngoài xuất thân ngậm thìa vàng, anh được biết đến là một tay chơi siêu xe, đồng hồ, khét tiếng. Với sở thích sưu tầm và sở hữu những chiếc xe độc lạ đắt sắt ra miếng, anh luôn dành thời gian đem về Việt Nam những chiếc xe hiếm và đắt đỏ. Đầu tiên phải kể đến chiếc siêu xe Pagani Huayra, vì có lẽ đây là chiếc ý nghĩa nhất. Lý do là vì nó đã được xuất hiện trong lễ cưới của con gái anh. Sở dĩ anh chọn chiếc này vì thiết kế độc đáo và đắt nhất trong dàn siêu xe thời điểm lúc bấy giờ của mình. Giá trị của nó lên tới 80 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, chiếc SUV Rolls-Royce Cullinan hạng sang nhất thế giới, giá khởi điểm khoảng 325.000 đô, giá nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam khoảng hơn 41 tỷ đồng, cũng có mặt trong dàn xe của Minh Nhựa. Ngoài ra, anh cũng từng sở hữu những chiếc xe siêu đình đám như Lamborghini Urus 23 tỷ, Mercedes-AMG G63 Edition 1 14 tỷ và chiếc Bugatti Veyron gần 70 tỷ đồng. Gần đây, doanh nhân Nhật Minh tiếp tục khiến công chúng choáng váng bởi sau một thời gian im ắng, anh tiếp tục mạnh tay chi hàng chục tỷ đồng sắm xe mới. Cuối tháng 11 vừa qua, đại gia Minh Nhựa đăng tải hình ảnh về chiếc Land Rover Range Rover phiên bản SV Autobiography cao cấp nhất. Xe có giá bán chính hãng gần 11 tỷ đồng cho phiên bản động cơ i6 và 23,8 tỷ đồng cho phiên bản động cơ V6. Tuy nhiên, đây không phải thế hệ mới nhất. Xe có ngoại thất màu đen, nhưng vì doanh nhân ngành nhựa đã trang trí lớp đề can 3 màu xanh trắng đỏ đặc trưng theo sở thích cá nhân. Bên cạnh mẫu SUV Anh Quốc, vị đại gia này cũng vừa tậu thêm Bentley Flying Spur màu xanh lục bảo. Không thu hút bởi ngoại hình, chiếc xe này cũng sở hữu biển số đẹp 39999. Không rõ chiếc xe này được nhập khẩu chính hãng hay tư nhân. Trong khi đó, Bentley Flying Spur V8 chính hãng có giá khởi điểm 18 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn đặt thêm, còn phiên bản cao cấp nhất sử dụng máy W12 thuộc phiên bản First Edition, từng được công bố giá gần 30 tỷ đồng. Cuối cùng là chiếc Mercedes-Maybach GLS 480, chính hãng có giá 8,4 tỷ đồng. Phiên bản giá rẻ của GLS 600 Maybach sở hữu thiết kế gần như tương đồng so với đàn anh, khác biệt dễ nhận thấy nhất đó là bộ mâm. Ngoại thất chiếc Mercedes-Maybach GLS 480 thuộc sở hữu của vị doanh nhân ngành nhựa, có màu sơn trắng, đi cùng bộ mâm đa chấu kích thước 22 inch. Đại gia Phạm Trần Nhật Minh ngoài đam mê và sở hữu cho mình dàn siêu xe khủng hàng đầu Việt Nam, thì anh cũng được biết đến là người sở hữu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu trị giá hàng trăm tỷ đồng. Những thương hiệu đồng hồ được lên tay vì đại gia đáng kể đến như Richard Mille phiên bản ngọa hổ Tàng Long trị giá khoảng 18 tỷ, Richard Mille Dragon Jackie Chan Tourbillon trị giá khoảng 23 tỷ, Patek Philippe Genevieve Skychart 6130G. 2. Thú chơi du thuyền xa xỉ bậc nhất. Du thuyền là món đồ chơi xa xỉ bậc nhất trên thế giới mà chỉ có những đại gia cực kỳ giàu có mới có thể sở hữu. Bởi sở hữu du thuyền là một chuyện, nhưng việc bảo dưỡng chăm sóc nó cũng mới thực là kỳ công và tốn kém. Chi phí để thuê người bảo dưỡng và chăm sóc hầu như mọi ngày, cũng như phí bến bãi mỗi tháng cũng ngốn khoảng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng điều đó lại không thể làm khó một số đại gia Việt. Theo ước tính, tại Việt Nam, hiện có khoảng 2.000 người sở hữu tài sản từ 5 triệu đô trở lên. Con số này đang ngày càng tiếp tục tăng nhanh. Khi số lượng người giàu tăng nhanh thì tất yếu, nhu cầu về chơi du thuyền cũng tăng theo. Đầu tiên phải kể đến gia đình tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn sở hữu du thuyền Azimut 70 sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Chiếc du thuyền có giá đến 4 triệu đô, tương đương với 92,6 tỷ đồng. Được thiết kế bởi kỹ sư Stefano Rigni và sản xuất tại Ý, du thuyền Azimut có chiều dài gần 22 mét, kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật thiết kế đương đại và những công nghệ tiên tiến của ngành chế tạo du thuyền trên thế giới. Nội thất bên trong du thuyền sang trọng chẳng kém khách sạn cao cấp. Cũng tại Sài Thành, gia đình nữ diễn viên Diễm My nhiều năm nay đã sắm một chiếc du thuyền Sunseeker giá 2 triệu đô, tương đương với 46,3 tỷ đồng. Theo doanh nhân Hồ Tôn Đức, chồng Diễm My, chiếc du thuyền này vừa phục vụ kinh doanh du lịch, vừa là phương tiện để gia đình đi lại. Tiếp theo là ông Tăng Thành Trung, giám đốc Việt Nam Yacht, sở hữu chiếc du thuyền Diamond Island hiệu Princess 58 sản xuất tại Anh. Du thuyền này có giá trị 2 triệu đô, tương đương với 46,3 tỷ đồng. Khi về Việt Nam, được trang bị tiện nghi sang trọng với hệ thống kỹ thuật cao cấp có thể chịu được bão, Diamond Island có đến 3 phòng ngủ, trong đó có phòng trang bị giường đôi. Cùng với nhiều phòng ngủ nghỉ sang trọng, du thuyền Princess 58 còn có máy lọc nước ngọt từ nước biển. Tốc độ tối đa của du thuyền lên đến 65 km/h. Dư luận không khỏi bất ngờ với thông tin ông Nguyễn Minh Tuấn, tổng giám đốc công ty cổ phần Kềm Nghĩa, đã đặt mua từ Mỹ 3 chiếc du thuyền, trong đó một chiếc mua giúp người bạn làm trong ngành ngân hàng với giá từ 300 đến 500 nghìn đô, với kích thước chiếc dài nhất là 12,5 mét. Có thể thấy hiện nay, thú chơi xa xỉ của các đại gia Việt không chỉ dừng lại ở xe hơi trực thăng, mà giới thượng lưu đang xem du thuyền như là một cuộc chơi đầy hấp dẫn và thú vị, là cách để tạo nên thương hiệu đẳng cấp cho mình. 3. Những biệt thự dát vàng đẳng cấp. Không đơn thuần chỉ là nhà lầu siêu xe hay những chuyến du lịch đắt đỏ,
giới siêu giàu tại Việt Nam để thể hiện đẳng cấp và sự giàu có xa xỉ đã không ngần ngại dát vàng cho những biệt thự lộng lẫy hoành tráng của mình. Nổi bật nhất có thể kể đến biệt thự của nhà chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, tư gia của nữ diễn viên đã từng được đích thân đài truyền hình Hàn Quốc KBS đến quay phóng sự. Phần lớn thời lượng phát sóng KBS mang đến những hình ảnh tòa biệt thự với nội thất được dát vàng, khu vui chơi, bể bơi, sân tennis ngay trong khuôn viên biệt thự. Biệt thự gia đình nhà chồng Hà Tăng có đến 3 mặt tiền, tọa lạc ở vị trí đắc địa sát bên con sông Sài Gòn, có diện tích khoảng 500m². Căn biệt thự màu trắng vô cùng nổi bật và tinh tế, tuy nhiên điều khiến nó trở nên đắt giá lại nằm ở nội thất xa hoa bên trong ngôi nhà. Tất cả đều được bài trí theo kiểu cách châu Âu với vẻ sang trọng hiếm có. Từng chi tiết nhỏ đều vô cùng tinh xảo, nội thất đều là những vật dụng xa xỉ và hầu như mọi thứ đều được dát vàng. Tại Cần Thơ cũng có một căn biệt thự có 102 làm mưa làm gió một thời gian, căn biệt thự dát vàng từ A đến Z. Chủ nhân của ngôi nhà độc đáo này là anh Nguyễn Văn Trung, một đại gia có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở Cần Thơ. Ngôi nhà dát vàng sở hữu một tầng trệt và hai tầng lầu, khiến khách tham quan bị hớp hồn bởi sự xa hoa mà nó mang lại. Mỗi căn phòng bên trong ngôi nhà được thiết kế mang đậm phong cách Á Âu vô cùng tinh tế, thanh lịch và cổ điển. Ngôi nhà sử dụng chất liệu gạch men nhập từ nước ngoài về và màu vàng làm điểm nhấn trang trí nội thất trong nhà cũng như đồ lưu niệm. Nhiều người còn ví von ngôi nhà này như một Dubai thu nhỏ khi lạc bước vào. Tất cả vật dụng trong nhà từ cửa, song sắt cửa sổ, đồ lưu niệm trang trí, bàn ghế, song nồi, tủ bếp, ấm chén hay đến cả vân đá trên sàn hay đá ốp tường cũng đều được mạ vàng. Ước tính rơi vào hơn 1.000 vật phẩm đều được chủ nhân dát vàng lấp lánh. Khách đến tham quan nhà dát vàng phải trả 80.000 một vé một người. Với mức giá này, họ có đặc quyền chơi, ngắm nghía trong nhà bao lâu tùy thích. Họ cũng có thể thoải mái chụp ảnh, ngồi, sờ một số hiện vật nhất định trong giờ mở cửa là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Anh Trung cho biết, anh rất ấn tượng với phong cách trang trí nhà cửa nội thất bằng tông màu dát vàng nên đã ấp ủ xây dựng ngôi nhà dát vàng từ lâu. Mãi đến cách đây 6 năm, anh mới bắt tay xây dựng ngôi nhà này và phải mất đến 3 năm mới xây dựng xong. Chưa hết, nhắc đến các tòa lâu đài dát vàng nổi tiếng ở Việt Nam, không thể không nhắc đến tòa lâu đài Gà Vàng của đại gia Thành Sắt. Tòa lâu đài nằm bên bờ sông Tô Lịch gần đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, có diện tích khoảng 400m², xây cao 5 tầng, được thiết kế như những lâu đài cổ ở nước ngoài. Các mặt tường của tòa nhà đều được trang trí họa tiết hết sức công phu. Đặc biệt, trên nóc tòa lâu đài là 6 con gà dát vàng cỡ lớn có giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Nội thất bên trong tòa lâu đài Gà Vàng theo phong cách châu Âu cổ điển với hai tông màu chủ đạo là nâu vàng với nhiều chi tiết được dát vàng. Ngoài ra tại Việt Nam còn có một số biệt thự dát vàng khác đáng chú ý là biệt thự 3.000m² dát vàng tại Phú Mỹ, Vũng Tàu, tòa lâu đài dát vàng 1.000 tỷ đồng của đại gia Ninh Bình. Tòa lâu đài được xây dựng theo phong cách hoàng gia châu Âu với tổng diện tích hơn 14.000m². Công trình được lấy ý tưởng từ nhà thờ Thánh Peter và những công trình Vatican Italy, kết hợp với một số chi tiết thuần Việt và sở thích của gia chủ. 4. Biệt thự sen của Phó Chủ tịch FPT, đầy đá quý và gỗ hóa thạch. Căn biệt thự có 102 này chính là của doanh nhân Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Tập đoàn FPT. Công trình biệt thự sen tọa lạc trong khuôn viên Flamingo Đại Lải Vĩnh Phúc với tổng diện tích lên tới 3.000m². Điểm đặc biệt trong khuôn viên biệt thự là bộ sưu tập đá ngọc và gỗ hóa thạch. Đặt chân đến bất cứ một khu vực nào trong khu biệt thự cũng có thể thấy các tác phẩm được làm từ đá và ngọc, được điêu khắc vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Hầu hết những tác phẩm đều được làm từ ngọc trong đá, đá được giữ lại làm đế, còn ngọc được tạc thành nhiều hình thù, chủ đề từ hoa quả, nấm đến động vật. Nhiều người thoạt nhìn lần đầu sẽ lầm tưởng rằng ngọc được cấy lên trên đá, nhưng theo Phó Chủ tịch FPT, 100% tác phẩm trong biệt thự không hề được cấy, đều là ngọc trong đá, nguyên khối tự nhiên. Ở mỗi khu vực, các khối đá ngọc được đặt cạnh nhau mang theo một chủ đề, tích chuyện riêng. Ví dụ như khu đá với chủ đề lãng hoa, vườn nho, đầm sen, ẩm thực, tiên cảnh. Thậm chí còn có những viên đá được khắc họa giống như chân giò, miếng thịt ba chỉ, thịt quay, bánh nướng. Xung quanh nhà cũng có đá khắc 12 con giáp đặt xung quanh nhà hay hòn phu thê. Có nhiều loại đá được sưu tầm từ Tây Nguyên, Yên Bái hay Miến Điện. Điểm đặc biệt khác khiến cho công trình mang tên biệt thự sen đó là các họa tiết từ lớn đến nhỏ trong căn biệt thự cũng như nhiều viên đá ngọc đều được tạc thành hình bông sen của Việt Nam.
đi vào trong căn biệt thự, đá ngọc và họa tiết sen tiếp tục trở thành tâm điểm của công trình. Nổi bật là bàn tiếp khách làm từ đá ngọc màu hồng, được tạc thành đầm sen, hay bình hoa, chậu đá, sàn nhà, đèn, ghế ngồi, tranh theo cánh cửa bàn ăn đều có hình ảnh bông sen như một cách để sen hóa ngôi nhà. Ông Bùi Quang Ngọc trải lòng về căn biệt thự của mình. Cuộc đời chúng ta ai cũng có góc tinh thần. Tôi có một chút điều kiện nên chờ một chút đồ ngọc và họa tiết sen. Thực ra sớm hay muộn chúng ta cũng phải nghĩ đến cái để lại cho đời. Khi ra đi khỏi cõi tạm chúng ta không mang được gì. Ngôi nhà này là một công trình tôi muốn để lại. Đá thì trường tồn, cây cũng trường tồn. Đó là công trình để lại cho đời sau, cho con cháu và mọi người. 5. Đàn chim quý hiếm và bể cá koi bạc tỷ của đại gia Hà Thành Trương Taylor. Thú chơi chim cảnh đã có từ lâu, là niềm đam mê của rất nhiều người. Nhiều đại gia ở Việt Nam cũng chọn việc chơi chim cảnh tiền tỷ để thể hiện đẳng cấp và thỏa mãn thú vui của mình. Trong đó không thể không kể đến Dương Văn Trương, Trương Taylor. Anh là một doanh nhân thời trang có tiếng và sở hữu một bộ sưu tập chim khủng trị giá lên tới hơn 10 tỷ đồng với hơn 72 con chim độc lạ trên khắp thế giới. Ngoài sưu tập trong nước, anh đã tới Úc, Thái Lan, Singapore, Indonesia để mang về những giống chim màu hoàng khuyên, chao mao, chích chòe than bạch, chích chòe lửa bông kiến trắng, họa mi bạch tạng, chim chòe đất bạch tạng cực hiếm, độc nhất vô nhị mà Việt Nam chỉ mình anh có. Cụ thể trong bộ sưu tập của anh sở hữu 20 con hoàng khuyên mắt đỏ và mắt đen, 15 con chào màu bạch, 7 con chòe lửa, 4 con chòe than bạch và một số loài khác, và giá trị mỗi con dao động khoảng vài trăm triệu đồng. Theo anh Trương, chơi chim không chỉ cần đam mê, yêu thích, mà thú chơi này cũng đòi hỏi nhiều công phu và tốn kém. Để tìm được một con chim đẹp, hội tụ đầy đủ các yếu tố như màu lông đẹp, thần thái tinh anh, giọng hát hay, người chơi phải lặn lội tìm kiếm ở nhiều nơi mới có được và phải có duyên với chú chim ấy mới sở hữu được. Thậm chí đối với nhiều con chim quý, anh Trương phải mất nhiều thời gian theo đuổi mới thuyết phục thành công. Chơi chim đẹp và đắt nên lồng chim của anh Trương cũng thuộc dạng đẳng cấp đắt đỏ bậc nhất, trong đó chủ yếu được anh tìm mua của các nghệ nhân Trung Quốc. Trung bình một chiếc lồng được làm thủ công chạm khắc tinh xảo, có giá từ 50 đến 250 triệu đồng, tính cả bộ sưu tập lồng của anh Trương cũng lên tới cả bạc tỷ. Đây đều là những chiếc lồng chim được làm thủ công trong nhiều tháng trời. Mỗi chiếc đều là kiệt tác được chạm khắc theo các chủ đề như Thủy Hử, Tam Quốc, Hồng Lâu Mộng, Bách Nhi. Để có thể nuôi được số lượng chim khủng như vậy, anh Trương Taylor đã thuê thêm 2 nhân viên thay anh chăm sóc và có các bác sĩ thú y hàng tuần đến thăm khám sức khỏe cho chúng mỗi khi anh không có ở nhà tại Hà Nội và Sài Gòn. Anh Trương chia sẻ, chơi chim cảnh là thú vui, là đam mê, nên từ trước đến nay anh chưa bao giờ bán chim dù được trả giá cao tới cỡ nào. Ngoài sở hữu bộ sưu tập chim cảnh đột biến trị giá hơn 10 tỷ đồng, đại gia Trương Taylor còn nổi tiếng trong giới sinh vật cảnh, là người chịu chơi khi không ngại chỉ hàng chục tỷ đồng cho bể cá cảnh ở ban công của mình. Hiện anh Trương sở hữu 3 bể cá koi với tổng số lượng khoảng 85 con, đặc biệt đàn cá 25 con tại nhà riêng ở Cửa Bắc, Hà Nội, có kích thước trung bình khoảng 50 phân. Đây đều là những con cá được tuyển chọn từ những trại cá danh tiếng bậc nhất Nhật Bản. Tổng giá trị số cá mà anh Trương đang sở hữu được, anh tiết lộ lên tới hơn 10 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng lên. Hiện tại anh vẫn đang kết nối với những người có cùng đam mê để giao lưu và tiếp tục hành trình săn lùng những chú cá koi đẳng cấp hiếm có. 6. Thú chơi âm thanh high-end hàng triệu đô đẳng cấp của đại gia Hà Nội. Không đơn thuần chỉ là sự trưng bày và sưu tầm, việc mang cả dàn nhạc về không gian sống trong thú chơi high-end là điều phức tạp, cầu kỳ và công phu. Anh NMH ở Tây Hồ, Hà Nội, chủ nhân của dàn âm thanh này chia sẻ, đầu tư riêng bộ loa không chưa đủ mà còn phải chơi cả dàn đồng bộ. Bởi nếu chơi loa khủng mà âm ly, nguồn hay là dây kém thì cũng không phát huy hết giá trị của bộ loa. Được biết, nguyên bộ loa phát của anh nặng đến 2 tấn và có giá gần 30 tỷ đồng. Ngoài bộ loa cực khủng kể trên, anh Hát còn bỏ ra thêm vài trăm nghìn đô nữa để đầu tư cho âm ly và bộ nguồn phát số. Dù bộ nguồn số này có định dạng chất lượng âm thanh rất cao, nhưng để thỏa đam mê, anh Hát còn phải bỏ ra số tiền ngang một chiếc Mercedes đời mới để mua một bộ nguồn phát đĩa than. Tìm hiểu sâu về âm thanh đỉnh cao như anh Hát mới hiểu được, thiết bị tốt thì dây dẫn cũng phải là loại tốt nhất. Chơi như vậy thì chất lượng âm thanh mới có thể đạt tới đỉnh cao như đang ngồi trong nhà hát. Do đó, số tiền anh Hát đầu tư cho hệ thống dây dẫn và hệ thống nguồn điện thậm chí còn gấp đôi giá trị của bộ nguồn phát đĩa than. Ít ai tưởng tượng được. Mỗi sợi dây dẫn có giá dao động từ 2.000 đến 15.000 đô. Các loại dây giá vài trăm đô cũng có thể chơi được. Nhưng để xứng đáng với giá trị của dàn âm thanh,
thì anh cũng không tiếc tiền đầu tư. Để bộ dàn nhìn sang chảnh, dân chơi như anh Hát còn phải đầu tư thêm một bộ tủ kệ cũng có giá trị cũng lên tới gần tỷ đồng. Phải chi ra số tiền không hề nhỏ, nhưng đây chính là giấc mơ mà anh Hát đã ấp ủ gần 30 năm. Bởi theo anh Hát, những năm 80-90 của thế kỷ trước, sở hữu những thiết bị nghe thôi đã phải đánh đổi rất nhiều mà không phải ai cũng có. 7. Biệt phủ 15 hecta với bộ sưu tập gỗ quý hiếm lớn nhất và độc nhất Việt Nam. Khuôn viên biệt phủ ở Bình Dương này thuộc sở hữu của một đại gia kín tiếng với tổng diện tích lên đến 15 hecta và gia chủ phải dùng đến mô tô chuyên dụng hay xe máy để di chuyển trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng điểm đặc biệt nhất về khu biệt phủ này lại nằm ở bộ sưu tập đồ gỗ có thể gọi là khủng bậc nhất Việt Nam về độ quý hiếm cũng như độc đáo. Ngay khi bước vào gian nhà chính, mọi người sẽ bị choáng ngợp bởi bộ bàn ghế sập gụ khổng lồ. Chiếc ghế tựa có thể vừa 3 người ngồi và nếu muốn tựa vào thành ghế thì bạn phải ngả hẳn người ra đằng sau. Một cái tay ghế như này có đường kính lên tới 100 phân và điều đặc biệt là nó được làm hoàn toàn bằng gỗ cẩm Việt, loại gỗ cẩm có giá thành cao nhất và chất lượng nhất trong các loại gỗ cẩm. Và nó đang nắm giữ cho mình kỷ lục là bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lớn nhất thế giới. Ngoài ra toàn bộ cột trụ, mái vòm, toàn bộ cánh cửa được làm bằng gỗ cam xe của Nam Phi cũng được đặt trong gian nhà chính là một bộ bàn ghế nguyên khối to không kém gì bộ bàn ghế trước đó, làm hoàn toàn bằng gỗ mun hoa và gỗ mun hoa này thì đã được liệt vào sách đỏ vì gần như tuyệt chủng, không ai được khai thác nữa. Điều đó càng chứng tỏ được độ quý hiếm và đắt đỏ của nó. Còn hàng trăm những khối gỗ quý hiếm như thế nữa có thể điểm qua thêm, như hai chiếc lục bình bằng gỗ cao từ 6 đến 7 mét được làm bằng gỗ gõ đỏ, cũng là một loại gỗ quý hiếm, nguyên một khối nu rất lớn của cây gỗ hương. Nu gỗ mà càng lâu năm càng giá trị thì nó sẽ càng sần sùi như này. Khối nu gỗ xá xị. Xá xị là một loại gỗ mang mùi hương vô cùng đặc trưng và loại gỗ này có thể nói là cực kỳ hiếm và để có một khối nu gỗ xá xị to như này thì là siêu hiếm. Đó là mới chỉ là một phần rất nhỏ trong bộ sưu tập đồ sộ của vị đại gia này, nhưng cũng đã giúp ta có thể thấy được độ hoành tráng đẳng cấp cũng như cảm nhận được sự tâm huyết với nghệ thuật gỗ của ông. 7 bộ sưu tập và những thú chơi đắt đỏ nổi bật của giới thượng lưu Việt vừa rồi có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp về độ chịu chơi và đầu tư hay không? Quả thực nếu so sánh với thượng lưu thế giới thì có lẽ người Việt cũng không tiếc tay chi tiền cho những sở thích xa xỉ của mình. Bạn ấn tượng với bộ sưu tập nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cùng với mọi người nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bất động sản cao cấp, ô tô siêu sang, du thuyền đang là thú chơi xa xỉ thể hiện đẳng cấp của các đại gia. Trong đó, chơi du thuyền thể hiện phong cách siêu sang hoàn toàn khác biệt với các loại hình khác. Có thể vừa đi chơi, vừa làm việc, tiếp khách trên du thuyền, lại kết hợp với thể thao và du lịch. Du thuyền vì thế đem đến một trải nghiệm trên mặt nước vô cùng thư giãn và đẳng cấp. Và ở Việt Nam, sự xuất hiện của những du thuyền triệu đô nay đã không còn quá hiếm như trước. Theo ước tính, tại Việt Nam hiện có khoảng hơn 2.000 người sở hữu tài sản từ 5 triệu đô la Mỹ trở lên. Con số này đang ngày càng tiếp tục tăng nhanh. Khi số lượng người giàu tăng nhanh thì tất yếu, nhu cầu về chơi du thuyền cũng tăng theo. Điều đáng nói, khi đã chơi du thuyền thì khách hàng sẽ không bao giờ muốn dừng lại ở một chiếc, luôn muốn lên đời với chiếc sau bao giờ cũng lớn hơn so với chiếc cũ. Chi phí để tăng thêm 1 mét chiều dài du thuyền thường rất tốn kém, có khi lên đến cả triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, chi phí duy trì mỗi chiếc du thuyền cũng ngôn tới 3-5% giá trị của nó mỗi năm, bao gồm lương thủy thủ đoàn, người phục vụ, bến bãi và bảo hành bảo dưỡng. Du thuyền là cuộc chơi tốn kém, du thuyền càng lớn thì chi phí càng cao. Song, đây lại là biểu tượng thể hiện được đẳng cấp vượt trội của chủ nhân. Vậy bạn có tò mò những vị đại gia nào ở Việt Nam đang sở hữu những chiếc du thuyền hàng trăm tỷ đắt đỏ bậc nhất không? Hãy cùng với Giới Thượng Lưu tìm hiểu ngay sau đây nhé! Bắt đầu thôi! Báo cáo thịnh vượng Wealth Report của Knight Frank mới đây nhất đã dự đoán số người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 26% từ nay đến 2026. Năm 2025, Việt Nam sẽ có khoảng 511 người có tài sản trên 30 triệu đô la Mỹ và 25.812 người có tài sản trên 1 triệu đô la Mỹ. Sự gia tăng của số lượng người giàu đang dần định hình thành một thú chơi tại Việt Nam.
sở hữu du thuyền. Họ coi du thuyền như món trang sức để khẳng định vị thế. Tại triển lãm The Nautical Show by Thompson Yachting vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, năm du thuyền Azimuth, Lagoon Catamarans, Benito, Shadow Yacht, Kepler Boss đã được rất nhiều người quan tâm, dù mức giá khởi điểm từ hơn 1 tỷ đồng cho đến các siêu du thuyền hàng trăm tỷ đồng. Thú chơi du thuyền cũng lắm công phu, bởi lẽ ngoài việc đầu tiên là yêu thích cảm giác hòa cùng sóng nước, thì người chủ du thuyền phải có đội tài công, tài phụ, nhân viên phục vụ để có thể yên tâm tận hưởng những ngày nghỉ thú vị trên sông nước. Không chỉ thú chơi công phu mà còn rất khó, vì Việt Nam chưa có bến bãi chuyên nghiệp để neo đậu cũng như để chạy thử. Trên thế giới, những siêu du thuyền lớn nhất toàn cầu khi neo đậu qua đêm, ví dụ như Serene, Dinba phải trả chi phí là $3,100. Theo báo cáo của công ty môi giới Towergate Insurance, chủ sở hữu du thuyền phải trả ít nhất 10% giá trị con tàu mỗi năm để bảo trì và vận hành chúng. Ví dụ, siêu du thuyền Azam với chiều dài 180m ngốn hết $6,000,000 một năm chi phí vận hành và bảo trì. Trung bình, một chiếc du thuyền dài 50m sẽ ngốn $2,000,000 chi phí vận hành mỗi năm và khoảng $200,000 một tuần khi đang hoạt động. Đặc biệt, chi phí mỗi năm cho việc neo đậu có khi lên đến $350,000. Vậy nên, việc sở hữu một chiếc du thuyền cao cấp chỉ có thể dành cho giới siêu giàu. Số 2. Siêu du thuyền của nhà chồng nữ diễn viên Tóc Thanh Hà, 92 tỷ đồng. Không chỉ được biết đến là một trong những gia đình có khối tài sản khổng lồ tại Việt Nam, nhà chồng Tóc Thanh Hà ngoài sở hữu căn biệt thự dát vàng xa xỉ, dàn siêu xe hoành tráng, thì một trong những chiếc du thuyền đắt đỏ nhất Việt Nam cũng thuộc về gia đình quyền lực này. Khối tài sản kếch xù của gia đình có thể nói là phần lớn nhờ vào ông Jonathan Hạnh Nguyễn, bố chồng của Hà Tăng gây dựng. Ông hiện là tổng đại diện của Philippines Airlines tại khu vực Đông Dương. Ngoài ra, tên tuổi của ông còn gắn với tập đoàn IPP, tập đoàn kinh doanh đa quốc gia nắm giữ 30% thương hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới ở Việt Nam. Không những thế, ông còn là một người đứng sau những thương vụ đầu tư lớn như siêu thị Miền Đông, khách sạn Nha Trang Lodge, cửa hàng miễn thuế tại các sân bay nội địa và 4 quốc gia ở Đông Nam Á. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiếc du thuyền Azimuth 70 của gia đình doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn là một trong những chiếc du thuyền hạng sang bậc nhất Sài Gòn. Du thuyền có giá $4,000,000, tương đương khoảng 92 tỷ đồng. Azimuth có chiều dài gần 22 mét, gây ấn tượng bởi đây là sản phẩm kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật thiết kế đương đại và những công nghệ tiên tiến của ngành chế tạo du thuyền trên thế giới. Chiếc du thuyền này hay được neo đậu tại khu vực bến Nhà Rồng, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Du thuyền Azimuth được sản xuất tại Italia, không chỉ ấn tượng với vẻ bề ngoài mà còn sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến và hiện đại của ngành chế tạo du thuyền trên thế giới. Buồng lái của chiếc du thuyền được thiết kế sang trọng và hiện đại với các bảng điện tử lớn. Phần boong thuyền được thiết kế sang trọng với sàn gỗ cao cấp. Azimuth 70 được trang bị động cơ 2.720 mã lực, bình nhiên liệu 4.800 lít, bình chứa nước ngọt 1.200 lít, tổng trọng lượng 45.000 tấn. Không gian rộng rãi của du thuyền được thiết kế linh hoạt để chủ nhân và các thượng khách có thể sử dụng một cách tối ưu nhất. Nơi đây, du khách có thể thả tầm mắt ngắm nhìn biển cả lúc hoàng hôn, hay nhẹ nhàng trải nghiệm cảm giác mát mẻ của biển và trời về đêm, thưởng thức các bữa tiệc sang trọng tại phòng ăn đẳng cấp với những vật dụng đắt tiền. Tuy nhiên, để thấy được sự sang trọng của chiếc du thuyền này, bạn phải tiến vào phòng khách của nó. Phòng khách Azimuth 70 được thiết kế rộng rãi với những trang bị hiện đại và cao cấp. Chiếc du thuyền này là phương tiện để gia đình diễn viên Hà Tăng du lịch tận hưởng hoặc để tiếp đón những vị khách quan trọng. Số 3. Hàng loạt du thuyền cao cấp của các ông trùm và doanh nhân có tiếng. Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa. Cách đây vài năm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa Nguyễn Minh Tuấn gây xôn xao dư luận khi đặt mua từ Mỹ 3 du thuyền, trong đó có một chiếc mua giúp người bạn làm trong ngành ngân hàng. Cả 3 chiếc đều có thiết kế theo chuẩn chung của nhà sản xuất và được sơn màu trắng. Tuy nhiên, ông Tuấn thể hiện phong cách của mình khi đặt chỉnh sửa một chút nội thất bên trong. Khác với các đại gia khác, để quyền sở hữu du thuyền sang công ty để tránh thuế tiêu thụ đặc biệt, ông Tuấn đứng tên sở hữu với lý do du thuyền mua về nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cá nhân và phải đóng các loại thuế nhập khẩu, VAT, tiêu thụ đặc biệt. Theo quy định hiện hành, cá nhân mua du thuyền hoặc máy bay riêng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 30%, ngoài thuế nhập khẩu 10% và VAT 10%. Trước đây, ông Tuấn đã mua vài chiếc du thuyền nhưng giá trị thấp, chỉ vài chục đến hơn 100 triệu đồng. Hai chiếc mà ông sở hữu có giá sau thuế khoảng $300,000. Chiếc thứ nhất dài 12 mét, chỉ có một phòng, nhưng boong rộng hơn. Chiếc còn lại dài hơn 10 mét. Và chiếc du thuyền ông mua cho bạn gái có giá trị cao nhất là gần $500,000 với chiều dài 12,5 mét, có hai phòng rộng và khu vui chơi trên boong. Tăng Thành Trung, Giám đốc Vietnam Yacht.
Xuất hiện bất ngờ trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ tổ chức tại Nha Trang tháng 12 năm 2008, chiếc du thuyền Diamond Island hiệu Pisces 58 của Anh Quốc đã tới Nha Trang mang lại nhiều điều thú vị cho du khách. Người mua chiếc du thuyền này là ông Tăng Thành Trung, giám đốc Việt Nam Yacht. Chiếc du thuyền này có máy lọc nước ngọt từ nước biển, cùng nhiều phòng ngủ, nghỉ sang trọng và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật cao cấp có thể chịu được bão. Chiếc du thuyền này có giá trị lên tới 2 triệu đô. Ngoại trừ chiếc Diamond Island được nhập mới 100%, những chiếc còn lại của Việt Nam Yacht đều đã qua sử dụng và được nhập về chủ yếu phục vụ cho mục đích nội bộ của doanh nghiệp, trong đó có quảng bá thương hiệu. Bùi Thế Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Âu Nha Trang. Một trong những chủ sở hữu du thuyền gây chú ý khác là ông Bùi Nguyễn Thế Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Âu Nha Trang với chiếc du thuyền King Yacht. Đây là chiếc du thuyền có vỏ làm bằng composite lớn nhất Việt Nam, do Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy thiết kế và đóng. Con tàu có chiều dài 27,5m, rộng 7,4m, cao 5m, vận tốc đạt 12 hải lý trên giờ, sức đẩy máy chính 430 HP, máy của hãng Cummins, Hoa Kỳ, theo tiêu chuẩn tàu biển hạn chế 3. Thiết kế được phê duyệt theo quy phạm của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tàu có 2 tầng, gồm tầng trên là khách sạn với 4 phòng ngủ, 1 phòng massage sông hơi và cabin. Tầng dưới là nhà hàng với sức chứa 120 khách. Tổng giá trị con tàu lên đến 10 tỷ đồng cả nội thất, trong đó chi phí đóng toàn bộ con tàu khoảng 7 tỷ đồng. King Yacht được thiết kế theo tiêu chuẩn 4 sao với hệ thống nhà hàng, bar, phòng massage, phòng tắm nắng, phòng ngủ đầy đủ trang thiết bị cao cấp. Ngoài ra, còn có một phòng tắm hơi, hai phòng massage và một khu vực tắm nắng riêng biệt. Trên đây là thông tin về những đại gia Việt sở hữu những chiếc du thuyền đắt giá đẳng cấp tột bậc tại Việt Nam. Không biết quý vị có cảm nghĩ gì về video ngày hôm nay? Hoan nghênh quý vị để lại bình luận bên dưới để cùng chia sẻ nhé! Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Giới thượng lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại! 1. Bộ sưu tập siêu xe hạng sang và đồng hồ hàng trăm tỷ của đại gia Minh Nhựa. Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, hay còn được biết đến với biệt danh Minh Nhựa, là con trai độc nhất của ông chủ công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành. Anh đã từng học chuyên ngành ngoại thương tại trường Đại học Hùng Vương. Hiện tại, doanh nhân Minh Nhựa đang đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành. Ngoài xuất thân ngậm thìa vàng, anh được biết đến là một tay chơi siêu xe, đồng hồ, khét tiếng. Với sở thích sưu tầm và sở hữu những chiếc xe độc lạ đắt sắt ra miếng, anh luôn dành thời gian đem về Việt Nam những chiếc xe hiếm và đắt đỏ. Đầu tiên phải kể đến chiếc siêu xe Pagani Huayra, vì có lẽ đây là chiếc ý nghĩa nhất. Lý do là vì nó đã xuất hiện trong lễ cưới của con gái anh. Sở dĩ anh chọn chiếc này vì thiết kế độc đáo và đắt nhất trong dàn siêu xe thời điểm lúc bấy giờ của mình. Giá trị của nó lên tới 80 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chiếc SUV Rolls-Royce Cullinan hạng sang nhất thế giới, giá khởi điểm khoảng 325.000 đô. Giá nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam khoảng hơn 41 tỷ đồng, cũng có mặt trong dàn xe của Minh Nhựa. Ngoài ra, anh cũng từng sở hữu những chiếc xe siêu đỉnh đám như Lamborghini Urus 23 tỷ, Mercedes AMG G63 Edition 1 14 tỷ và chiếc Bugatti Veyron gần 70 tỷ đồng. Gần đây, doanh nhân Nhật Minh tiếp tục khiến công chúng choáng váng bởi sau một thời gian im ắng, anh tiếp tục mạnh tay chi hàng chục tỷ đồng sắm xe mới. Cuối tháng 11 vừa qua, đại gia Minh Nhựa đăng tải hình ảnh về chiếc Land Rover Range Rover phiên bản SV Autobiography cao cấp nhất. Xe có giá bán chính hãng gần 11 tỷ đồng cho phiên bản động cơ i6 và 23,8 tỷ đồng cho phiên bản động cơ V6. Tuy nhiên, đây không phải thế hệ mới nhất. Xe có ngoại thất màu đen, nhưng vì doanh nhân ngành nhựa đã trang trí lớp đề can 3 màu xanh trắng đỏ đặc trưng theo sở thích cá nhân. Bên cạnh mẫu SUV Anh Quốc, vị đại gia này cũng vừa tậu thêm Bentley Flying Spur màu xanh lục bảo. Không thu hút bởi ngoại hình, chiếc xe này cũng sở hữu biển số đẹp 39999, không rõ chiếc xe này được nhập khẩu chính hãng hay tư nhân. Trong khi đó, Bentley Flying Spur V8 chính hãng có giá khởi điểm 18 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn đặt thêm, còn phiên bản cao cấp nhất sử dụng máy W12 thuộc phiên bản First Edition, từng được công bố giá gần 30 tỷ đồng. Cuối cùng là chiếc Mercedes-Maybach GLS 480, chính hãng có giá 8,4 tỷ đồng. Phiên bản giá rẻ của GLS 600 Maybach sở hữu thiết kế gần như tương đồng so với đàn anh. Khác biệt dễ nhận thấy nhất đó là bộ mâm. Ngoại thất chiếc Mercedes-Maybach GLS 480 thuộc sở hữu của vị doanh nhân ngành nhựa, có màu sơn trắng, đi cùng bộ mâm đa chấu kích thước 22 inch. Đại gia Phạm Trần Nhật Minh, ngoài đam mê và sở hữu cho mình dàn siêu xe khủng hàng đầu Việt Nam, thì anh cũng được biết đến là người sở hữu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Những thương hiệu đồng hồ được lên tay vì đại gia đáng kể đến như Richard Mille phiên bản ngoạ hổ tàng long trị giá khoảng 18 tỷ, Richard Mille Dragon Jackie Chan Tourbillon trị giá khoảng 23 tỷ, Patek Philippe Genevieve Skychart 6130G. 2. Thú chơi du thuyền xa xỉ bậc nhất. Du thuyền là món đồ chơi xa xỉ bậc nhất trên thế giới mà chỉ có những đại gia cực kỳ giàu có mới có thể sở hữu. Bởi sở hữu du thuyền là một chuyện, nhưng việc bảo dưỡng chăm sóc nó cũng mới thực là kỳ công và tốn kém. Chi phí để thuê người bảo dưỡng và chăm sóc hầu như mọi ngày, cũng như phí bến bãi mỗi tháng cũng ngốn khoảng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng điều đó lại không thể làm khó một số đại gia Việt. Theo ước tính, tại Việt Nam, hiện có khoảng 2.000 người sở hữu tài sản từ 5 triệu đô trở lên. Con số này đang ngày càng tiếp tục tăng nhanh. Khi số lượng người giàu tăng nhanh thì tất yếu, nhu cầu về chơi du thuyền cũng tăng theo. Đầu tiên phải kể đến gia đình tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn sở hữu du thuyền Azimut 70 sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Chiếc du thuyền có giá đến 4 triệu đô, tương đương với 92,6 tỷ đồng. Được thiết kế bởi kỹ sư Stefano Rigni và sản xuất tại Ý, du thuyền Azimut có chiều dài gần 22 mét, kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật thiết kế đương đại và những công nghệ tiên tiến của ngành chế tạo du thuyền trên thế giới. Nội thất bên trong du thuyền sang trọng chẳng kém khách sạn cao cấp. Cũng tại Sài Thành, gia đình nữ diễn viên Diễm My nhiều năm nay đã sắm một chiếc du thuyền Sunseeker giá 2 triệu đô, tương đương với 46,3 tỷ đồng. Theo doanh nhân Hồ Tôn Đức, chồng Diễm My, chiếc du thuyền này vừa phục vụ kinh doanh du lịch, vừa là phương tiện để gia đình đi lại. Tiếp theo là ông Tăng Thành Trung, giám đốc Việt Nam Yacht, sở hữu chiếc du thuyền Diamond Island hiệu Princess 58 sản xuất tại Anh. Du thuyền này có giá trị 2 triệu đô, tương đương với 46,3 tỷ đồng. Khi về Việt Nam, được trang bị tiện nghi sang trọng với hệ thống kỹ thuật cao cấp có thể chịu được bão, Diamond Island có đến 3 phòng ngủ, trong đó có phòng trang bị giường đôi. Cùng với nhiều phòng ngủ nghỉ sang trọng, du thuyền Princess 58 còn có máy lọc nước ngọt từ nước biển. Tốc độ tối đa của du thuyền lên đến 65 km/h. Dư luận không khỏi bất ngờ với thông tin ông Nguyễn Minh Tuấn, tổng giám đốc công ty cổ phần Kềm Nghĩa, đã đặt mua từ Mỹ 3 chiếc du thuyền, trong đó một chiếc mua giúp người bạn làm trong ngành ngân hàng với giá từ 300 đến 500.000 đô, với kích thước chiếc dài nhất là 12,5 mét. Có thể thấy hiện nay, thú chơi xa xỉ của các đại gia Việt không chỉ dừng lại ở xe hơi trực thăng, mà giới thượng lưu đang xem du thuyền như là một cuộc chơi đầy hấp dẫn và thú vị, là cách để tạo nên thương hiệu đẳng cấp cho mình. 3. Những biệt thự dát vàng đẳng cấp. Không đơn thuần chỉ là nhà lầu siêu xe hay những chuyến du lịch đắt đỏ, giới siêu giàu tại Việt Nam để thể hiện đẳng cấp và sự giàu có xa xỉ đã không ngần ngại dát vàng cho những biệt thự lộng lẫy hoành tráng của mình. Nổi bật nhất có thể kể đến biệt thự của nhà chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, tư gia của nữ diễn viên đã từng được đích thân đài truyền hình Hàn Quốc KBS đến quay phóng sự. Phần lớn thời lượng phát sóng, KBS mang đến những hình ảnh tòa biệt thự với nội thất được dát vàng, khu vui chơi, bể bơi, sân tennis ngay trong khuôn viên biệt thự. Biệt thự gia đình nhà chồng Hà Tăng có đến 3 mặt tiền, tọa lạc ở vị trí đắc địa sát bên con sông Sài Gòn, có diện tích khoảng 500 m². Căn biệt thự màu trắng vô cùng nổi bật và tinh tế, tuy nhiên điều khiến nó trở nên đắt giá lại nằm ở nội thất xa hoa bên trong ngôi nhà. Tất cả đều được bài trí theo kiểu cách châu Âu với vẻ sang trọng hiếm có. Từng chi tiết nhỏ đều vô cùng tinh xảo, nội thất đều là những vật dụng xa xỉ và hầu như mọi thứ đều được dát vàng. Tại Cần Thơ cũng có một căn biệt thự có 102 làm mưa làm gió một thời gian, căn biệt thự dát vàng từ A đến Z. Chủ nhân của ngôi nhà độc đáo này là anh Nguyễn Văn Trung, một đại gia có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở Cần Thơ. Ngôi nhà dát vàng sở hữu một tầng trệt và hai tầng lầu, khiến khách tham quan bị hớp hồn bởi sự xa hoa mà nó mang lại. Mỗi căn phòng bên trong ngôi nhà được thiết kế mang đậm phong cách Á Âu vô cùng tinh tế, thanh lịch và cổ điển. Ngôi nhà sử dụng chất liệu gạch men nhập từ nước ngoài về và màu vàng làm điểm nhấn trang trí nội thất trong nhà cũng như đồ lưu niệm. Nhiều người còn ví von ngôi nhà này như một Dubai thu nhỏ khi lạc bước vào. Tất cả vật dụng trong nhà từ cửa, song sắt cửa sổ, đồ lưu niệm trang trí, bàn ghế, son nồi, tủ bếp, ấm chén hay đến cả vân đá trên sàn hay đá ốp tường cũng đều được mạ vàng. Ước tính rơi vào hơn 1.000 vật phẩm đều được chủ nhân dát vàng lấp lánh. Khách đến tham quan nhà dát vàng phải trả 80.000 một vé một người. Với mức giá này, họ có đặc quyền chơi, ngắm nghía trong nhà bao lâu tùy thích. Họ cũng có thể thoải mái chụp ảnh,
ngồi sờ một số hiện vật nhất định trong giờ mở cửa là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Anh Trung cho biết anh rất ấn tượng với phong cách trang trí nhà cửa nội thất bằng tông màu dát vàng nên đã ấp ủ xây dựng ngôi nhà dát vàng từ lâu. Mãi đến cách đây 6 năm, anh mới bắt tay xây dựng ngôi nhà này và phải mất đến 3 năm mới xây dựng xong. Chưa hết, nhắc đến các tòa lâu đài dát vàng nổi tiếng ở Việt Nam, không thể không nhắc đến tòa lâu đài Gà Vàng của đại gia Thành Sắt. Tòa lâu đài nằm bên bờ sông Tô Lịch gần đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, có diện tích khoảng 400m², xây cao 5 tầng, được thiết kế như những lâu đài cổ ở nước ngoài. Các mặt tường của tòa nhà đều được trang trí họa tiết hết sức công phu. Đặc biệt, trên nóc tòa lâu đài là 6 con gà dát vàng cỡ lớn có giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Nội thất bên trong tòa lâu đài Gà Vàng theo phong cách châu Âu cổ điển với hai tông màu chủ đạo là nâu vàng với nhiều chi tiết được dát vàng. Ngoài ra tại Việt Nam còn có một số biệt thự dát vàng khác đáng chú ý là biệt thự 3.000m² dát vàng tại Phú Mỹ, Vũng Tàu, tòa lâu đài dát vàng nghìn tỷ đồng của đại gia Ninh Bình. Tòa lâu đài được xây dựng theo phong cách hoàng gia châu Âu với tổng diện tích hơn 14.000m². Công trình được lấy ý tưởng từ nhà thờ Thánh Peter và những công trình Vatican Italy, kết hợp với một số chi tiết thuần Việt và sở thích của gia chủ. 4. Biệt thự sen của Phó Chủ tịch EPT, đầy đá quý và gỗ hóa thạch. Căn biệt thự có 102 này chính là của doanh nhân Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch tập đoàn EPT. Công trình biệt thự sen tọa lạc trong khuôn viên Flamingo Đại Lải Vĩnh Phúc với tổng diện tích lên tới 3.000m². Điểm đặc biệt trong khuôn viên biệt thự là bộ sưu tập đá ngọc và gỗ hóa thạch. Đặt chân đến bất cứ một khu vực nào trong khu biệt thự cũng có thể thấy các tác phẩm được làm từ đá và ngọc, được điêu khắc vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Hầu hết những tác phẩm đều được làm từ ngọc trong đá, đá được giữ lại làm đế, còn ngọc được tạc thành nhiều hình thù, chủ đề từ hoa quả, nấm đến động vật. Nhiều người thoạt nhìn lần đầu sẽ lầm tưởng rằng ngọc được cấy lên trên đá, nhưng theo Phó Chủ tịch EPT, 100% tác phẩm trong biệt thự không hề được cấy, đều là ngọc trong đá, nguyên khối tự nhiên. Ở mỗi khu vực, các khối đá ngọc được đặt cạnh nhau mang theo một chủ đề, tích truyện riêng. Ví dụ như khu đá với chủ đề lãng hoa, vườn nho, đầm sen, ẩm thực, tiên cảnh. Thậm chí còn có những viên đá được khắc họa giống như chân giò, miếng thịt ba chỉ, thịt quay, bánh nướng. Xung quanh nhà cũng có đá khắc 12 con giáp đặt xung quanh nhà hay hòn phu thê. Có nhiều loại đá được sưu tầm từ Tây Nguyên, Yên Bái hay Miến Điện. Điểm đặc biệt khác khiến cho công trình mang tên biệt thự sen đó là các họa tiết từ lớn đến nhỏ trong căn biệt thự cũng như nhiều viên đá ngọc đều được tạc thành hình bông sen của Việt Nam. Đi vào trong căn biệt thự, đá ngọc và họa tiết sen tiếp tục trở thành tâm điểm của công trình. Nổi bật là bàn tiếp khách làm từ đá ngọc màu hồng được tạc thành đầm sen, hay bình hoa, chậu đá, sàn nhà, đèn, ghế ngồi tranh theo cánh cửa bàn ăn đều có hình ảnh bông sen như một cách để sen hóa ngôi nhà. Ông Bùi Quang Ngọc trải lòng về căn biệt thự của mình. Cuộc đời chúng ta ai cũng có góc tinh thần. Tôi có một chút điều kiện nên chờ một chút đồ ngọc và họa tiết sen. Thực ra sớm hay muộn chúng ta cũng phải nghĩ đến cái để lại cho đời. Khi ra đi khỏi cõi tạm chúng ta không mang được gì. Ngôi nhà này là một công trình tôi muốn để lại. Đá thì trường tồn, cây cũng trường tồn. Đó là công trình để lại cho đời sau, cho con cháu và mọi người. 5. Đàn chim quý hiếm và bể cá koi bạc tỷ của đại gia Hà Thành Trương Taylor. Thú chơi chim cảnh đã có từ lâu, là niềm đam mê của rất nhiều người. Nhiều đại gia ở Việt Nam cũng chọn việc chơi chim cảnh tiền tỷ để thể hiện đẳng cấp và thỏa mãn thú vui của mình. Trong đó không thể không kể đến Dương Văn Trương, Trương Taylor. Anh là một doanh nhân thời trang có tiếng và sở hữu một bộ sưu tập chim khủng trị giá lên tới hơn 10 tỷ đồng với hơn 72 con chim độc lạ trên khắp thế giới. Ngoài sưu tập trong nước, anh đã tới Úc, Thái Lan, Singapore, Indonesia để mang về những giống chim màu hoàng khuyên, chao mao, chiếc chòe than bạch, chiếc chòe lửa bông kiến trắng, họa mi bạch tạng, chim chòe đất bạch tạng cực hiếm, độc nhất vô nhị mà Việt Nam chỉ mình anh có. Cụ thể trong bộ sưu tập của anh sở hữu 20 con hoàng khuyên mắt đỏ và mắt đen, 15 con chào màu bạch, 7 con chòe lửa, 4 con chòe than bạch và một số loài khác, và giá trị mỗi con dao động khoảng vài trăm triệu đồng. Theo anh Trương, chơi chim không chỉ cần đam mê, yêu thích, mà thú chơi này cũng đòi hỏi nhiều công phu và tốn kém. Để tìm được một con chim đẹp, hội tụ đầy đủ các yếu tố như màu lông đẹp, thần thái tinh anh, giọng hát hay, người chơi phải lặn lội tìm kiếm ở nhiều nơi mới có được và phải có duyên với chú chim ấy mới sở hữu được. Thậm chí đối với nhiều con chim quý,
anh Trương phải mất nhiều thời gian theo đuổi mới thuyết phục thành công. Chơi chim đẹp và đắt nên lồng chim của anh Trương cũng thuộc dạng đẳng cấp đắt đỏ bậc nhất, trong đó chủ yếu được anh tìm mua của các nghệ nhân Trung Quốc. Trung bình một chiếc lồng được làm thủ công chạm khắc tinh xảo, có giá từ 50 đến 250 triệu đồng, tính cả bộ sưu tập lồng của anh Trương cũng lên tới cả bạc tỷ. Đây đều là những chiếc lồng chim được làm thủ công trong nhiều tháng trời. Mỗi chiếc đều là kiệt tác được chạm khắc theo các chủ đề như Thủy Hử, Tam Quốc, Hồng Lâu Mộng, Bách Nhi. Để có thể nuôi được số lượng chim khủng như vậy, anh Trương Taylor đã thuê thêm 2 nhân viên thay anh chăm sóc và có các bác sĩ thú y hàng tuần đến thăm khám sức khỏe cho chúng mỗi khi anh không có ở nhà tại Hà Nội và Sài Gòn. Anh Trương chia sẻ, chơi chim cảnh là thú vui, là đam mê, nên từ trước đến nay anh chưa bao giờ bán chim dù được trả giá cao tới cỡ nào. Ngoài sở hữu bộ sưu tập chim cảnh đột biến trị giá hơn 10 tỷ đồng, đại gia Trương Taylor còn nổi tiếng trong giới sinh vật cảnh, là người chịu chơi khi không ngại chỉ hàng chục tỷ đồng cho bể cá cảnh ở ban công của mình. Hiện anh Trương sở hữu 3 bể cá koi với tổng số lượng khoảng 85 con. Đặc biệt đàn cá 25 con tại nhà riêng ở Cửa Bắc, Hà Nội có kích thước trung bình khoảng 50 phân. Đây đều là những con cá được tuyển chọn từ những trại cá danh tiếng bậc nhất Nhật Bản. Tổng giá trị số cá mà anh Trương đang sở hữu được, anh tiết lộ lên tới hơn 10 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng lên. Hiện tại anh vẫn đang kết nối với những người có cùng đam mê để giao lưu và tiếp tục hành trình săn lùng những chú cá koi đẳng cấp hiếm có. 6. Thú chơi âm thanh high-end hàng triệu đô đẳng cấp của đại gia Hà Nội. Không đơn thuần chỉ là sự trưng bày và sưu tầm, việc mang cả dàn nhạc về không gian sống trong thú chơi high-end là điều phức tạp, cầu kỳ và công phu. Anh NMH ở Tây Hồ, Hà Nội, chủ nhân của dàn âm thanh này chia sẻ, đầu tư riêng bộ loa không chưa đủ mà còn phải chơi cả dàn đồng bộ. Bởi nếu chơi loa khủng mà âm ly, nguồn hay là dây kém thì cũng không phát huy hết giá trị của bộ loa. Được biết, nguyên bộ loa phát của anh nặng đến 2 tấn và có giá gần 30 tỷ đồng. Ngoài bộ loa cực khủng kể trên, anh Hát còn bỏ ra thêm vài trăm nghìn đô nữa để đầu tư cho âm ly và bộ nguồn phát số. Dù bộ nguồn số này có định dạng chất lượng âm thanh rất cao, nhưng để thỏa đam mê, anh Hát còn phải bỏ ra số tiền ngang một chiếc Mercedes đời mới để mua một bộ nguồn phát đĩa than. Tìm hiểu sâu về âm thanh đỉnh cao như anh Hát mới hiểu được, thiết bị tốt thì dây dẫn cũng phải là loại tốt nhất. Chơi như vậy thì chất lượng âm thanh mới có thể đạt tới đỉnh cao như đang ngồi trong nhà hát. Do đó, số tiền anh Hát đầu tư cho hệ thống dây dẫn và hệ thống nguồn điện thậm chí còn gấp đôi giá trị của bộ nguồn phát đĩa than. Ít ai tưởng tượng được. Mỗi sợi dây dẫn có giá dao động từ 2.000 đến 15.000 đô. Các loại dây giá vài trăm đô cũng có thể chơi được. Nhưng để xứng đáng với giá trị của dàn âm thanh thì anh cũng không tiếc tiền đầu tư. Để bộ dàn nhìn sang chảnh, dân chơi như anh Hát còn phải đầu tư thêm một bộ tủ kệ cũng có giá trị cũng lên tới gần tỷ đồng. Phải chi ra số tiền không hề nhỏ, nhưng đây chính là giấc mơ mà anh Hát đã ấp ủ gần 30 năm. Bởi theo anh Hát, những năm 80-90 của thế kỷ trước, sở hữu những thiết bị nghe thôi đã phải đánh đổi rất nhiều mà không phải ai cũng có. 7. Biệt phủ 15 hectare với bộ sưu tập gỗ quý hiếm lớn nhất và độc nhất Việt Nam. Khuôn viên biệt phủ ở Bình Dương này thuộc sở hữu của một đại gia kín tiếng với tổng diện tích lên đến 15 hectare và gia chủ phải dùng đến mô tô chuyên dụng hay xe máy để di chuyển trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng điểm đặc biệt nhất về khu biệt phủ này lại nằm ở bộ sưu tập đồ gỗ có thể gọi là khủng bậc nhất Việt Nam về độ quý hiếm cũng như độc đáo. Ngay khi bước vào gian nhà chính, mọi người sẽ bị choáng ngợp bởi bộ bàn ghế sập gụ khổng lồ. Chiếc ghế tựa có thể vừa 3 người ngồi và nếu muốn tựa vào thành ghế thì bạn phải ngả hẳn người ra đằng sau. Một cái tay ghế như này có đường kính lên tới 100 phân và điều đặc biệt là nó được làm hoàn toàn bằng gỗ cẩm Việt, loại gỗ cẩm có giá thành cao nhất và chất lượng nhất trong các loại gỗ cẩm. Và nó đang nắm giữ cho mình kỷ lục là bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lớn nhất thế giới. Ngoài ra, toàn bộ cột trụ, mái vòm, toàn bộ cánh cửa được làm bằng gỗ cam xe của Nam Phi cũng được đặt trong gian nhà chính là một bộ bàn ghế nguyên khối to không kém gì bộ bàn ghế trước đó, làm hoàn toàn bằng gỗ mun hoa, và gỗ mun hoa này thì đã được liệt vào sách đỏ vì gần như tuyệt chủng, không ai được khai thác nữa. Điều đó càng chứng tỏ được độ quý hiếm và đắt đỏ của nó. Còn hàng trăm những khối gỗ quý hiếm như thế nữa có thể điểm qua thêm, như hai chiếc lục bình bằng gỗ cao từ 6 đến 7 mét được làm bằng gỗ gõ đỏ, cũng là một loại gỗ quý hiếm, nguyên một khối nu rất lớn của cây gỗ hương. Nu gỗ mà càng lâu năm càng giá trị thì nó sẽ càng sần sùi như này. Khối nu gỗ xá xị. Xá xị là một loại gỗ bằng mùi hương vô cùng đặc trưng,
Và loại gỗ này có thể nói là cực kỳ hiếm, và để có một khối nu gỗ xá xị to như này thì là siêu hiếm. Đó là mới chỉ là một phần rất nhỏ trong bộ sưu tập đồ sộ của vị đại gia này, nhưng cũng đã giúp ta có thể thấy được độ hoành tráng, đẳng cấp cũng như cảm nhận được sự tâm huyết với nghệ thuật gỗ của ông. Bảy bộ sưu tập và những thú chơi đắt đỏ nổi bật của giới thượng lưu Việt vừa rồi có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp về độ chịu chơi và đầu tư hay không? Quả thực nếu so sánh với thượng lưu thế giới thì có lẽ người Việt cũng không tiếc tay chi tiền cho những sở thích xa xỉ của mình. Bạn ấn tượng với bộ sưu tập nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cùng với mọi người nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thay vì chọn những kiểu nhà thông minh, hiện đại như penthouse hay duplex, các đại gia Việt Nam lại thích vung tiền xây lâu đài biệt thự. Họ vẫn luôn khiến người ta trầm trồ bằng các căn dinh thự hoành tráng với nội thất gỗ xa xỉ ốp kín khắp nhà. Chưa dừng lại ở đó, để thể hiện đẳng cấp vượt bậc của mình, nhiều đại gia đã không tiếc tiền khi dát kín ngôi nhà cũng như nội thất của mình bằng vàng ròng lấp lánh, chẳng thua kém gì các đại gia Dubai. Giữa lúc vàng đang ở mức cao trên 65 triệu đồng một lượng, thì những ngôi nhà dát vàng của các đại gia Việt lại càng thể hiện được sự xa hoa, đẳng cấp và chịu chơi của chủ nhân. Vậy bạn có tò mò những công trình dát vàng bề thế đó là của ai và trông nó sẽ như thế nào không? Hãy cùng Giới Thượng Lưu khám phá ngay sau đây nhé. Bắt đầu thôi. Một, lâu đài lớn nhất Đông Nam Á, 3.000 tỷ của đại gia Ninh Bình. Đầu tiên phải kể đến chính là tòa lâu đài nổi danh là nguy nga bậc nhất Ninh Bình. Nó cũng chính là niềm tự hào của nước ta khi sở hữu cho mình kỷ lục là công trình nhà ở lớn nhất và cao nhất Đông Nam Á, với chiều cao của tổng thể bên ngoài bằng một tòa nhà 18 tầng và tổng diện tích mặt sàn là 15.000 m². Chủ nhân của tòa lâu đài tráng lệ này chính là đại gia Đỗ Văn Tiến, là một doanh nhân nổi tiếng nhất trong lĩnh vực sản xuất xi măng. Ông có hai người con trai tên Thành và Thắng, cho nên căn biệt phủ cũng được mang tên của hai chàng quý tử. Lâu đài Thành Thắng được khởi công xây dựng từ năm 2016, nằm trên quốc lộ 1A. Huyện Gia Viễn trước đây là một vùng trũng được chủ nhân mua lại để tu sửa. Công trình được lấy ý tưởng từ nhà thờ Thánh Peter và những công trình ở Vatican, Italy, kết hợp với một số chi tiết thuần Việt và sở thích của gia chủ. Mái vòm với nhiều chi tiết phức tạp là điểm nhấn nổi bật khi nhìn vào ngôi nhà. Cả cổng vào và các tòa nhà đều nguy nga đồ sộ với nhiều chi tiết hoa văn phức tạp. Toàn bộ khuôn viên bao gồm 3 tòa nhà, trong đó 3 tòa lâu đài nhỏ dành cho hai con trai, một cung điện lớn là nơi ở của bố mẹ, cũng như không gian chung. Có 2 lối vào dẫn đến sảnh đón khách của lâu đài, rộng và tráng lệ, không kém các sảnh khách sạn cao cấp. Tại sảnh đón khách, toàn bộ trần phía trên được ốp gỗ và những chiếc đèn chùm dát vàng. Cửa để vào sảnh chính toàn bộ được làm bằng gỗ gõ đỏ, chạm trổ hoa văn tỉ mỉ. Riêng bộ cổng có giá khoảng 40 tỷ đồng. Hàng ngày có hàng trăm người đến chụp ảnh, gia chủ phải thuê một nhóm bảo vệ 5 người túc trực từ sáng đến đêm. Bước vào phía bên trong sẽ khiến chúng ta cảm thấy vô cùng choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi chiều cao từ mặt sàn đến trần tương đương với một tòa nhà 11 tầng, chính xác là khoảng 45 mét. Trần nhà toàn bộ được dát vàng 24K vô cùng xa hoa. Không gian bên trong được xây dựng giống như những cung điện tại châu Âu với kiến trúc màu sơn và hệ mái vòm đặc trưng. Đèn chùm dát vàng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Iran. Các chi tiết chạm nổi trên trần đều được mạ vàng. Những bức họa về chúa và các vị thần được lồng ghép một cách khéo léo, mang tới cảm giác bình an cho gia chủ. Công trình này có nhiều phần được ốp đá tới bàn nhà. Hai bên là cầu thang cũng được làm bằng gỗ gõ đỏ cùng 4 cột trụ được chạm khắc đầu sư tử tỉ mỉ tinh tế. Bên ngoài chiều cao tương đương với tòa nhà 18 tầng, nhưng bên trong thực tế chỉ có 5 tầng và được bố trí 5 thang máy. Dọc theo lối đi và không gian bên trong các phòng, hệ thống trần nhà và tường đều được ốp gỗ gõ đỏ. Riêng phòng tiếp khách có diện tích rộng tương đương một căn chung cư, bàn ghế đa phần được sản xuất thủ công tại Việt Nam, đệm bọc da cao cấp, tay cầm dát vàng, được bố trí khoảng vài chục ghế dát vàng cho khách. Kể cả tay nắm cửa và bàn lề của phòng cũng đều được mạ vàng.
phòng khách mang lại cảm giác như cung điện của vua chúa thời xưa. Đáng nói, tòa cung điện này có đến gần 20 phòng ngủ, đều lộng lẫy và xa hoa không khác gì của vua chúa, trong khi chỉ có 4 người ở, còn lại là giúp việc và bảo vệ. Nếu vào trong cung điện thành thắng mà không có bản đồ thì rất dễ bị lạc. Phòng tắm cũng được làm rất hoàng cung. Bên cạnh đó, phòng karaoke, phòng xem phim, thư viện cùng rất nhiều không gian bí mật khác nữa. Và không thể bỏ qua một không gian rất ấn tượng, đó là phòng thờ được coi là lớn nhất trong một công trình nhà ở của Việt Nam. Tòa lâu đài này có tầng âm được chia thành 3 khu chính, một gara chính rộng 700m², đủ sức chứa khoảng 30 siêu xe, một gara phụ rộng 500m², đủ sức chứa khoảng 20 siêu xe, một phòng nghe nhạc rộng khoảng 600-700m² với đủ bộ sân khấu. Ngay cả tầng hầm để xe của lâu đài cũng được sơn trang trí và dát vàng không kém gì những không gian khác. Bao quanh gia trang là những khoảnh vườn với trên 20 cây cổ thụ như thông, lộc vừng, tùng la hán. Mỗi cây có giá không dưới 1 tỷ đồng. Ước tính toàn bộ công trình của đại gia Ninh Bình có thể lên đến 3.000 tỷ đồng. Biệt thự 6 con gà vàng trên 300 tỷ của đại gia sắt vụn Hà Thành. Nếu bạn có dịp đi ngang qua phố cổ Hà Nội, hãy thử một lần ghé ngang khu Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy. Hẳn sẽ bị vẻ nguy nga lộng lẫy của căn biệt thự hơn 300 tỷ chễm chệ giữa phố làm choáng ngợp. Được biết, căn biệt thự này thuộc về một đại gia kinh doanh phế liệu hơn 10 năm, ông Nguyễn Quốc Thành, nhờ có kinh nghiệm buôn bán cộng với chịu khó mở rộng quan hệ. Ông Thành bắt đầu khai phá kinh doanh sang các lĩnh vực khác, thử sức với ngành buôn bán vật liệu xây dựng, kinh doanh sắt thép và đạt được thành tựu như hiện tại. Ngôi biệt thự này thực sự nổi bật hơn hẳn những ngôi nhà khác xung quanh vì nó tọa lạc ngay giữa lòng Hà Nội đông đúc. Đối lập với vẻ hoành tráng của căn biệt thự thì không khí và môi trường xung quanh lại vô cùng gần gũi, thân thuộc. Nếu ở Hà Nội mà để có được một khuôn viên rộng rãi hàng ngàn mét vuông như này thì gia chủ hẳn sẽ phải chi ra một khoản tiền khổng lồ. Ở căn biệt thự này, ông Thành sử dụng hoàn toàn kiểu kiến trúc châu Âu. Đặc biệt, bên ngoài còn lắp hệ thống đèn sáng tứ phía bao xung quanh. Thế nên vào mỗi buổi tối, nó như một thế giới thu nhỏ khác biệt giữa lòng thủ đô nhộn nhịp. Điểm đặc biệt nhất của căn biệt thự là được trang trí bằng 6 con gà làm bằng đồng đen và được sơn son dát vàng một cách cầu kỳ, đặt trên đỉnh biệt thự. Gồm có một con gà trống to với hình dáng như đang cất cao tiếng gáy và 5 con gà mái nhỏ hơn gắn phía dưới theo hình cánh cung. Bên cạnh 6 con gà, trên đỉnh còn được trang trí thêm 16 chiếc lục bình đúc tinh xảo với hình đầu trâu, được cho là đem lại may mắn cho gia chủ. Ước tính chỉ riêng 6 con gà và 16 chiếc lục bình đã lên đến vài chục tỷ đồng. Nội thất bên trong cũng cực kỳ quý giá. Từ tường, cầu thang, sàn đến bàn ghế đều sử dụng những loại gỗ quý hiếm được chạm trổ tinh xảo. Nhìn từ ngoài ai cũng nghĩ bên trong cũng mang phong cách châu Âu. Thế nhưng nếu bước vào bên trong, bạn sẽ cảm thấy thực sự choáng ngợp vì nó được thiết kế theo lối kiến trúc hoàng gia Đông Phương. Căn biệt thự 5 tầng này sử dụng toàn bộ đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối. Sau khi qua tay thợ mộc, chúng được chạm trổ và thành những bàn ghế, giường, tủ. Đi khắp tòa lâu đài này, có một điểm khiến người ta khá ngạc nhiên là ông Thanh không chuộng ánh sáng tự nhiên mà thích ánh sáng đèn. Thế nên mọi ngóc ngách trong nhà đều được sử dụng những chùm đèn được mạ vàng bắt mắt. Trong căn phòng khách, bàn ghế được thiết kế cực kỳ tinh mỹ. Nó được chạm trổ những chi tiết rồng phượng chẳng khác nào đồ của vua chúa thuở xưa. Một vài chiếc đèn chùm trên trần nhà khiến không gian nơi này có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ xưa và hiện đại. Nhiều người còn cho rằng chỉ tính riêng chiếc đèn chùm đã phải có giá bằng cả một căn chung cư. Sàn nhà được lát đá, phía trên trần nhà hoa văn trang trí được mạ vàng sáng rực. Tất cả mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều được trang trí phù điêu họa tiết tỉ mỉ. Chị Vân Nguyễn, con gái của đại gia sắt vụn Hà Nội chia sẻ rằng đây là thành quả sau nhiều năm trời vất vả mới có được. Từ thu mua phế liệu quy mô nhỏ, chủ nhân căn biệt thự đã quả thật tay không gây dựng cơ đồ để có được cơ ngơi tài sản như ngày hôm nay. 3. Siêu biệt thự của nhà chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà. Gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn, bố chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, được biết đến như một đế chế kinh doanh hàng hiệu ở Việt Nam, nhất là sau khi cho tu sửa lại Tràng Tiền Plaza, khu thương mại hàng hiệu đẳng cấp đầu tiên của Hà Nội. Bản thân ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng được mệnh danh là ông vua trong lĩnh vực kinh doanh hàng hiệu. Ông từng được đích thân đài truyền hình KBS Hàn Quốc đến quay phóng sự về tư gia của mình. Bởi ngôi biệt thự mà ông đang sở hữu vô cùng đẳng cấp và xa hoa với nội thất dát vàng đắt đỏ. Phần lớn thời lượng phát sóng, KBS mang đến những hình ảnh tòa biệt thự với nội thất được dát vàng, khu vui chơi, bể bơi, sân tennis ngay trong khuôn viên biệt thự. Biệt thự gia đình nhà chồng Hà Tăng có 3 mặt tiền.
tọa lạc ở vị trí đắc địa sát bên con sông Sài Gòn, có diện tích khoảng 500 m². Căn biệt thự màu trắng vô cùng nổi bật và tinh tế, tuy nhiên điều khiến nó trở nên đắt giá lại nằm ở nội thất xa hoa bên trong ngôi nhà. Tất cả đều được bài trí theo kiểu cách châu Âu với vẻ sang trọng hiếm có. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu, từ cánh cổng cho đến phòng làm việc của ông Jonathan Hạnh Nguyễn, với những vật dụng cao cấp đều được dát vàng. Bên trong ngôi nhà còn có một bộ bàn ghế mặt hình cá chép tượng trưng cho sự may mắn của gia chủ. Từng chi tiết nhỏ đều vô cùng tinh xảo, nội thất đều là những vật dụng xa xỉ và hầu như mọi thứ đều được dát vàng. Những vật dụng như tủ rượu hay bộ cờ vua cũng được dát vàng lấp lánh xa xỉ. Phòng ngủ sang trọng được bày trí theo sở thích của chủ nhân. Trong khu vực phòng ngủ được trang hoàng ngăn nắp gọn gàng, những thiết kế vô cùng sang trọng, tinh tế bởi những món đồ được nhập khẩu từ nước ngoài mang về. Ngoài ra, tư dinh của gia đình doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn còn có cả bể bơi và sân tennis riêng để dễ dàng đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn của các thành viên trong gia đình. Không chỉ sở hữu biệt thự siêu sang, đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn còn là một trong những người đầu tiên sở hữu du thuyền ở Việt Nam. Theo đó, đại gia này sở hữu chiếc du thuyền siêu sang 5 phòng ngủ của thương hiệu Azimuth của Ý, có giá khoảng 4 triệu đô, hơn 90 tỷ đồng. 4. Ngôi nhà dát vàng từ A đến Z có 102 tại Cần Thơ. Đây chính là ngôi nhà đã làm mưa làm gió, khuấy động cả Cần Thơ từ những ngày đầu xuất hiện. Ngôi nhà dát vàng tọa lạc tại số 18 đường số 6 khu dân cư Thới Nhật 2, thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chủ nhân của ngôi nhà độc đáo này là anh Nguyễn Văn Trung, một đại gia có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở Cần Thơ. Nằm trong khu vực trung tâm Cần Thơ, ngôi nhà dát vàng sở hữu một tầng trệt và hai tầng lầu khiến khách tham quan bị choáng ngợp với sự xa hoa mà nó mang lại. Mỗi căn phòng bên trong ngôi nhà được thiết kế mang đậm phong cách Á Âu, vô cùng tinh tế, thanh lịch và cổ điển. Ngôi nhà sử dụng chất liệu gạch men nhập từ nước ngoài về và màu vàng làm điểm nhấn trang trí nội thất trong nhà cũng như đồ lưu niệm. Nhiều người còn ví von ngôi nhà này như một Dubai thu nhỏ khi lạc bước vào. Tất cả vật dụng trong nhà, từ cửa, song sắt cửa sổ, đồ lưu niệm trang trí, bàn ghế, xoong nồi, tủ bếp, ấm chén, hay đến cả vân đá trên sàn hay đá ốp tường cũng đều được mạ vàng. Ước tính rơi vào hơn 1.000 vật phẩm đều được chủ nhân dát vàng lấp lánh. Do nhiều người nhầm lẫn rằng các vật phẩm được phủ sơn nhũ vàng, chủ nhân còn phải treo biển thông báo và dặn dò tỉ mỉ nhân viên trông nom cơ ngơi này về tên, nguồn gốc của các vật phẩm cũng như cách thức mạ vàng. Chủ nhân cung điện mạ vàng Cần Thơ khẳng định, những sản phẩm được trưng bày tại đây đều được dát vàng 24K. Người ta dùng vàng lá cán mỏng dát trực tiếp lên sản phẩm, trải qua nhiều công đoạn dát dán vân vân, cho đến khi vừa mắt thì phết một lớp sơn bóng thành lớp bảo vệ để vàng dát không bị bong ra. Tùy vào giá trị và đặc tính riêng của từng vật phẩm mà nghệ nhân dát vàng sẽ chọn vàng độ tuổi khác nhau để dán lên. Nhân viên ở đây tiết lộ, càng lên cao thì các vật phẩm càng có giá trị cao và phải được dát bằng loại vàng già tuổi hơn. Khách đến tham quan nhà dát vàng phải trả 80.000 một vé một người. Với mức giá này, họ có đặc quyền chơi ngắm nghía trong nhà bao lâu tùy thích. Họ cũng có thể thoải mái chụp ảnh, ngồi, sờ một số hiện vật nhất định trong giờ mở cửa, là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. 5. Biệt thự dát vàng 100 tỷ của đại gia Thanh Hóa. Một nhóm thi công công trình biệt thự lâu đài chia sẻ hình ảnh về căn biệt thự tại Yên Định, Thanh Hóa, nhận được nhiều sự quan tâm. Theo hình ảnh đăng tải, công trình này lấy ý tưởng từ phong cách kiến trúc châu Âu. Bản thiết kế dinh thự lấy ý tưởng từ các cung điện thời kỳ Phục Hưng vào thế kỷ 14 đến 17, với phần mái vòm đặc trưng hay các chi tiết trang trí phào chỉ. Phía trên mái nhà, gia chủ còn đặt bức tượng nữ thần tự do tạo điểm nhấn. Bên trong, phần mái vòm kính vô cùng đẹp mắt, gia chủ cũng sử dụng những đồ nội thất cầu kỳ đắt tiền. Tông màu đỏ và vàng làm chủ đạo đã tạo nên sự quý tộc khiến người xem không khỏi choáng ngợp. Sau khi hình ảnh được đăng tải kèm mô tả đây là nhà chú Xuân, nhiều người nhận ra đây chính là căn biệt thự của một doanh nhân trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, ông Trịnh Đình Xuân. Căn nhà được xây dựng tại Yên Định, Thanh Hóa và hoàn thiện cuối năm 2018. Công trình được xây trên khu đất có diện tích 1.100 m², phần nhà ở 560 m² với 5 phòng ngủ, 1 phòng thờ. Lối đi và sân phía trước có thể chứa được 10 ô tô. Khắp khuôn viên của dinh thự đặt rất nhiều tượng các loại. Được biết, gia chủ đã sử dụng đá tự nhiên khai thác ở địa phương để ốp lát bên ngoài, sàn và cầu thang dinh thự. Bên trong, phòng khách thiết kế rộng đến gần 100 m². Cầu thang trung tâm ở chính giữa đi lên tầng 2 được thiết kế đẹp mắt, khiến nhiều người liên tưởng đến cầu thang trong những lâu đài châu Âu. Toàn bộ trần nhà không dùng thạch cao,
mà dùng nhựa Picomat để chống lại khí hậu nồm, nóng ẩm và hiện tượng ẩm mốc. Trong nhà, dù có hệ thống điều hòa âm trần, gia chủ vẫn lắp thêm 20 chiếc quạt tường để không khí thoáng mát. Khu vực trần nhà hình vòm căn dinh thự được thiết kế các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ kiệt tác Baroque của châu Âu, nổi bật với nhiều họa tiết mạ vàng, sàn lát đá cẩm thạch lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ gần 1.000 thiết bị đèn LED. Toàn bộ nội thất đều được dát vàng công nghiệp từ bàn ăn, bàn khách, tủ tivi, cầu thang, lọ đựng tăm, lọ đựng hoa. Để đồng bộ với thiết kế của ngôi nhà, tất cả đồ nội thất, đồ trang trí đều được chủ nhà đặt mua từ nước ngoài hoặc thiết kế riêng. Chỉ tính riêng, chi phí cho đèn chùm đã hơn 900 triệu, bộ bàn ghế cả tỷ đồng. Cơ ngơi này có chi phí xây dựng ước tính lên tới 100 tỷ đồng. Không biết quý vị ấn tượng với công trình nào nhất? Nếu dư giả điều kiện, quý vị có sẵn sàng dát vàng lấp lánh để trang hoàng cho ngôi nhà thân yêu của mình hay không? Hoan nghênh quý vị và các bạn để lại bình luận bên dưới để cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Giới siêu giàu luôn biết cách để thể hiện đẳng cấp cũng như tiềm lực kinh tế đáng ngưỡng mộ của mình, hay đơn giản chỉ để thỏa mãn thú vui của họ. Thú chơi chim cảnh, siêu xe, du thuyền, dàn âm thanh cao cấp hay sưu tập những loại gỗ quý hiếm đắt đỏ là niềm đam mê của rất nhiều đại gia. Chúng ta đã chiêm ngưỡng nhiều về cuộc sống giàu có của giới thượng lưu thế giới. Vậy tại Việt Nam, những người thuộc tầng lớp lắm của nhiều tiền có những thú vui gì? Hãy cùng Giới Thượng Lưu tìm hiểu những bộ sưu tập khủng ấn tượng nhất của các đại gia Việt Nam nhé! Một, bộ sưu tập siêu xe hạng sang và đồng hồ hàng trăm tỷ của đại gia Minh Nhựa. Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, hay còn được biết đến với biệt danh Minh Nhựa, là con trai độc nhất của ông chủ công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành. Anh đã từng học chuyên ngành ngoại thương tại trường Đại học Hùng Vương. Hiện tại, doanh nhân Minh Nhựa đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành. Ngoài xuất thân ngậm thìa vàng, anh được biết đến là một tay chơi siêu xe, đồng hồ, khét tiếng. Với sở thích sưu tầm và sở hữu những chiếc xe độc lạ đắt sắt ra miếng, anh luôn dành thời gian đem về Việt Nam những chiếc xe hiếm và đắt đỏ. Đầu tiên phải kể đến chiếc siêu xe Pagani Huayra, vì có lẽ đây là chiếc ý nghĩa nhất. Lý do là vì nó đã được xuất hiện trong lễ cưới của con gái anh. Sở dĩ anh chọn chiếc này vì thiết kế độc đáo và đắt nhất trong dàn siêu xe thời điểm lúc bấy giờ của mình. Giá trị của nó lên tới 80 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chiếc SUV Rolls-Royce Cullinan hạng sang nhất thế giới, giá khởi điểm khoảng 325.000 đô, giá nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam khoảng hơn 41 tỷ đồng, cũng có mặt trong dàn xe của Minh Nhựa. Ngoài ra, anh cũng từng sở hữu những chiếc xe siêu đình đám như Lamborghini Urus 23 tỷ, Mercedes-AMG G63 Edition 1 14 tỷ và chiếc Bugatti Veyron gần 70 tỷ đồng. Gần đây, doanh nhân Nhật Minh tiếp tục khiến công chúng choáng váng bởi sau một thời gian im ắng, anh tiếp tục mạnh tay chi hàng chục tỷ đồng sắm xe mới. Cuối tháng 11 vừa qua, đại gia Minh Nhựa đăng tải hình ảnh về chiếc Land Rover Range Rover phiên bản SV Autobiography cao cấp nhất. Xe có giá bán chính hãng gần 11 tỷ đồng cho phiên bản động cơ i6 và 23,8 tỷ đồng cho phiên bản động cơ V6. Tuy nhiên, đây không phải thế hệ mới nhất. Xe có ngoại thất màu đen, nhưng vì doanh nhân ngành nhựa đã trang trí lớp đề can 3 màu xanh trắng đỏ đặc trưng theo sở thích cá nhân. Bên cạnh mẫu SUV Anh Quốc, vị đại gia này cũng vừa tậu thêm Bentley Flying Spur màu xanh lục bảo. Không thu hút bởi ngoại hình, chiếc xe này cũng sở hữu biển số đẹp 39999, không rõ chiếc xe này được nhập khẩu chính hãng hay tư nhân. Trong khi đó, Bentley Flying Spur V8 chính hãng có giá khởi điểm 18 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn đặt thêm, còn phiên bản cao cấp nhất sử dụng máy W12 thuộc phiên bản First Edition, từng được công bố giá gần 30 tỷ đồng. Cuối cùng là chiếc Mercedes-Maybach GLS 480,
chính hãng có giá 8,4 tỷ đồng. Phiên bản giá rẻ của GLS600 Maybach sở hữu thiết kế gần như tương đồng so với đàn anh, khác biệt dễ nhận thấy nhất đó là bộ mâm. Ngoại thất chiếc Mercedes-Maybach GLS480 thuộc sở hữu của vị doanh nhân ngành nhựa, có màu sơn trắng, đi cùng bộ mâm đa chấu kích thước 22 inch. Đại gia Phạm Trần Nhật Minh ngoài đam mê và sở hữu cho mình dàn siêu xe khủng hàng đầu Việt Nam, thì anh cũng được biết đến là người sở hữu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu trị giá hàng trăm tỷ đồng. Những thương hiệu đồng hồ được lên tay vì đại gia đáng kể đến như Richard Mille phiên bản ngọa hổ tàng long trị giá khoảng 18 tỷ, Richard Mille Dragon Jackie Chan Tourbillon trị giá khoảng 23 tỷ, Patek Philippe Genevieve Skychart 6130G. 2. Thú chơi du thuyền xa xỉ bậc nhất. Du thuyền là món đồ chơi xa xỉ bậc nhất trên thế giới mà chỉ có những đại gia cực kỳ giàu có mới có thể sở hữu. Bởi sở hữu du thuyền là một chuyện, nhưng việc bảo dưỡng chăm sóc nó cũng mới thực là kỳ công và tốn kém. Chi phí để thuê người bảo dưỡng và chăm sóc hầu như mọi ngày, cũng như phí bến bãi mỗi tháng cũng ngốn khoảng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng điều đó lại không thể làm khó một số đại gia Việt. Theo ước tính, tại Việt Nam, hiện có khoảng 2.000 người sở hữu tài sản từ 5 triệu đô trở lên. Con số này đang ngày càng tiếp tục tăng nhanh. Khi số lượng người giàu tăng nhanh thì tất yếu, nhu cầu về chơi du thuyền cũng tăng theo. Đầu tiên phải kể đến gia đình tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn sở hữu du thuyền Azimut 70 sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Chiếc du thuyền có giá đến 4 triệu đô, tương đương với 92,6 tỷ đồng. Được thiết kế bởi kỹ sư Stefano Rigni và sản xuất tại Ý, du thuyền Azimut có chiều dài gần 22 mét, kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật thiết kế đương đại và những công nghệ tiên tiến của ngành chế tạo du thuyền trên thế giới. Nội thất bên trong du thuyền sang trọng chẳng kém khách sạn cao cấp. Cũng tại Sài Thành, gia đình nữ diễn viên Diễm My nhiều năm nay đã sắm một chiếc du thuyền Sunseeker giá 2 triệu đô, tương đương với 46,3 tỷ đồng. Theo doanh nhân Hồ Tôn Đức, chồng Diễm My, chiếc du thuyền này vừa phục vụ kinh doanh du lịch, vừa là phương tiện để gia đình đi lại. Tiếp theo là ông Tăng Thành Trung, giám đốc Việt Nam Yacht, sở hữu chiếc du thuyền Diamond Island hiệu Princess 58 sản xuất tại Anh. Du thuyền này có giá trị 2 triệu đô, tương đương với 46,3 tỷ đồng. Khi về Việt Nam, được trang bị tiện nghi sang trọng với hệ thống kỹ thuật cao cấp có thể chịu được bão, Diamond Island có đến 3 phòng ngủ, trong đó có phòng trang bị giường đôi. Cùng với nhiều phòng ngủ nghỉ sang trọng, du thuyền Princess 58 còn có máy lọc nước ngọt từ nước biển. Tốc độ tối đa của du thuyền lên đến 65 km/h. Dư luận không khỏi bất ngờ với thông tin ông Nguyễn Minh Tuấn, tổng giám đốc công ty cổ phần Kềm Nghĩa, đã đặt mua từ Mỹ 3 chiếc du thuyền, trong đó một chiếc mua giúp người bạn làm trong ngành ngân hàng với giá từ 300 đến 500 nghìn đô, với kích thước chiếc dài nhất là 12,5 mét. Có thể thấy hiện nay, thú chơi xa xỉ của các đại gia Việt không chỉ dừng lại ở xe hơi trực thăng, mà giới thượng lưu đang xem du thuyền như là một cuộc chơi đầy hấp dẫn và thú vị, là cách để tạo nên thương hiệu đẳng cấp cho mình. 3. Những biệt thự dát vàng đẳng cấp. Không đơn thuần chỉ là nhà lầu siêu xe hay những chuyến du lịch đắt đỏ, giới siêu giàu tại Việt Nam để thể hiện đẳng cấp và sự giàu có xa xỉ đã không ngần ngại dát vàng cho những biệt thự lộng lẫy hoành tráng của mình. Nổi bật nhất có thể kể đến biệt thự của nhà chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, tư gia của nữ diễn viên đã từng được đích thân đài truyền hình Hàn Quốc KBS đến quay phóng sự. Phần lớn thời lượng phát sóng, KBS mang đến những hình ảnh tòa biệt thự với nội thất được dát vàng, khu vui chơi, bể bơi, sân tennis ngay trong khuôn viên biệt thự. Biệt thự gia đình nhà chồng Hà Tăng có đến 3 mặt tiền, tọa lạc ở vị trí đắc địa sát bên con sông Sài Gòn, có diện tích khoảng 500m². Căn biệt thự màu trắng vô cùng nổi bật và tinh tế. Tuy nhiên, điều khiến nó trở nên đắt giá lại nằm ở nội thất xa hoa bên trong ngôi nhà. Tất cả đều được bài trí theo kiểu cách châu Âu với vẻ sang trọng hiếm có. Từng chi tiết nhỏ đều vô cùng tinh xảo. Nội thất đều là những vật dụng xa xỉ và hầu như mọi thứ đều được dát vàng. Tại Cần Thơ cũng có một căn biệt thự có 102 làm mưa làm gió một thời gian. Căn biệt thự dát vàng từ A đến Z. Chủ nhân của ngôi nhà độc đáo này là anh Nguyễn Văn Trung, một đại gia có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở Cần Thơ. Ngôi nhà dát vàng sở hữu một tầng trệt và hai tầng lầu, khiến khách tham quan bị hớp hồn bởi sự xa hoa mà nó mang lại. Mỗi căn phòng bên trong ngôi nhà được thiết kế mang đậm phong cách Á Âu vô cùng tinh tế, thanh lịch và cổ điển. Ngôi nhà sử dụng chất liệu gạch men nhập từ nước ngoài về và màu vàng làm điểm nhấn trang trí nội thất trong nhà cũng như đồ lưu niệm.
Nhiều người còn ví von ngôi nhà này như một Dubai thu nhỏ khi lạc bước vào. Tất cả vật dụng trong nhà từ cửa, song sắt cửa sổ, đồ lưu niệm trang trí, bàn ghế, son nồi, tủ bếp, ấm chén, hay đến cả vân đá trên sàn hay đá ốp tường cũng đều được mạ vàng. Ước tính rơi vào hơn 1.000 vật phẩm đều được chủ nhân dát vàng lấp lánh. Khách đến tham quan nhà dát vàng phải trả 80.000 một vé một người. Với mức giá này, họ có đặc quyền chơi, ngắm nghía trong nhà bao lâu tùy thích. Họ cũng có thể thoải mái chụp ảnh, ngồi, sờ một số hiện vật nhất định trong giờ mở cửa là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Anh Trung cho biết, anh rất ấn tượng với phong cách trang trí nhà cửa nội thất bằng tông màu dát vàng nên đã ấp ủ xây dựng ngôi nhà dát vàng từ lâu. Mãi đến cách đây 6 năm, anh mới bắt tay xây dựng ngôi nhà này và phải mất đến 3 năm mới xây dựng xong. Chưa hết, nhắc đến các tòa lâu đài dát vàng nổi tiếng ở Việt Nam, không thể không nhắc đến tòa lâu đài Gà Vàng của đại gia Thành Sắt. Tòa lâu đài nằm bên bờ sông Tô Lịch gần đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, có diện tích khoảng 400m², xây cao 5 tầng, được thiết kế như những lâu đài cổ ở nước ngoài. Các mặt tường của tòa nhà đều được trang trí họa tiết hết sức công phu. Đặc biệt, trên nóc tòa lâu đài là 6 con gà dát vàng cỡ lớn, có giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Nội thất bên trong tòa lâu đài Gà Vàng theo phong cách châu Âu cổ điển, với hai tông màu chủ đạo là nâu vàng với nhiều chi tiết được dát vàng. Ngoài ra tại Việt Nam, còn có một số biệt thự dát vàng khác đáng chú ý là biệt thự 3.000m² dát vàng tại Phú Mỹ, Vũng Tàu, tòa lâu đài dát vàng nghìn tỷ đồng của đại gia Ninh Bình. Tòa lâu đài được xây dựng theo phong cách hoàng gia châu Âu với tổng diện tích hơn 14.000m². Công trình được lấy ý tưởng từ nhà thờ Thánh Peter và những công trình Vatican Italy, kết hợp với một số chi tiết thuần Việt và sở thích của gia chủ. 4. Biệt thự sen của Phó Chủ tịch EPT, đầy đá quý và gỗ hóa thạch. Căn biệt thự có 102 này chính là của doanh nhân Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Tập đoàn EPT. Công trình biệt thự sen tọa lạc trong khuôn viên Flamingo Đại Lải Vĩnh Phúc với tổng diện tích lên tới 3.000m². Điểm đặc biệt trong khuôn viên biệt thự là bộ sưu tập đá ngọc và gỗ hóa thạch. Đặt chân đến bất cứ một khu vực nào trong khu biệt thự cũng có thể thấy các tác phẩm được làm từ đá và ngọc, được điêu khắc vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Hầu hết những tác phẩm đều được làm từ ngọc trong đá, đá được giữ lại làm đế, còn ngọc được tạc thành nhiều hình thù, chủ đề từ hoa quả, nấm đến động vật. Nhiều người thoạt nhìn lần đầu sẽ lầm tưởng rằng ngọc được cấy lên trên đá, nhưng theo Phó Chủ tịch EPT, 100% tác phẩm trong biệt thự không hề được cấy, đều là ngọc trong đá, nguyên khối tự nhiên. Ở mỗi khu vực, các khối đá ngọc được đặt cạnh nhau mang theo một chủ đề, tích chuyện riêng. Ví dụ như khu đá với chủ đề lãng hoa, vườn nho, đầm sen, ẩm thực, tiên cảnh. Thậm chí còn có những viên đá được khắc họa giống như chân giò, miếng thịt ba chỉ, thịt quay, bánh nướng. Xung quanh nhà cũng có đá khắc 12 con giáp đặt xung quanh nhà hay hòn phu thê. Có nhiều loại đá được sưu tầm từ Tây Nguyên, Yên Bái hay Miến Điện. Điểm đặc biệt khác khiến cho công trình mang tên biệt thự sen đó là các họa tiết từ lớn đến nhỏ trong căn biệt thự cũng như nhiều viên đá ngọc đều được tạc thành hình bông sen của Việt Nam. Đi vào trong căn biệt thự, đá ngọc và họa tiết sen tiếp tục trở thành tâm điểm của công trình. Nổi bật là bàn tiếp khách làm từ đá ngọc màu hồng, được tạc thành đầm sen, hay bình hoa, chậu đá, sàn nhà, đèn, ghế ngồi, tranh theo cánh cửa bàn ăn đều có hình ảnh bông sen như một cách để sen hóa ngôi nhà. Ông Bùi Quang Ngọc trải lòng về căn biệt thự của mình. Cuộc đời chúng ta ai cũng có góc tinh thần. Tôi có một chút điều kiện nên chờ một chút đồ ngọc và họa tiết sen. Thực ra sớm hay muộn chúng ta cũng phải nghĩ đến cái để lại cho đời. Khi ra đi khỏi cõi tạm chúng ta không mang được gì. Ngôi nhà này là một công trình tôi muốn để lại. Đá thì trường tồn, cây cũng trường tồn. Đó là công trình để lại cho đời sau, cho con cháu và mọi người. 5. Đàn chim quý hiếm và bể cá koi bạc tỷ của đại gia Hà Thành Trương Taylor. Thú chơi chim cảnh đã có từ lâu, là niềm đam mê của rất nhiều người. Nhiều đại gia ở Việt Nam cũng chọn việc chơi chim cảnh tiền tỷ để thể hiện đẳng cấp và thỏa mãn thú vui của mình. Trong đó không thể không kể đến Dương Văn Trương, Trương Taylor. Anh là một doanh nhân thời trang có tiếng và sở hữu một bộ sưu tập chim khủng trị giá lên tới hơn 10 tỷ đồng với hơn 72 con chim độc lạ trên khắp thế giới. Ngoài sưu tập trong nước, anh đã tới Úc, Thái Lan, Singapore, Indonesia để mang về những giống chim màu hoàng khuyên, chao mao, chiếc chòe than bạch, chiếc chòe lửa bông kiến trắng, họa mi bạch tạng, chim chòe đất bạch tạng cực hiếm, độc nhất vô nhị mà Việt Nam chỉ mình anh có. Cụ thể trong bộ sưu tập của anh sở hữu 20 con hoàng khuyên mắt đỏ và mắt đen, 15 con chào máu bạch.
7 con chòe lửa, 4 con chòe than bạch và một số loài khác, và giá trị mỗi con dao động khoảng vài trăm triệu đồng. Theo anh Trương, chơi chim không chỉ cần đam mê, yêu thích, mà thú chơi này cũng đòi hỏi nhiều công phu và tốn kém. Để tìm được một con chim đẹp, hội tụ đầy đủ các yếu tố như máu lông đẹp, thần thái tinh anh, giọng hát hay, người chơi phải lặn lội tìm kiếm ở nhiều nơi mới có được và phải có duyên với chú chim ấy mới sở hữu được. Thậm chí đối với nhiều con chim quý, anh Trương phải mất nhiều thời gian theo đuổi mới thuyết phục thành công. Chơi chim đẹp và đắt nên lồng chim của anh Trương cũng thuộc dạng đẳng cấp đắt đỏ bậc nhất, trong đó chủ yếu được anh tìm mua của các nghệ nhân Trung Quốc. Trung bình một chiếc lồng được làm thủ công chạm khắc tinh xảo, có giá từ 50 đến 250 triệu đồng, tính cả bộ sưu tập lồng của anh Trương cũng lên tới cả bạc tỷ. Đây đều là những chiếc lồng chim được làm thủ công trong nhiều tháng trời. Mỗi chiếc đều là kiệt tác được chạm khắc theo các chủ đề như Thủy Hử, Tam Quốc, Hồng Lâu Mộng, Bách Nhi. Để có thể nuôi được số lượng chim khủng như vậy, anh Trương Taylor đã thuê thêm 2 nhân viên thay anh chăm sóc và có các bác sĩ thú y hàng tuần đến thăm khám sức khỏe cho chúng mỗi khi anh không có ở nhà tại Hà Nội và Sài Gòn. Anh Trương chia sẻ, chơi chim cảnh là thú vui, là đam mê, nên từ trước đến nay anh chưa bao giờ bán chim dù được trả giá cao tới cỡ nào. Ngoài sở hữu bộ sưu tập chim cảnh đột biến trị giá hơn 10 tỷ đồng, đại gia Trương Taylor còn nổi tiếng trong giới sinh vật cảnh, là người chịu chơi khi không ngại chỉ hàng chục tỷ đồng cho bể cá cảnh ở ban công của mình. Hiện anh Trương sở hữu 3 bể cá koi với tổng số lượng khoảng 85 con, đặc biệt đàn cá 25 con tại nhà riêng ở Cửa Bắc, Hà Nội, có kích thước trung bình khoảng 50 phân. Đây đều là những con cá được tuyển chọn từ những trại cá danh tiếng bậc nhất Nhật Bản. Tổng giá trị số cá mà anh Trương đang sở hữu được, anh tiết lộ lên tới hơn 10 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng lên. Hiện tại anh vẫn đang kết nối với những người có cùng đam mê để giao lưu và tiếp tục hành trình săn lùng những chú cá koi đẳng cấp hiếm có. 6. Thú chơi âm thanh high-end hàng triệu đô đẳng cấp của đại gia Hà Nội. Không đơn thuần chỉ là sự trưng bày và sưu tầm, việc mang cả dàn nhạc về không gian sống trong thú chơi high-end là điều phức tạp, cầu kỳ và công phu. Anh NMH ở Tây Hồ, Hà Nội, chủ nhân của dàn âm thanh này chia sẻ, đầu tư riêng bộ loa không chưa đủ mà còn phải chơi cả dàn đồng bộ. Bởi nếu chơi loa khủng mà âm ly, nguồn hay là dây kém thì cũng không phát huy hết giá trị của bộ loa. Được biết, nguyên bộ loa phát của anh nặng đến 2 tấn và có giá gần 30 tỷ đồng. Ngoài bộ loa cực khủng kể trên, anh Hát còn bỏ ra thêm vài trăm nghìn đô nữa để đầu tư cho âm ly và bộ nguồn phát số. Dù bộ nguồn số này có định dạng chất lượng âm thanh rất cao, nhưng để thỏa đam mê, anh Hát còn phải bỏ ra số tiền ngang một chiếc Mercedes đời mới để mua một bộ nguồn phát đĩa than. Tìm hiểu sâu về âm thanh đỉnh cao như anh Hát mới hiểu được, thiết bị tốt thì dây dẫn cũng phải là loại tốt nhất. Chơi như vậy thì chất lượng âm thanh mới có thể đạt tới đỉnh cao như đang ngồi trong nhà hát. Do đó, số tiền anh Hát đầu tư cho hệ thống dây dẫn và hệ thống nguồn điện thậm chí còn gấp đôi giá trị của bộ nguồn phát đĩa than. Ít ai tưởng tượng được. Mỗi sợi dây dẫn có giá dao động từ 2.000 đến 15.000 đô. Các loại dây giá vài trăm đô cũng có thể chơi được. Nhưng để xứng đáng với giá trị của dàn âm thanh thì anh cũng không tiếc tiền đầu tư. Để bộ dàn nhìn sang chảnh, dân chơi như anh Hát còn phải đầu tư thêm một bộ tủ kệ cũng có giá trị cũng lên tới gần tỷ đồng. Phải chi ra số tiền không hề nhỏ, nhưng đây chính là giấc mơ mà anh Hát đã ấp ủ gần 30 năm. Bởi theo anh Hát, những năm 80-90 của thế kỷ trước, sở hữu những thiết bị nghe thôi đã phải đánh đổi rất nhiều mà không phải ai cũng có. 7. Biệt phủ 15 hectare với bộ sưu tập gỗ quý hiếm lớn nhất và độc nhất Việt Nam. Khuôn viên biệt phủ ở Bình Dương này thuộc sở hữu của một đại gia kín tiếng với tổng diện tích lên đến 15 hectare và gia chủ phải dùng đến mô tô chuyên dụng hay xe máy để di chuyển trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng điểm đặc biệt nhất về khu biệt phủ này lại nằm ở bộ sưu tập đồ gỗ có thể gọi là khủng bậc nhất Việt Nam về độ quý hiếm cũng như độc đáo. Ngay khi bước vào gian nhà chính, mọi người sẽ bị choáng ngợp bởi bộ bàn ghế sập gụ khổng lồ. Chiếc ghế tựa có thể vừa 3 người ngồi và nếu muốn tựa vào thành ghế thì bạn phải ngả hẳn người ra đằng sau. Một cái tay ghế như này có đường kính lên tới 100 phân và điều đặc biệt là nó được làm hoàn toàn bằng gỗ cẩm Việt, loại gỗ cẩm có giá thành cao nhất và chất lượng nhất trong các loại gỗ cẩm. Và nó đang nắm giữ cho mình kỷ lục là bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lớn nhất thế giới. Ngoài ra toàn bộ cột trụ, mái vòm, toàn bộ cánh cửa được làm bằng gỗ cam xe của Nam Phi. Cũng được đặt trong gian nhà chính là một bộ bàn ghế nguyên khối to không kém gì bộ bàn ghế trước đó, làm hoàn toàn bằng gỗ mun hoa, và gỗ mun hoa này thì đã được liệt vào sách đỏ
vì gần như tuyệt chủng, không ai được khai thác nữa. Điều đó càng chứng tỏ được độ quý hiếm và đắt đỏ của nó. Còn hàng trăm những khối gỗ quý hiếm như thế nữa có thời điểm qua thêm, như hai chiếc lục bình bằng gỗ cao từ 6 đến 7 mét được làm bằng gỗ gõ đỏ, cũng là một loại gỗ quý hiếm, nguyên một khối nu rất lớn của cây gỗ hương. Nu gỗ mà càng lâu năm càng giá trị thì nó sẽ càng sần sùi như này. Khối nu gỗ xá xị. Xá xị là một loại gỗ mang mùi hương vô cùng đặc trưng, và loại gỗ này có thể nói là cực kỳ hiếm, và để có một khối nu gỗ xá xị to như này thì là siêu hiếm. Đó là mới chỉ là một phần rất nhỏ trong bộ sưu tập đồ sộ của vị đại gia này, nhưng cũng đã giúp ta có thể thấy được độ hoành tráng, đẳng cấp cũng như cảm nhận được sự tâm huyết với nghệ thuật gỗ của ông. Bảy bộ sưu tập và những thú chơi đắt đỏ nổi bật của giới thượng lưu Việt vừa rồi có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp về độ chịu chơi và đầu tư hay không? Quả thực nếu so sánh với thượng lưu thế giới thì có lẽ người Việt cũng không tiếc tay chi tiền cho những sở thích xa xỉ của mình. Bạn ấn tượng với bộ sưu tập nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cùng với mọi người nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bất động sản cao cấp, ô tô siêu sang, du thuyền đang là thú chơi xa xỉ, thể hiện đẳng cấp của các đại gia. Trong đó, chơi du thuyền thể hiện phong cách siêu sang, hoàn toàn khác biệt với các loại hình khác. Có thể vừa đi chơi, vừa làm việc, tiếp khách trên du thuyền, lại kết hợp với thể thao và du lịch. Du thuyền vì thế đem đến một trải nghiệm trên mặt nước vô cùng thư giãn và đẳng cấp. Và ở Việt Nam, sự xuất hiện của những du thuyền triệu đô nay đã không còn quá hiếm như trước. Theo ước tính, tại Việt Nam hiện có khoảng hơn 2.000 người sở hữu tài sản từ 5 triệu đô la Mỹ trở lên. Con số này đang ngày càng tiếp tục tăng nhanh. Khi số lượng người giàu tăng nhanh thì tất yếu, nhu cầu về chơi du thuyền cũng tăng theo. Điều đáng nói, khi đã chơi du thuyền thì khách hàng sẽ không bao giờ muốn dừng lại ở một chiếc, luôn muốn lên đời với chiếc sau bao giờ cũng lớn hơn so với chiếc cũ. Chi phí để tăng thêm 1 mét chiều dài du thuyền thường rất tốn kém, có khi lên đến cả triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, chi phí duy trì mỗi chiếc du thuyền cũng ngôn tới 3-5% giá trị của nó mỗi năm, bao gồm lương thủy thủ đoàn, người phục vụ, bến bãi và bảo hành bảo dưỡng. Du thuyền là cuộc chơi tốn kém, du thuyền càng lớn thì chi phí càng cao. Song, đây lại là biểu tượng thể hiện được đẳng cấp vượt trội của chủ nhân. Vậy bạn có tò mò những vị đại gia nào ở Việt Nam đang sở hữu những chiếc du thuyền hàng trăm tỷ đắt đỏ bậc nhất không? Hãy cùng với giới thượng lưu tìm hiểu ngay sau đây nhé! Bắt đầu thôi! Báo cáo thịnh vượng Wealth Report của Knight Frank mới đây nhất đã dự đoán số người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 26% từ nay đến 2026. Năm 2025, Việt Nam sẽ có khoảng 511 người có tài sản trên 30 triệu đô la Mỹ và 25.812 người có tài sản trên 1 triệu đô la Mỹ. Sự gia tăng của số lượng người giàu đang dần định hình thành một thú chơi tại Việt Nam. Sở hữu du thuyền. Họ có du thuyền như món trang sức để khẳng định vị thế. Tại triển lãm The Nautical Show by Thompson Yachting vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, năm du thuyền Azimuth, Lagoon Catamarans, Benito, Shadow Yacht, Kepler Boss đã được rất nhiều người quan tâm, dù mức giá khởi điểm từ hơn 1 tỷ đồng cho đến các siêu du thuyền hàng trăm tỷ đồng. Thú chơi du thuyền cũng lắm công phu, bởi lẽ ngoài việc đầu tiên là yêu thích cảm giác hòa cùng sóng nước, thì người chủ du thuyền phải có đội tài công, tài phụ, nhân viên phục vụ để có thể yên tâm tận hưởng những ngày nghỉ thú vị trên sông nước. Không chỉ thú chơi công phu mà còn rất khó, vì Việt Nam chưa có bến bãi chuyên nghiệp để neo đậu cũng như để chạy thử. Trên thế giới, những siêu du thuyền lớn nhất toàn cầu khi neo đậu qua đêm, ví dụ như Serene, Dinba phải trả chi phí là 3.100 đô la Mỹ. Theo báo cáo của công ty môi giới Towergate Insurance, chủ sở hữu du thuyền phải trả ít nhất 10% giá trị con tàu mỗi năm để bảo trì và vận hành chúng. Ví dụ, siêu du thuyền Azam với chiều dài 180m ngốn hết 6 triệu đô la Mỹ một năm chi phí vận hành và bảo trì. Trung bình, một chiếc du thuyền dài 50m sẽ ngốn 2 triệu đô la Mỹ chi phí vận hành mỗi năm và khoảng 200.000 đô la Mỹ một tuần khi đang hoạt động. Đặc biệt, chi phí mỗi năm cho việc neo đậu có khi lên đến 350.000 đô la Mỹ. Vậy nên, việc sở hữu một chiếc du thuyền cao cấp chỉ có thể dành cho giới siêu giàu. Số 2, siêu du thuyền của nhà chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, 92 tỷ đồng.
Không chỉ được biết đến là một trong những gia đình có khối tài sản khổng lồ tại Việt Nam, nhà chồng Tăng Thanh Hà ngoài sở hữu căn biệt thự dát vàng xa xỉ, dàn siêu xe hoành tráng, thì một trong những chiếc du thuyền đắt đỏ nhất Việt Nam cũng thuộc về gia đình quyền lực này. Khối tài sản kếch xù của gia đình có thể nói là phần lớn nhờ vào ông Jonathan Hạnh Nguyễn, bố chồng của Hà Tăng gây dựng. Ông hiện là tổng đại diện của Philippines Airlines tại khu vực Đông Dương. Ngoài ra, tên tuổi của ông còn gắn với tập đoàn IPP, tập đoàn kinh doanh đa quốc gia nắm giữ 30% thương hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới ở Việt Nam. Không những thế, ông còn là một người đứng sau những thương vụ đầu tư lớn như siêu thị Miền Đông, khách sạn Nha Trang Lodge, cửa hàng miễn thuế tại các sân bay nội địa và 4 quốc gia ở Đông Nam Á. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiếc du thuyền Azimut 70 của gia đình doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn là một trong những chiếc du thuyền hạng sang bậc nhất Sài Gòn. Du thuyền có giá 4 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 92 tỷ đồng. Azimut có chiều dài gần 22 mét, gây ấn tượng bởi đây là sản phẩm kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật thiết kế đương đại và những công nghệ tiên tiến của ngành chế tạo du thuyền trên thế giới. Chiếc du thuyền này hay được neo đậu tại khu vực bến Nhà Rồng, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Du thuyền Azimut được sản xuất tại Italia, không chỉ ấn tượng với vẻ bề ngoài mà còn sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến và hiện đại của ngành chế tạo du thuyền trên thế giới. Buồng lái của chiếc du thuyền được thiết kế sang trọng và hiện đại với các bảng điện tử lớn. Phần boong thuyền được thiết kế sang trọng với sàn gỗ cao cấp. Azimut 70 được trang bị động cơ 2.720 mã lực, bình nhiên liệu 4.800 lít, bình chứa nước ngọt 1.200 lít, tổng trọng lượng 45.000 tấn. Không gian rộng rãi của du thuyền được thiết kế linh hoạt để chủ nhân và các thượng khách có thể sử dụng một cách tối ưu nhất. Nơi đây, du khách có thể thả tầm mắt ngắm nhìn biển cả lúc hoàng hôn, hay nhẹ nhàng trải nghiệm cảm giác mát mẻ của biển và trời về đêm, thưởng thức các bữa tiệc sang trọng tại phòng ăn đẳng cấp với những vật dụng đắt tiền. Tuy nhiên, để thấy được sự sang trọng của chiếc du thuyền này, bạn phải tiến vào phòng khách của nó. Phòng khách Azimut 70 được thiết kế rộng rãi với những trang bị hiện đại và cao cấp. Chiếc du thuyền này là phương tiện để gia đình diễn viên Hà Tăng du lịch tận hưởng hoặc để tiếp đón những vị khách quan trọng. Số 3. Hàng loạt du thuyền cao cấp của các ông trùm và doanh nhân có tiếng. Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa. Cách đây vài năm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa Nguyễn Minh Tuấn gây xôn xao dư luận khi đặt mua từ Mỹ 3 du thuyền, trong đó có một chiếc mua giúp người bạn làm trong ngành ngân hàng. Cả 3 chiếc đều có thiết kế theo chuẩn chung của nhà sản xuất và được sơn màu trắng. Tuy nhiên, ông Tuấn thể hiện phong cách của mình khi đặt chỉnh sửa một chút nội thất bên trong. Khác với các đại gia khác, đẩy quyền sở hữu du thuyền sang công ty để tránh thuế tiêu thụ đặc biệt, ông Tuấn đứng tên sở hữu với lý do du thuyền mua về nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cá nhân và phải đóng các loại thuế nhập khẩu, VAT, tiêu thụ đặc biệt. Theo quy định hiện hành, cá nhân mua du thuyền hoặc máy bay riêng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 30%, ngoài thuế nhập khẩu 10% và VAT 10%. Trước đây, ông Tuấn đã mua vài chiếc du thuyền nhưng giá trị thấp, chỉ vài chục đến hơn 100 triệu đồng. Hai chiếc mà ông sở hữu có giá sau thuế khoảng 300.000 đô la Mỹ. Chiếc thứ nhất dài 12 mét, chỉ có một phòng, nhưng boong rộng hơn. Chiếc còn lại dài hơn 10 mét. Và chiếc du thuyền ông mua cho bạn gái có giá trị cao nhất là gần nửa triệu đô la Mỹ với chiều dài 12,5 mét, có hai phòng rộng và khu vui chơi trên boong. Tăng Thành Trung, Giám đốc Vietnam Yacht. Xuất hiện bất ngờ trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ tổ chức tại Nha Trang tháng 12 năm 2008, chiếc du thuyền Diamond Island, hiệu Princess 58 của Anh Quốc đã tới Nha Trang mang lại nhiều điều thú vị cho du khách. Người mua chiếc du thuyền này là ông Tăng Thành Trung, Giám đốc Vietnam Yacht. Chiếc du thuyền này có máy lọc nước ngọt từ nước biển, cùng nhiều phòng ngủ, nghỉ sang trọng và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật cao cấp có thể chịu được bão. Chiếc du thuyền này có giá trị lên tới 2 triệu đô. Ngoại trừ chiếc Diamond Island được nhập mới 100%, những chiếc còn lại của Vietnam Yacht đều đã qua sử dụng và được nhập về chủ yếu phục vụ cho mục đích nội bộ của doanh nghiệp, trong đó có quảng bá thương hiệu. Bùi Thế Vinh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hải Âu Nha Trang. Một trong những chủ sở hữu du thuyền gây chú ý khác là ông Bùi Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hải Âu Nha Trang, với chiếc du thuyền King Yacht. Đây là chiếc du thuyền có vỏ làm bằng composite lớn nhất Việt Nam, do Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu Thủy thiết kế và đóng. Con tàu có chiều dài 27,5 m, rộng 7,4 m, cao 5 m, vận tốc đạt 12 hải lý trên giờ, sức đẩy máy chính 430 HP, máy của hãng Cummins, Hoa Kỳ, theo tiêu chuẩn tàu biển hạn chế 3. Thiết kế được phê duyệt theo quy phạm của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tàu có 2 tầng, gồm tầng trên là khách sạn với 4 phòng ngủ, một phòng massage sông hơi và cabin. Tầng dưới là nhà hàng với sức chứa 120 khách. Tổng giá trị con tàu lên đến 10 tỷ đồng cả nội thất, trong đó chi phí đóng toàn bộ con tàu khoảng 7 tỷ đồng. King Yacht được thiết kế theo tiêu chuẩn 4 sao với hệ thống nhà hàng, bar, phòng massage, phòng tắm nắng,
phòng ngủ đầy đủ trang thiết bị cao cấp. Ngoài ra, còn có một phòng tắm hơi, hai phòng massage và một khu vực tắm nắng riêng biệt. Trên đây là thông tin về những đại gia Việt sở hữu những chiếc du thuyền đắt giá đẳng cấp tột bậc tại Việt Nam. Không biết quý vị có cảm nghĩ gì về video ngày hôm nay? Hoan nghênh quý vị để lại bình luận bên dưới để cùng chia sẻ nhé! Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Giới thượng lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại! 1. Bộ sưu tập siêu xe hạng sang và đồng hồ hàng trăm tỷ của đại gia Minh Nhựa. Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, hay còn được biết đến với biệt danh Minh Nhựa, là con trai độc nhất của ông chủ công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành. Anh đã từng học chuyên ngành ngoại thương tại trường Đại học Hùng Vương. Hiện tại, doanh nhân Minh Nhựa đang đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành. Ngoài xuất thân ngậm thìa vàng, anh được biết đến là một tay chơi siêu xe, đồng hồ, khét tiếng. Với sở thích sưu tầm và sở hữu những chiếc xe độc lạ đắt sắt ra miếng, anh luôn dành thời gian đem về Việt Nam những chiếc xe hiếm và đắt đỏ. Đầu tiên phải kể đến chiếc siêu xe Pagani Huayra, vì có lẽ đây là chiếc ý nghĩa nhất. Lý do là vì nó đã được xuất hiện trong lễ cưới của con gái anh. Sở dĩ anh chọn chiếc này vì thiết kế độc đáo và đắt nhất trong dàn siêu xe thời điểm lúc bấy giờ của mình. Giá trị của nó lên tới 80 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chiếc SUV Rolls-Royce Cullinan hạng sang nhất thế giới, giá khởi điểm khoảng 325.000 đô, giá nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam khoảng hơn 41 tỷ đồng, cũng có mặt trong dàn xe của Minh Nhựa. Ngoài ra, anh cũng từng sở hữu những chiếc xe siêu đỉnh đám như Lamborghini Urus 23 tỷ, Mercedes-AMG G63 Edition 1 14 tỷ và chiếc Bugatti Veyron gần 70 tỷ đồng. Gần đây, doanh nhân Nhật Minh tiếp tục khiến công chúng choáng váng bởi sau một thời gian im ắng, anh tiếp tục mạnh tay chi hàng chục tỷ đồng sắm xe mới. Cuối tháng 11 vừa qua, đại gia Minh Nhựa đăng tải hình ảnh về chiếc Land Rover Range Rover phiên bản SV Autobiography cao cấp nhất. Xe có giá bán chính hãng gần 11 tỷ đồng cho phiên bản động cơ i6 và 23,8 tỷ đồng cho phiên bản động cơ V6. Tuy nhiên, đây không phải thế hệ mới nhất. Xe có ngoại thất màu đen, nhưng vì doanh nhân ngành nhựa đã trang trí lớp đề can 3 màu xanh trắng đỏ đặc trưng theo sở thích cá nhân. Bên cạnh mẫu SUV Anh Quốc, vị đại gia này cũng vừa tậu thêm Bentley Flying Spur màu xanh lục bảo. Không thu hút bởi ngoại hình, chiếc xe này cũng sở hữu biển số đẹp 39999. Không rõ chiếc xe này được nhập khẩu chính hãng hay tư nhân. Trong khi đó, Bentley Flying Spur V8 chính hãng có giá khởi điểm 18 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn đặt thêm, còn phiên bản cao cấp nhất sử dụng máy W12 thuộc phiên bản First Edition, từng được công bố giá gần 30 tỷ đồng. Cuối cùng là chiếc Mercedes-Maybach GLS 480, chính hãng có giá 8,4 tỷ đồng. Phiên bản giá rẻ của GLS 600 Maybach sở hữu thiết kế gần như tương đồng so với đàn anh, khác biệt dễ nhận thấy nhất đó là bộ mâm. Ngoại thất chiếc Mercedes-Maybach GLS 480 thuộc sở hữu của vị doanh nhân ngành nhựa, có màu sơn trắng, đi cùng bộ mâm đa chấu kích thước 22 inch. Đại gia Phạm Trần Nhật Minh, ngoài đam mê và sở hữu cho mình dàn siêu xe khủng hàng đầu Việt Nam, thì anh cũng được biết đến là người sở hữu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu trị giá hàng trăm tỷ đồng. Những thương hiệu đồng hồ được lên tay vì đại gia đáng kể đến như Richard Mille phiên bản ngọa hổ tàng long trị giá khoảng 18 tỷ, Richard Mille Dragon Jackie Chan Tourbillon trị giá khoảng 23 tỷ, Patek Philippe Genevieve Skychart 6130G. 2. Thú chơi du thuyền xa xỉ bậc nhất. Du thuyền là món đồ chơi xa xỉ bậc nhất trên thế giới mà chỉ có những đại gia cực kỳ giàu có mới có thể sở hữu. Bởi sở hữu du thuyền là một chuyện, nhưng việc bảo dưỡng chăm sóc nó cũng mới thực là kỳ công và tốn kém. Chi phí để thuê người bảo dưỡng và chăm sóc hầu như mọi ngày, cũng như phí bến bãi mỗi tháng cũng ngốn khoảng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng điều đó lại không thể làm khó một số đại gia Việt. Theo ước tính, tại Việt Nam, hiện có khoảng 2.000 người sở hữu tài sản từ 5 triệu đô trở lên. Con số này đang ngày càng tiếp tục tăng nhanh. Khi số lượng người giàu tăng nhanh thì tất yếu, nhu cầu về chơi du thuyền cũng tăng theo. Đầu tiên phải kể đến gia đình tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn sở hữu du thuyền Azimut 70 sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Chiếc du thuyền có giá đến 4 triệu đô, tương đương với 92,6 tỷ đồng. Được thiết kế bởi kỹ sư Stefano Rigni và sản xuất tại Ý, du thuyền Azimut có chiều dài gần 22 mét, kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật thiết kế đương đại và những công nghệ tiên tiến của ngành chế tạo du thuyền trên thế giới. Nội thất bên trong du thuyền sang trọng chẳng kém khách sạn cao cấp.
Cũng tại Sài Thành, gia đình nữ diễn viên Diễm My nhiều năm nay đã sắm một chiếc du thuyền Sunseeker giá 2 triệu đô, tương đương với 46,3 tỷ đồng. Theo doanh nhân Hồ Tôn Đức, chồng Diễm My, chiếc du thuyền này vừa phục vụ kinh doanh du lịch, vừa là phương tiện để gia đình đi lại. Tiếp theo là ông Tăng Thành Trung, giám đốc Việt Nam Yacht, sở hữu chiếc du thuyền Diamond Island hiệu Princess 58 sản xuất tại Anh. Du thuyền này có giá trị 2 triệu đô, tương đương với 46,3 tỷ đồng. Khi về Việt Nam, được trang bị tiện nghi sang trọng với hệ thống kỹ thuật cao cấp có thể chịu được bão, Diamond Island có đến 3 phòng ngủ, trong đó có phòng trang bị giường đôi. Cùng với nhiều phòng ngủ nghỉ sang trọng, du thuyền Princess 58 còn có máy lọc nước ngọt từ nước biển. Tốc độ tối đa của du thuyền lên đến 65 km/h. Dư luận không khỏi bất ngờ với thông tin ông Nguyễn Minh Tuấn, tổng giám đốc công ty cổ phần Kềm Nghĩa, đã đặt mua từ Mỹ 3 chiếc du thuyền, trong đó một chiếc mua giúp người bạn làm trong ngành ngân hàng với giá từ 300 đến 500 nghìn đô, với kích thước chiếc dài nhất là 12,5 mét. Có thể thấy hiện nay, thú chơi xa xỉ của các đại gia Việt không chỉ dừng lại ở xe hơi, trực thăng, mà giới thượng lưu đang xem du thuyền như là một cuộc chơi đầy hấp dẫn và thú vị, là cách để tạo nên thương hiệu đẳng cấp cho mình. 3. Những biệt thự dát vàng đẳng cấp. Không đơn thuần chỉ là nhà lầu siêu xe hay những chuyến du lịch đắt đỏ, giới siêu giàu tại Việt Nam để thể hiện đẳng cấp và sự giàu có xa xỉ đã không ngần ngại dát vàng cho những biệt thự lộng lẫy hoành tráng của mình. Nổi bật nhất có thể kể đến biệt thự của nhà chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, tư gia của nữ diễn viên đã từng được đích thân đài truyền hình Hàn Quốc KBS đến quẩy phóng sự. Phần lớn thời lượng phát sóng KBS mang đến những hình ảnh tòa biệt thự với nội thất được dát vàng, khu vui chơi, bể bơi, sân tennis ngay trong khuôn viên biệt thự. Biệt thự gia đình nhà chồng Hà Tăng có đến 3 mặt tiền, tọa lạc ở vị trí đắc địa sát bên con sông Sài Gòn, có diện tích khoảng 500 m². Căn biệt thự màu trắng vô cùng nổi bật và tinh tế. Tuy nhiên, điều khiến nó trở nên đắt giá lại nằm ở nội thất xa hoa bên trong ngôi nhà. Tất cả đều được bài trí theo kiểu cách châu Âu với vẻ sang trọng hiếm có. Từng chi tiết nhỏ đều vô cùng tinh xảo. Nội thất đều là những vật dụng xa xỉ và hầu như mọi thứ đều được dát vàng. Tại Cần Thơ cũng có một căn biệt thự có 102 làm mưa làm gió một thời gian. Căn biệt thự dát vàng từ A đến Z. Chủ nhân của ngôi nhà độc đáo này là anh Nguyễn Văn Trung, một đại gia có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở Cần Thơ. Ngôi nhà dát vàng sở hữu một tầng trệt và hai tầng lầu, khiến khách tham quan bị hớp hồn bởi sự xa hoa mà nó mang lại. Mỗi căn phòng bên trong ngôi nhà được thiết kế mang đậm phong cách Á Âu vô cùng tinh tế, thanh lịch và cổ điển. Ngôi nhà sử dụng chất liệu gạch men nhập từ nước ngoài về và màu vàng làm điểm nhấn trang trí nội thất trong nhà cũng như đồ lưu niệm. Nhiều người còn ví von ngôi nhà này như một Dubai thu nhỏ khi lạc bước vào. Tất cả vật dụng trong nhà từ cửa, song sắt cửa sổ, đồ lưu niệm trang trí, bàn ghế, son nồi, tủ bếp, ấm chén hay đến cả vân đá trên sàn hay đá ốp tường cũng đều được mạ vàng. Ước tính rơi vào hơn 1.000 vật phẩm đều được chủ nhân dát vàng lấp lánh. Khách đến tham quan nhà dát vàng phải trả 80.000 một vé một người. Với mức giá này, họ có đặc quyền chơi, ngắm nghía trong nhà bao lâu tùy thích. Họ cũng có thể thoải mái chụp ảnh, ngồi, sờ một số hiện vật nhất định trong giờ mở cửa là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Anh Trung cho biết, anh rất ấn tượng với phong cách trang trí nhà cửa nội thất bằng tông màu dát vàng nên đã ấp ủ xây dựng ngôi nhà dát vàng từ lâu. Mãi đến cách đây 6 năm, anh mới bắt tay xây dựng ngôi nhà này và phải mất đến 3 năm mới xây dựng xong. Chưa hết, nhắc đến các tòa lâu đài dát vàng nổi tiếng ở Việt Nam, không thể không nhắc đến tòa lâu đài Gà Vàng của đại gia Thành Sắt. Tòa lâu đài nằm bên bờ sông Tô Lịch gần đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, có diện tích khoảng 400 m², xây cao 5 tầng, được thiết kế như những lâu đài cổ ở nước ngoài. Các mặt tường của tòa nhà đều được trang trí họa tiết hết sức công phu. Đặc biệt, trên nóc tòa lâu đài là 6 con gà dát vàng cỡ lớn có giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Nội thất bên trong tòa lâu đài Gà Vàng theo phong cách châu Âu cổ điển với hai tông màu chủ đạo là nâu vàng với nhiều chi tiết được dát vàng. Ngoài ra tại Việt Nam còn có một số biệt thự dát vàng khác đáng chú ý là biệt thự 3.000 m² dát vàng tại Phú Mỹ, Vũng Tàu, tòa lâu đài dát vàng nghìn tỷ đồng của đại gia Ninh Bình. Tòa lâu đài được xây dựng theo phong cách hoàng gia châu Âu với tổng diện tích hơn 14.000 m². Công trình được lấy ý tưởng từ nhà thờ Thánh Peter và những công trình Vatican Italy, kết hợp với một số chi tiết thuần Việt và sở thích của gia chủ. 4. Biệt thự sen của Phó Chủ tịch FPT, đầy đá quý và gỗ hóa thạch. Căn biệt thự có 102 này
chính là của doanh nhân Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Tập đoàn FPT, công trình biệt thự Sen tọa lạc trong khuôn viên Flamingo Đại Lải Vĩnh Phúc với tổng diện tích lên tới 3.000 m². Điểm đặc biệt trong khuôn viên biệt thự là bộ sưu tập đá ngọc và gỗ hóa thạch. Đặt chân đến bất cứ một khu vực nào trong khu biệt thự cũng có thể thấy các tác phẩm được làm từ đá và ngọc, được điêu khắc vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Hầu hết những tác phẩm đều được làm từ ngọc trong đá, đá được giữ lại làm đế, còn ngọc được tạc thành nhiều hình thù, chủ đề từ hoa quả, nấm đến động vật. Nhiều người thoạt nhìn lần đầu sẽ lầm tưởng rằng ngọc được cấy lên trên đá, nhưng theo Phó Chủ tịch FPT, 100% tác phẩm trong biệt thự không hề được cấy, đều là ngọc trong đá, nguyên khối tự nhiên. Ở mỗi khu vực, các khối đá ngọc được đặt cạnh nhau mang theo một chủ đề, tích chuyện riêng. Ví dụ như khu đá với chủ đề lãng hoa, vườn nho, đầm sen, ẩm thực, tiên cảnh. Thậm chí còn có những viên đá được khắc họa giống như chân giò, miếng thịt ba chỉ, thịt quay, bánh nướng. Xung quanh nhà cũng có đá khắc 12 con giáp đặt xung quanh nhà hay hòn phu thê. Có nhiều loại đá được sưu tầm từ Tây Nguyên, Yên Bái hay Miến Điện. Điểm đặc biệt khác khiến cho công trình mang tên biệt thự Sen đó là các họa tiết từ lớn đến nhỏ trong căn biệt thự cũng như nhiều viên đá ngọc đều được tạc thành hình bông sen của Việt Nam. Đi vào trong căn biệt thự, đá ngọc và họa tiết sen tiếp tục trở thành tâm điểm của công trình. Nổi bật là bàn tiếp khách làm từ đá ngọc màu hồng, được tạc thành đầm sen, hay bình hoa, chậu đá, sàn nhà, đèn, ghế ngồi, tranh theo cánh cửa bàn ăn đều có hình ảnh bông sen như một cách để sen hóa ngôi nhà. Ông Bùi Quang Ngọc trải lòng về căn biệt thự của mình. Cuộc đời chúng ta ai cũng có góc tinh thần. Tôi có một chút điều kiện nên chờ một chút đồ ngọc và họa tiết sen. Thực ra sớm hay muộn chúng ta cũng phải nghĩ đến cái để lại cho đời. Khi ra đi khỏi cõi tạm chúng ta không mang được gì. Ngôi nhà này là một công trình tôi muốn để lại. Đá thì trường tồn, cây cũng trường tồn. Đó là công trình để lại cho đời sau, cho con cháu và mọi người. 5. Đàn chim quý hiếm và bể cá koi bạc tỷ của đại gia Hà Thành Trương Taylor. Thú chơi chim cảnh đã có từ lâu, là niềm đam mê của rất nhiều người. Nhiều đại gia ở Việt Nam cũng chọn việc chơi chim cảnh tiền tỷ để thể hiện đẳng cấp và thỏa mãn thú vui của mình. Trong đó không thể không kể đến Dương Văn Trương, Trương Taylor. Anh là một doanh nhân thời trang có tiếng và sở hữu một bộ sưu tập chim khủng trị giá lên tới hơn 10 tỷ đồng với hơn 72 con chim độc lạ trên khắp thế giới. Ngoài sưu tập trong nước, anh đã tới Úc, Thái Lan, Singapore, Indonesia để mang về những giống chim màu hoàng khuyên, chao mao, chiếc chòe than bạch, chiếc chòe lửa bông kiến trắng, họa mi bạch tạng, chim chòe đất bạch tạng cực hiếm, độc nhất vô nhị mà Việt Nam chỉ mình anh có. Cụ thể trong bộ sưu tập của anh sở hữu 20 con hoàng khuyên mắt đỏ và mắt đen, 15 con chào màu bạch, 7 con chòe lửa, 4 con chòe than bạch và một số loài khác, và giá trị mỗi con dao động khoảng vài trăm triệu đồng. Theo anh Trương, chơi chim không chỉ cần đam mê, yêu thích, mà thú chơi này cũng đòi hỏi nhiều công phu và tốn kém. Để tìm được một con chim đẹp, hội tụ đầy đủ các yếu tố như máu lông đẹp, thần thái tinh anh, giọng hát hay, người chơi phải lặn lội tìm kiếm ở nhiều nơi mới có được và phải có duyên với chú chim ấy mới sở hữu được. Thậm chí đối với nhiều con chim quý, anh Trương phải mất nhiều thời gian theo đuổi mới thuyết phục thành công. Chơi chim đẹp và đắt nên lồng chim của anh Trương cũng thuộc dạng đẳng cấp đắt đỏ bậc nhất, trong đó chủ yếu được anh tìm mua của các nghệ nhân Trung Quốc. Trung bình một chiếc lồng được làm thủ công chạm khắc tinh xảo, có giá từ 50 đến 250 triệu đồng, tính cả bộ sưu tập lồng của anh Trương cũng lên tới cả bạc tỷ. Đây đều là những chiếc lồng chim được làm thủ công trong nhiều tháng trời, mỗi chiếc đều là kiệt tác được chạm khắc theo các chủ đề như Thủy Hử, Tam Quốc, Hồng Lâu Mộng, Bách Nhi. Để có thể nuôi được số lượng chim khủng như vậy, anh Trương Taylor đã thuê thêm 2 nhân viên thay anh chăm sóc và có các bác sĩ thú y hàng tuần đến thăm khám sức khỏe cho chúng mỗi khi anh không có ở nhà tại Hà Nội và Sài Gòn. Anh Trương chia sẻ, chơi chim cảnh là thú vui, là đam mê, nên từ trước đến nay anh chưa bao giờ bán chim dù được trả giá cao tới cỡ nào. Ngoài sở hữu bộ sưu tập chim cảnh đột biến trị giá hơn 10 tỷ đồng, đại gia Trương Taylor còn nổi tiếng trong giới sinh vật cảnh, là người chịu chơi khi không ngại chỉ hàng chục tỷ đồng cho bể cá cảnh ở ban công của mình. Hiện anh Trương sở hữu 3 bể cá koi với tổng số lượng khoảng 85 con. Đặc biệt đàn cá 25 con tại nhà riêng ở Cửa Bắc, Hà Nội có kích thước trung bình khoảng 50 phân. Đây đều là những con cá được tuyển chọn từ những trại cá danh tiếng bậc nhất Nhật Bản. Tổng giá trị số cá mà anh Trương đang sở hữu được, anh tiết lộ lên tới hơn 10 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng lên. Hiện tại anh vẫn đang kết nối với những người có cùng đam mê để giao lưu và tiếp tục hành trình săn lùng những chú cá koi đẳng cấp hiếm có. 6.
thú chơi âm thanh high-end hàng triệu đô đẳng cấp của Đại gia Hà Nội. Không đơn thuần chỉ là sự trưng bày và sưu tầm, việc mang cả gian nhạc về không gian sống trong thú chơi high-end là điều phức tạp, cầu kỳ và công phu. Anh NMH ở Tây Hồ, Hà Nội, chủ nhân của dàn âm thanh này chia sẻ, đầu tư riêng bộ loa không chưa đủ mà còn phải chơi cả dàn đồng bộ. Bởi nếu chơi loa khủng mà âm ly, nguồn hay là dây kém thì cũng không phát huy hết giá trị của bộ loa. Được biết, nguyên bộ loa phát của anh nặng đến 2 tấn và có giá gần 30 tỷ đồng. Ngoài bộ loa cực khủng kể trên, anh Hát còn bỏ ra thêm vài trăm nghìn đô nữa để đầu tư cho âm ly và bộ nguồn phát số. Dù bộ nguồn số này có định dạng chất lượng âm thanh rất cao, nhưng để thỏa đam mê, anh Hát còn phải bỏ ra số tiền ngang một chiếc Mercedes đời mới để mua một bộ nguồn phát đĩa than. Tìm hiểu sâu về âm thanh đỉnh cao như anh Hát mới hiểu được, thiết bị tốt thì dây dẫn cũng phải là loại tốt nhất. Chơi như vậy thì chất lượng âm thanh mới có thể đạt tới đỉnh cao như đang ngồi trong nhà hát. Do đó, số tiền anh Hát đầu tư cho hệ thống dây dẫn và hệ thống nguồn điện thậm chí còn gấp đôi giá trị của bộ nguồn phát đĩa than. Ít ai tưởng tượng được, mỗi sợi dây dẫn có giá dao động từ 2.000 đến 15.000 đô. Các loại dây giá vài trăm đô cũng có thể chơi được, nhưng để xứng đáng với giá trị của dàn âm thanh thì anh cũng không tiếc tiền đầu tư. Để bộ dàn nhìn sang chảnh, dân chơi như anh Hát còn phải đầu tư thêm một bộ tủ kệ cũng có giá trị cũng lên tới gần tỷ đồng. Phải chi ra số tiền không hề nhỏ, nhưng đây chính là giấc mơ mà anh Hát đã ấp ủ gần 30 năm. Bởi theo anh Hát, những năm 80-90 của thế kỷ trước, sở hữu những thiết bị nghe thôi đã phải đánh đổi rất nhiều mà không phải ai cũng có. 7. Biệt phủ 15 hectare với bộ sưu tập gỗ quý hiếm lớn nhất và độc nhất Việt Nam. Khuôn viên biệt phủ ở Bình Dương này thuộc sở hữu của một đại gia kín tiếng với tổng diện tích lên đến 15 hectare và gia chủ phải dùng đến mô tô chuyên dụng hay xe máy để di chuyển trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng điểm đặc biệt nhất về khu biệt phủ này lại nằm ở bộ sưu tập đồ gỗ có thể gọi là khủng bậc nhất Việt Nam về độ quý hiếm cũng như độc đáo. Ngay khi bước vào gian nhà chính, mọi người sẽ bị choáng ngợp bởi bộ bàn ghế sập gụ khổng lồ. Chiếc ghế tựa có thể vừa 3 người ngồi và nếu muốn tựa vào thành ghế thì bạn phải ngả hẳn người ra đằng sau. Một cái tay ghế như này có đường kính lên tới 100 phân và điều đặc biệt là nó được làm hoàn toàn bằng gỗ cẩm Việt, loại gỗ cẩm có giá thành cao nhất và chất lượng nhất trong các loại gỗ cẩm. Và nó đang nắm giữ cho mình kỷ lục là bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lớn nhất thế giới. Ngoài ra, toàn bộ cột trụ, mái vòm, toàn bộ cánh cửa được làm bằng gỗ cam xe của Nam Phi cũng được đặt trong gian nhà chính là một bộ bàn ghế nguyên khối to không kém gì bộ bàn ghế trước đó, làm hoàn toàn bằng gỗ mun hoa, và gỗ mun hoa này thì đã được liệt vào sách đỏ vì gần như tuyệt chủng, không ai được khai thác nữa. Điều đó càng chứng tỏ được độ quý hiếm và đắt đỏ của nó. Còn hàng trăm những khối gỗ quý hiếm như thế nữa có thể điểm qua thêm, như hai chiếc lục bình bằng gỗ cao từ 6 đến 7 mét được làm bằng gỗ gõ đỏ, cũng là một loại gỗ quý hiếm, nguyên một khối nu rất lớn của cây gỗ hương. Nu gỗ mà càng lâu năm càng giá trị thì nó sẽ càng sần sùi như này. Khối nu gỗ xá xị. Xá xị là một loại gỗ bằng mùi hương vô cùng đặc trưng và loại gỗ này có thể nói là cực kỳ hiếm, và để có một khối nu gỗ xá xị to như này thì là siêu hiếm. Đó là mới chỉ là một phần rất nhỏ trong bộ sưu tập đồ sộ của vị đại gia này, nhưng cũng đã giúp ta có thể thấy được độ hoành tráng đẳng cấp cũng như cảm nhận được sự tâm huyết với nghệ thuật gỗ của ông. Bảy bộ sưu tập và những thú chơi đắt đỏ nổi bật của giới thượng lưu Việt vừa rồi có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp về độ chịu chơi và đầu tư hay không? Quả thực nếu so sánh với thượng lưu thế giới thì có lẽ người Việt cũng không tiếc tay chi tiền cho những sở thích xa xỉ của mình. Bạn ấn tượng với bộ sưu tập nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cùng với mọi người nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thay vì chọn những kiểu nhà thông minh, hiện đại như penthouse hay duplex, các đại gia Việt Nam lại thích vung tiền xây lâu đài biệt thự. Họ vẫn luôn khiến người ta trầm trồ bằng các căn dinh thự hoành tráng với nội thất gỗ xa xỉ ốp kín khắp nhà. Chưa dừng lại ở đó, để thể hiện đẳng cấp vượt bậc của mình, nhiều đại gia đã không tiếc tiền khi dát kín ngôi nhà cũng như nội thất của mình bằng vàng ròng lấp lánh, chẳng thua kém gì các đại gia Dubai.
Giữa lúc vàng đang ở mức cao trên 65 triệu đồng một lượng, thì những ngôi nhà dát vàng của các đại gia Việt lại càng thể hiện được sự xa hoa đẳng cấp và chịu chơi của chủ nhân. Vậy bạn có tò mò những công trình dát vàng bề thế đó là của ai và trông nó sẽ như thế nào không? Hãy cùng giới thượng lưu khám phá ngay sau đây nhé. Bắt đầu thôi. Một, lâu đài lớn nhất Đông Nam Á, 3.000 tỷ của đại gia Ninh Bình. Đầu tiên phải kể đến chính là tòa lâu đài nổi danh là nguy nga bậc nhất Ninh Bình. Nó cũng chính là niềm tự hào của nước ta khi sở hữu cho mình kỷ lục là công trình nhà ở lớn nhất và cao nhất Đông Nam Á, với chiều cao của tổng thể bên ngoài bằng một tòa nhà 18 tầng và tổng diện tích mặt sàn là 15.000 m². Chủ nhân của tòa lâu đài tráng lệ này chính là đại gia Đỗ Văn Tiến, là một doanh nhân nổi tiếng nhất trong lĩnh vực sản xuất xi măng. Ông có hai người con trai tên Thành và Thắng, cho nên căn biệt phủ cũng được mang tên của hai chàng quý tử. Lâu đài Thành Thắng được khởi công xây dựng từ năm 2016, nằm trên quốc lộ 1A. Huyện Gia Viễn trước đây là một vùng trũng được chủ nhân mua lại để tu sửa. Công trình được lấy ý tưởng từ nhà thờ Thánh Peter và những công trình ở Vatican, Italy, kết hợp với một số chi tiết thuần Việt và sở thích của gia chủ. Mái vòm với nhiều chi tiết phức tạp là điểm nhấn nổi bật khi nhìn vào ngôi nhà. Cả cổng vào và các tòa nhà đều nguy nga đồ sộ với nhiều chi tiết hoa văn phức tạp. Toàn bộ khuôn viên bao gồm 3 tòa nhà, trong đó 3 tòa lâu đài nhỏ dành cho hai con trai, một cung điện lớn là nơi ở của bố mẹ, cũng như không gian chung. Có 2 lối vào dẫn đến sảnh đón khách của lâu đài, rộng và tráng lệ, không kém các sảnh khách sạn cao cấp. Tại sảnh đón khách, toàn bộ trần phía trên được ốp gỗ và những chiếc đèn chùm dát vàng. Cửa để vào sảnh chính toàn bộ được làm bằng gỗ gõ đỏ, chạm trổ hoa văn tỉ mỉ. Riêng bộ cổng có giá khoảng 40 tỷ đồng. Hàng ngày có hàng trăm người đến chụp ảnh, gia chủ phải thuê một nhóm bảo vệ 5 người túc trực từ sáng đến đêm. Bước vào phía bên trong sẽ khiến chúng ta cảm thấy vô cùng choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi chiều cao từ mặt sàn đến trần tương đương với một tòa nhà 11 tầng, chính xác là khoảng 45 mét. Trần nhà toàn bộ được dát vàng 24K vô cùng xa hoa. Không gian bên trong được xây dựng giống như những cung điện tại châu Âu với kiến trúc màu sơn và hệ mái vòm đặc trưng. Đèn chùm dát vàng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Iran. Các chi tiết chạm nổi trên trần đều được mạ vàng. Những bức họa về Chúa và các vị thần được lồng ghép một cách khéo léo, mang tới cảm giác bình an cho gia chủ. Công trình này có nhiều phần được ốp đá Tây Ban Nha. Hai bên là cầu thang cũng được làm bằng gỗ gõ đỏ cùng 4 cột trụ được chạm khắc đầu sư tử tỉ mỉ tinh tế. Bên ngoài, chiều cao tương đương với tòa nhà 18 tầng, nhưng bên trong thực tế chỉ có 5 tầng và được bố trí 5 thang máy. Dọc theo lối đi và không gian bên trong các phòng, hệ thống trần nhà và tường đều được ốp gỗ gõ đỏ. Riêng phòng tiếp khách có diện tích rộng tương đương một căn chung cư, bàn ghế đa phần được sản xuất thủ công tại Việt Nam, đệm bọc da cao cấp, tay cầm dát vàng, được bố trí khoảng vài chục ghế dát vàng cho khách. Kể cả tay nắm cửa và bàn lề của phòng cũng đều được mạ vàng. Phòng khách mang lại cảm giác như cung điện của vua chúa thời xưa. Đáng nói, tòa cung điện này có đến gần 20 phòng ngủ, đều lộng lẫy và xa hoa không khác gì của vua chúa, trong khi chỉ có 4 người ở, còn lại là giúp việc và bảo vệ. Nếu vào trong cung điện Thành Thắng mà không có bản đồ thì rất dễ bị lạc. Phòng tắm cũng được làm rất hoàng cung. Bên cạnh đó, phòng karaoke, phòng xem phim, thư viện cùng rất nhiều không gian bí mật khác nữa. Và không thể bỏ qua một không gian rất ấn tượng, đó là phòng thờ được coi là lớn nhất trong một công trình nhà ở của Việt Nam. Tòa lâu đài này có tầng âm được chia thành 3 khu chính, một gara chính rộng 700 m², đủ sức chứa khoảng 30 siêu xe, một gara phụ rộng 500 m², đủ sức chứa khoảng 20 siêu xe, một phòng nghe nhạc rộng khoảng 600-700 m² với đủ bộ sân khấu. Ngay cả tầng hầm để xe của lâu đài cũng được sơn trang trí và dát vàng không kém gì những không gian khác. Bao quanh gia trang là những khoảnh vườn với trên 20 cây cổ thụ như thông, lộc vừng, tùng la hán. Mỗi cây có giá không dưới 1 tỷ đồng. Ước tính toàn bộ công trình của đại gia Ninh Bình có thể lên đến 3.000 tỷ đồng. Biệt thự 6 con gà vàng trên 300 tỷ của đại gia Sắt Vụn Hà Thành. Nếu bạn có dịp đi ngang qua phố cổ Hà Nội, hãy thử một lần ghé ngang khu Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy. Hẳn sẽ bị vẻ nguy nga lộng lẫy của căn biệt thự hơn 300 tỷ chễm chệ giữa phố làm choáng ngợp. Được biết, căn biệt thự này thuộc về một đại gia kinh doanh phế liệu hơn 10 năm, ông Nguyễn Quốc Thành.
Nhờ có kinh nghiệm buôn bán cộng với chịu khó mở rộng quan hệ, ông Thanh bắt đầu khai phá kinh doanh sang các lĩnh vực khác, thử sức với ngành buôn bán vật liệu xây dựng, kinh doanh sắt thép và đạt được thành tựu như hiện tại. Ngôi biệt thự này thực sự nổi bật hơn hẳn những ngôi nhà khác xung quanh vì nó tọa lạc ngay giữa lòng Hà Nội đông đúc. Đối lập với vẻ hoành tráng của căn biệt thự thì không khí và môi trường xung quanh lại vô cùng gần gũi, thân thuộc. Nếu ở Hà Nội mà để có được một khuôn viên rộng rãi hàng ngàn mét vuông như này, thì gia chủ hẳn sẽ phải chi ra một khoản tiền khổng lồ. Ở căn biệt thự này, ông Thành sử dụng hoàn toàn kiểu kiến trúc châu Âu. Đặc biệt bên ngoài còn lắp hệ thống đèn sáng tứ phía bao xung quanh. Thế nên vào mỗi buổi tối, nó như một thế giới thu nhỏ khác biệt giữa lòng thủ đô nhộn nhịp. Điểm đặc biệt nhất của căn biệt thự là được trang trí bằng 6 con gà làm bằng đồng đen và được sơn son dát vàng một cách cầu kỳ đặt trên đỉnh biệt thự, gồm có một con gà trống to với hình dáng như đang cất cao tiếng gáy và 5 con gà mái nhỏ hơn gắn phía dưới theo hình cánh cung. Bên cạnh 6 con gà, trên đỉnh còn được trang trí thêm 16 chiếc lục bình đúc tinh xảo với hình đầu trâu, được cho là đem lại may mắn cho gia chủ. Ước tính chỉ riêng 6 con gà và 16 chiếc lục bình đã lên đến vài chục tỷ đồng. Nội thất bên trong cũng cực kỳ quý giá, từ tường, cầu thang, sàn đến bàn ghế đều sử dụng những loại gỗ quý hiếm được chạm trổ tinh xảo. Nhìn từ ngoài ai cũng nghĩ bên trong cũng mang phong cách châu Âu. Thế nhưng nếu bước vào bên trong, bạn sẽ cảm thấy thực sự choáng ngợp vì nó được thiết kế theo lối kiến trúc hoàng gia Đông Phương. Căn biệt thự 5 tầng này sử dụng toàn bộ đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối. Sau khi qua tay thợ mộc, chúng được chạm trổ và thành những bàn ghế, giường, tủ. Đi khắp tòa lâu đài này, có một điểm khiến người ta khá ngạc nhiên là ông Thanh không chuộng ánh sáng tự nhiên mà thích ánh sáng đèn. Thế nên mọi ngóc ngách trong nhà đều được sử dụng những chùm đèn được mạ vàng bắt mắt. Trong căn phòng khách, bàn ghế được thiết kế cực kỳ tinh mỹ. Nó được chạm trổ những chi tiết rồng phượng chẳng khác nào đồ của vua chúa thuở xưa. Một vài chiếc đèn chùm trên trần nhà khiến không gian nơi này có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ xưa và hiện đại. Nhiều người còn cho rằng chỉ tính riêng chiếc đèn chùm đã phải có giá bằng cả một căn chung cư. Sàn nhà được lát đá, phía trên trần nhà hoa văn trang trí được mạ vàng sáng rực. Tất cả mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều được trang trí phù điêu họa tiết tỉ mỉ. Chị Vân Nguyễn, con gái của đại gia sắt vụn Hà Nội chia sẻ rằng đây là thành quả sau nhiều năm trời vất vả mới có được. Từ thu mua phế liệu quy mô nhỏ, chủ nhân căn biệt thự đã quả thật tay không gây dựng cơ đồ để có được cơ ngơi tài sản như ngày hôm nay. 3. Siêu biệt thự của nhà chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà. Gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn, bố chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, được biết đến như một đế chế kinh doanh hàng hiệu ở Việt Nam, nhất là sau khi cho tu sửa lại Trang Tiền Plaza, khu thương mại hàng hiệu đẳng cấp đầu tiên của Hà Nội. Bản thân ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng được mệnh danh là ông vua trong lĩnh vực kinh doanh hàng hiệu. Ông từng được đích thân đài truyền hình KBS Hàn Quốc đến quay phóng sự về tư gia của mình, bởi ngôi biệt thự mà ông đang sở hữu vô cùng đẳng cấp và xa hoa với nội thất dát vàng đắt đỏ. Phần lớn thời lượng phát sóng, KBS mang đến những hình ảnh tòa biệt thự với nội thất được dát vàng, khu vui chơi, bể bơi, sân tennis ngay trong khuôn viên biệt thự. Biệt thự gia đình nhà chồng Hà Tăng có 3 mặt tiền, tọa lạc ở vị trí đắc địa sát bên con sông Sài Gòn, có diện tích khoảng 500 m². Căn biệt thự màu trắng vô cùng nổi bật và tinh tế, tuy nhiên điều khiến nó trở nên đắt giá lại nằm ở nội thất xa hoa bên trong ngôi nhà. Tất cả đều được bài trí theo kiểu cách châu Âu với vẻ sang trọng hiếm có. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu từ cánh cổng cho đến phòng làm việc của ông Jonathan Hạnh Nguyễn với những vật dụng cao cấp đều được dát vàng. Bên trong ngôi nhà còn có một bộ bàn ghế mặt hình cá chép tượng trưng cho sự may mắn của gia chủ. Từng chi tiết nhỏ đều vô cùng tinh xảo, nội thất đều là những vật dụng xa xỉ và hầu như mọi thứ đều được dát vàng. Những vật dụng như tủ rượu hay bộ cờ vua cũng được dát vàng lấp lánh xa xỉ. Phòng ngủ sang trọng được bày trí theo sở thích của chủ nhân. Trong khu vực phòng ngủ được trang hoàng ngăn nắp gọn gàng, những thiết kế vô cùng sang trọng, tinh tế bởi những món đồ được nhập khẩu từ nước ngoài mang về. Ngoài ra, tư dinh của gia đình doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn còn có cả bể bơi và sân tennis riêng để dễ dàng đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn của các thành viên trong gia đình. Không chỉ sở hữu biệt thự siêu sang, đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn còn là một trong những người đầu tiên sở hữu du thuyền ở Việt Nam. Theo đó, đại gia này sở hữu chiếc du thuyền siêu sang 5 phòng ngủ của thương hiệu Azimuth của Ý, có giá khoảng 4 triệu đô, hơn 90 tỷ đồng. 4. Ngôi nhà dát vàng từ A đến Z có 102 tại Cần Thơ. Đây chính là ngôi nhà đã làm mưa làm gió, khuấy động cả Cần Thơ từ những ngày đầu xuất hiện.
ngôi nhà dát vàng tọa lạc tại số 18 đường số 6 khu dân cư Thới Nhật 2, thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chủ nhân của ngôi nhà độc đáo này là anh Nguyễn Văn Trung, một đại gia có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở Cần Thơ. Nằm trong khu vực trung tâm Cần Thơ, ngôi nhà dát vàng sở hữu một tầng trệt và hai tầng lầu khiến khách tham quan bị choáng ngợp với sự xa hoa mà nó mang lại. Mỗi căn phòng bên trong ngôi nhà được thiết kế mang đậm phong cách Á Âu, vô cùng tinh tế, thanh lịch và cổ điển. Ngôi nhà sử dụng chất liệu gạch men nhập từ nước ngoài về và màu vàng làm điểm nhấn trang trí nội thất trong nhà cũng như đồ lưu niệm. Nhiều người còn ví von ngôi nhà này như một Dubai thu nhỏ khi lạc bước vào. Tất cả vật dụng trong nhà từ cửa, song sắt cửa sổ, đồ lưu niệm trang trí, bàn ghế, xoong nồi, tủ bếp, ấm chén hay đến cả vân đá trên sàn hay đá ốp tường cũng đều được mạ vàng. Ước tính rơi vào hơn 1.000 vật phẩm đều được chủ nhân dát vàng lấp lánh. Do nhiều người nhầm lẫn rằng các vật phẩm được phủ sơn nhũ vàng, chủ nhân còn phải treo biển thông báo và dặn dò tỉ mỉ nhân viên trông nom cơ ngơi này về tên, nguồn gốc của các vật phẩm cũng như cách thức mạ vàng. Chủ nhân cung điện mạ vàng Cần Thơ khẳng định, những sản phẩm được trưng bày tại đây đều được dát vàng 24K. Người ta dùng vàng lá cán mỏng dát trực tiếp lên sản phẩm, trải qua nhiều công đoạn dát dán vân vân, cho đến khi vừa mắt thì phết một lớp sơn bóng thành lớp bảo vệ để vàng dát không bị bong ra. Tùy vào giá trị và đặc tính riêng của từng vật phẩm mà nghệ nhân dát vàng sẽ chọn vàng độ tuổi khác nhau để dán lên. Nhân viên ở đây tiết lộ, càng lên cao thì các vật phẩm càng có giá trị cao và phải được dát bằng loại vàng già tuổi hơn. Khách đến tham quan nhà dát vàng phải trả 80.000 một vé một người. Với mức giá này, họ có đặc quyền chơi ngắm nghía trong nhà bao lâu tùy thích. Họ cũng có thể thoải mái chụp ảnh, ngồi, sờ một số hiện vật nhất định trong giờ mở cửa, là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. 5. Biệt thự dát vàng 100 tỷ của đại gia Thanh Hóa. Một nhóm thi công công trình biệt thự lâu đài chia sẻ hình ảnh về căn biệt thự tại Yên Định, Thanh Hóa nhận được nhiều sự quan tâm. Theo hình ảnh đăng tải, công trình này lấy ý tưởng từ phong cách kiến trúc châu Âu. Bản thiết kế dinh thự lấy ý tưởng từ các cung điện thời kỳ Phục Hưng vào thế kỷ 14 đến 17 với phần mái vòm đặc trưng hay các chi tiết trang trí phào chỉ. Phía trên mái nhà, gia chủ còn đặt bức tượng nữ thần tự do tạo điểm nhấn. Bên trong, phần mái vòm kính vô cùng đẹp mắt. Gia chủ cũng sử dụng những đồ nội thất cầu kỳ đắt tiền. Tông màu đỏ và vàng làm chủ đạo đã tạo nên sự quý tộc khiến người xem không khỏi choáng ngợp. Sau khi hình ảnh được đăng tải kèm mô tả đây là nhà chú Xuân, nhiều người nhận ra đây chính là căn biệt thự của một doanh nhân trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, ông Trịnh Đình Xuân. Căn nhà được xây dựng tại Yên Định, Thanh Hóa và hoàn thiện cuối năm 2018. Công trình được xây trên khu đất có diện tích 1.100m², phần nhà ở 560m² với 5 phòng ngủ, 1 phòng thờ. Lối đi và sân phía trước có thể chứa được 10 ô tô. Khắp khuôn viên của dinh thự đặt rất nhiều tượng các loại. Được biết, gia chủ đã sử dụng đá tự nhiên khai thác ở địa phương để ốp lát bên ngoài, sàn và cầu thang dinh thự. Bên trong, phòng khách thiết kế rộng đến gần 100m². Cầu thang trung tâm ở chính giữa đi lên tầng 2 được thiết kế đẹp mắt, khiến nhiều người liên tưởng đến cầu thang trong những lâu đài châu Âu. Toàn bộ trần nhà không dùng thạch cao, mà dùng nhựa picomat để chống lại khí hậu nồm, nóng ẩm và hiện tượng ẩm mốc. Trong nhà, dù có hệ thống điều hòa âm trần, gia chủ vẫn lắp thêm 20 chiếc quạt tường để không khí thoáng mát. Khu vực trần nhà hình vòm căn dinh thự được thiết kế các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ kiệt tác Baroque của châu Âu, nổi bật với nhiều họa tiết mạ vàng, sàn lát đá cẩm thạch lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ gần 1.000 thiết bị đèn LED. Toàn bộ nội thất đều được dát vàng công nghiệp từ bàn ăn, bàn khách, tủ tivi, cầu thang, lọ đựng tăm, lọ đựng hoa. Để đồng bộ với thiết kế của ngôi nhà, tất cả đồ nội thất, đồ trang trí đều được chủ nhà đặt mua từ nước ngoài hoặc thiết kế riêng. Chỉ tính riêng, chi phí cho đèn chùm đã hơn 900 triệu, bộ bàn ghế cả tỷ đồng. Cơ ngơi này có chi phí xây dựng ước tính lên tới 100 tỷ đồng. Không biết quý vị ấn tượng với công trình nào nhất? Nếu dư giả điều kiện, quý vị có sẵn sàng dát vàng lấp lánh để trang hoàng cho ngôi nhà thân yêu của mình hay không? Hoan nghênh quý vị và các bạn để lại bình luận bên dưới để cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.